đúng không? Đưa đây. Rồi, chào các chị nào. Rồi, chị yêu Nana xem live cho em một chút chấm nào các chị ơi, chấm và chia sẻ bài cho em nha. Rồi, hôm nay mà nói chung là gần mùng 8 tháng 3 rồi các chị yêu ơi. Nên là hôm nay em tiếp tục like áo dạ mọi người nhá. Để cho các chị đón dịp mùng 8 tháng 3 nè. Siêu yêu luôn các chị ơi. Hôm nay sáng cực kỳ yêu thương luôn, 139k một con mọi người nhá. Áp dụng là chia sẻ bài ha. Rồi tương tác mạnh tay cho em nào mọi người nhá. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội cho em này. Rồi chào chị Trần Dung nhá, rồi chào chị Hương Sinh này, rồi em chào mọi người nhá. Rồi chị yêu nào thấy em thì cho em một nút chấm và chia sẻ bài cho em này. Đại lưu view cho em nhá các chị ơi, chào chị Thương Hoàng, chào chị Kim Dung nhá. Hôm nay giá sẽ là 139k một con các chị yêu này. Áp dụng chia sẻ bài nhá. Rồi tương tác mạnh tay cho em đây nào mọi người ơi. Phải 139 không? Rồi chấm lên tương tác trên đây nào mọi người ơi, để đầu like em sẽ bán cho các chị cả em nó mặc với giá 99.000 nha mọi người nhá. Rồi tương tác mạnh tay trên đây nào mọi người ơi, chị nào thấy em thì cho em một nút chấm và chia sẻ bài cho em này. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội nhá. 2 lần lên trang cá nhân hôm nay, 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội. Hôm nay bán giá bao nhiêu chị? 139 à. Rồi tương tác mạnh tay cho em đây nào mọi người ơi, chào chị Phương Oanh này, rồi em chào mọi người nhá. Rồi em chào tất cả các chị yêu này, chấm lên chia sẻ bài cho em này. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân, chào chị Siêu Hà Đai này. Rồi chị hồi chưa chị chưa đủ đơn đó chị Suy Hà Đai, có gì chị chốt thêm để em gửi hàng chị nào. Rồi chấm bài tương tác lên cho em đây nào các chị này. Rồi dạ có hàng bà luôn chị ơi, hôm nay nói chung em sẽ like hàng bà luôn nhá. Rồi chấm bài tương tác lên cho em mỗi chị 2 lần lên trang cá nhân cho em này. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội cho em ha. Rồi đầu like em sẽ bán cho chị với giá 99k cả em đang mặc mọi người nhá. Một con siêu đẹp như này, một con siêu phẩm như này nha mọi người ơi. Em bán chỉ có giá 99k đầu like thôi. Áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài và hiện mình là người chia sẻ bài em mới bán giá này nha các chị ơi. Rồi qua tương tác có qua có lại nha mọi người này. Rồi em cảm ơn chị Diệp Lê nhiều nha. Em cảm ơn chị đẹp này, chào chị Nguyễn Thị Vân nha. Rồi cứ chấm lên cho em đi nào mọi người ơi. Chấm và đẩy lên view cho em. Mọi người vào đông một xíu lên 50 người nào mọi người ơi. Lên 50 người cho em rồi em sẽ bắt đầu like luôn các chị yêu nha. Lên 50 người em sẽ like luôn ạ. Rồi đẩy mạnh lượt view cho em đi nào mọi người ơi. Rồi một con xe S này đầu like, một con xe S cho chị Đức Huyên nhá. Rồi bây giờ em sẽ like luôn các chị ơi. Cứ chấm mà cho em để em biết em để em thấy các chị gái của mình đang xem like của em nhá. Rồi bây giờ em sẽ like luôn này, một con đầu lai sẽ siêu đẹp cho em này. Em sẽ bán với giá 99k mọi người nhá. Áp dụng cho chị nào chia sẻ bài này. Rồi comment mã cho em các chị ơi, comment mã cho em A99 kèm điện thoại luôn cho em ha. Lên cho em A99 và kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Một con size S siêu đẹp nha các chị gái ơi. Chị nào mặc size S này 40-48kg mặc vừa cho em nhá. Rồi size S này lên cho em A99 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài. Dạ bên trang bếp chưa thấy, em chưa thấy chị nào chia sẻ bài cho em nhá. Phải hiện mình là người chia sẻ mọi người ơi. Rồi em cảm ơn chị Kim Trúc này đã thấy chị là người chia sẻ bài nhá. Rồi chấm bài tương tác mạnh tay cho em này. Rồi cứ chấm bài cho em này, mua 7 cái. Dạ rồi, rồi chị cứ mua đi chị này. Rồi chị Liên Mai, em chưa thấy chị là người chia sẻ chị ơi. Phải hiện mình là người chia sẻ bài nhá. Có qua có lại, phải tương tác có qua có lại các chị ơi. Em bán cho chị với giá cực kỳ yêu thương, cực kỳ nói chung là giá cực kỳ yêu thương rồi, các chị phải chia sẻ bài cho em nhá. Rồi rồi em bán đây chị ơi, comment cho em mà A99 kèm điện thoại luôn cho em mọi người ơi. Lên cho em mà A99 nhá. Rồi chốt cho em mà A99 và kèm điện thoại luôn cho em mà A99. Em sẽ bán hai con đầu like em sẽ bán hai con đầu like với giá 99.000 nha mọi người nhá. Rồi chấm bài tương tác mạnh cho em đi nào mọi người ơi. Rồi A99 em chưa thấy chị nào, comment hết nha mọi người ơi. A99 em chưa thấy chị nào nè. Rồi cảm ơn chị Betty Nguyễn là người chia sẻ bài nhá. Rồi con này siêu đẹp luôn trên mặt. Rồi cảm ơn chị Liên Mai thấy chị người chia sẻ này. Rồi ok em chốt cho chị Liên Mai nhá. Rồi con này cũng size S luôn trên đây các chị này. Con này size S lên trên mặt. Chốt cho em mã.
Rồi lên cho em mã, bà chia sẻ cộng số điện thoại cho em này. Rồi con này em cũng bán cho các chị với giá 99 ngàn luôn. Các chị cứ đợi lượt view cho em các chị yêu nhá. Lên cho em mã, bà chia sẻ cộng số điện thoại cho em ạ. Em bán cho cái này với các chị với giá 99 ngàn. Chị nào mà mặc size S thôn, nhanh tay hốt liền con này cho em ạ. Rồi lên cho em mã, đã chia sẻ cộng số điện thoại cho em ạ. 99 ngàn mọi người nhá. Lên cho em đã chia sẻ cộng số điện thoại luôn cho em này. Dạ có size L luôn chị Trang Nhã ơi. Cứ nói chung là cứ theo dõi live cho em nè. Rồi con này lên cho em mã, đã chia sẻ cộng số điện thoại luôn cho em ạ. 99 ngàn mọi người nhá. Lên cho em mã, đã chia sẻ cộng số điện thoại một con size S này. Chị nào size S nhanh tay này. Lên cho em mã, đã chia sẻ cộng số điện thoại này. Chị Liên Mai ơi, chị Giang chốt cho em một sản phẩm nữa để em gửi hàng chị yêu nhá. Rồi chốt hàng đầu la, nếu mà các chị chốt một cái là em không có gửi hàng được nha mọi người nha. Nên là các chị chốt đủ đơn cho em thêm một cái nữa để em gửi hàng nha chị ạ. Chị Liên Mai nha. Rồi bây giờ em sẽ like luôn mọi người này, bây giờ em sẽ like luôn. Rồi bây giờ em sẽ like luôn các chị này, các chị cứ chấm mai tương tác lên cho em nha. Rồi ok chị Liên Mai này, ok chị đẹp này. Rồi đã chia sẻ chị Mai Dung Trần này, đã chia sẻ cộng số điện thoại của chị Mai Dung Trần là người đầu tiên này, sáng chốt thêm một sản phẩm để em gửi hàng chị yêu ha. Rồi bây giờ em sẽ like luôn, giá hôm nay sẽ là 139 nha, và quần là cộng thêm 60.000 tiền quần nha mọi người nhá. Rồi con này size 2XL, eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa, eo chị nào 85 mặc vừa, một con phối đen cực kỳ đẹp luôn cho em là size 2XL, eo 85 quay đầu mặc vừa. Dạ em sẽ đọc vừa số cân vừa số ký cả số eo để cho các chị dễ lựa chọn nhá. Rồi con này size 2X chị nào cỡ tầm 60-65kg mặc vừa, 139k lên cho em mặt đen, eo 85 quay đầu mặc vừa, 139k lên cho em mặt đen, mà đen và kiếm luôn số cho em mọi người này, chốt cho em mặt đen này. Rồi hôm nay còn một ngày cuối em tri ân ngày 8 tháng 3 nên hôm nay sẽ bán đồng giá 139k. Nhưng nếu mà chị nào mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ free ship luôn nhá. Mua từ 3 cái trở lên chị nào ghim cho em đồng giá 139, mua từ 3 cái là free ship cho em nhá. Vậy mua từ 3 cái là free ship này. Chấm tương tác mạnh tay lên cho em, hôm nay rất là nhiều mẫu mới và đẹp cho em nhá. Cực kỳ nhiều mẫu mới và đẹp cho em nào. Rồi lên một con chống đồng size S, con này dành cho chị nào 48kg quay đầu, eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi nhanh tay chốt cho em nhá. Rồi mã chống đồng cho em chị nào size S này, 48kg quay đầu, eo 70 đổ lại mặc vừa cho em ạ. À, đã chia sẻ có 10 chốt rồi, các chị chốt hàng từ 3 con là bên em free ship luôn cho các chị nhá. Rồi lên cho mã chống đồng, chốt hàng kèm số điện thoại luôn cho em, size S 48kg quay đầu nhá, bao giá toàn Facebook cho mọi người luôn, mã chống đồng và kèm một số điện thoại ạ. Rồi con này size 2XL luôn cho em mọi người nhá. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa nhá. Rồi size 2XL eo 85 mặc vừa cho em ạ. Chị nào lấy con này chốt cho em ạ, A01 mọi người nhá. Size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa, em sẽ đọc số eo cho các chị dễ lựa chọn nhá. Lên cho em ạ, lên cho em ạ A01 nhá. A01 kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Con này size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa, lên cho em ạ A01 nhá mọi người. Lên cho em ạ A01 và kèm luôn số này. Mọi người ơi, mọi người chấm mày, chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Rồi lên cho em mã A01 nha các chị gái này, chốt cho em mã A01 nhá. A01 và kèm luôn số cho em là chốt cho em mã A01 nha các chị ơi, chốt cho em mã A01 nhá. Chấm bài tương tác nhiệt tình lên cho em các chị ơi. Rồi mã chống đồng sẽ chốt hàng lên số cho em đi chị Yến Diệp ơi, chốt hàng lên số cho em này. Rồi em lên cho chị một con màu tím này, con này là tím tím hoa này, tím hoa cho em mọi người nhá. Kết hợp cho em một cái quần màu đen nữa là quá là thành nguyên bộ, siêu đẹp luôn mọi người nhá. Rồi con này eo của chị nào cỡ tầm 80 quay đầu mặc vừa, eo 80 quay đầu mặc vừa nhá. Lên cho em mã tím và kèm luôn số cho em mã size XL nhá. Size XL eo 80 mặc vừa, lên cho em mã tím và kèm luôn số cho em mã, chốt cho em mã tím nhá. Rồi chốt hàng mã kèm số điện thoại luôn giúp em nha các chị ơi. Chống đồng sẽ ép Yến Diệp chốt hàng lên số này. Rồi con theo hôm nay em cũng bán đồng giá, các chị bình thường bán 178, hôm nay em cũng xả đồng giá cho các chị luôn nha. Quần cộng thêm 60k một cái giúp em, quần cộng thêm 60k. Có lẽ dành cho chị nào size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa, lấy trước là mã theo size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi lấy comment cho mã theo, rồi mã tím của chị Kim Dung, phí ship mua từ 3 con là free ship cho em, còn bình thường là ship 30k. Lấy comment cho mã theo cho em size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã theo Yến Diệp chốt hàng kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Rồi mã theo kèm số điện thoại ạ. Rồi con này size L cho em chị nào cỡ tầm từ 54kg quay đầu mặc vừa cho em, mọi người chốt mã kèm số điện thoại cho em là có đơn mọi người nhá. Rồi con này size L eo 76 quay đầu mặc vừa, size L eo 76 mặc vừa, 54kg quay đầu là mặc đẹp nhá. Chị nào lấy comment cho em mã xanh và kèm luôn số cho em mà, chốt cho em mã xanh. Rồi mã theo cho chị Kim Hiền, mã theo chị Kim Hiền. Rồi con này lên cho em mã xanh các chị nhá, cho cho em mã xanh này. Mã xanh
lên và kèm luôn số cho em ạ. Rồi em còn một ít hàng đá hôm nay em xả sập sàn luôn cho các chị nhá. Rồi lên một con chi phong đá cho em nhá, 4 tà cho em. Con này dành cho chị nào 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em siêu đẹp nhá. Size 2XL 58kg chị mặc size 1XL cho em là đẹp nhá. Lấy con này của bên ta mã hồng đá cho em. Hôm nay sale sập sàn chấm đồng S của chị Yến Diệp, em thấy số điện thoại rồi. Lấy con bên ngay tay cho mã hồng đá. Hôm nay hàng màu hồng như thế này sale các chị vừa giá bao nhiêu ạ? 229k. Sập xà luôn 229 cho em nha. Một con đá siêu đẹp này, mã xanh của chị Liên Mai. Mã xanh của chị Liên Mai, chị Nguyễn Tiết sau. Lấy comment cho mã hồng đá cho em nha. Dành cho chị nào L2XL L85 đổ lại mặc vừa. Nhanh tay chút cho mã hồng đá 229. 229k một em đá, còn hơn chục con thôi em sell nốt nè. Rồi con này size S cho em mọi người này. Con này size S chỉ là tầm 40-48kg mặc vừa nha. Rồi con này size S em nói thật, hàng size S thì cực kỳ ít luôn. Chị nào thấy đẹp nhanh tay hốt cho em nè. Lên cho em A123 A123 và kiếm luôn số cho em ạ. Chị nào đang xem like cho em một nút chấm này, các chị bấm theo dõi lên trang của em nha mọi người nhá, để theo dõi các like ha. Rồi con này lên cho em A123 và kiếm luôn số cho em ạ, size S mọi người nhá. Trời ơi, lên thêm một em size S siêu đẹp cho em nhá. Mã size em hết rồi, em còn mã hồng đá nhá. Rồi size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa nhá. Trời ơi, con này màu cực kỳ lạ và đẹp luôn cho em. Lấy con này chiếc mã nâu cho em nhá. 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa. Lấy chiếc nhanh tay chào mã nâu. Rồi mã hồng đá 229 của chị Phạm Bình. À, lấy con này comment chào mã nâu cho em size S nhá. 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa. Lấy comment chào mã nâu. Mã nâu và kèm luôn số điện thoại cho em nhá. Nâu và kèm số điện thoại ạ. Rồi con này size XL eo chị nào 80 quay đầu mặc vừa. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã A81 nha. Chị nào lấy comment cho em mã A81 và kèm luôn số cho em ạ. Con này size XL eo 80 mặc vừa, một con siêu đẹp nhá. Lên cho em mã A81 và kèm luôn số cho em và size XL nha mọi người. Rồi lên một con màu vàng công siêu đỉnh luôn nha các chị ơi. Cố gắng chốt từ 3 con trở lên là các chị được free ship nhá. Nâu của chị Mai Dung Trần, mã nâu của chị Mai Dung Trần. Con này dành cho chị nào nha. Con này em có 3 size S, M, L. Lên cho mã vàng kèm size giúp em nha. Mã vàng kèm size S, size M và size L. Rồi áo dài bên em là hàng new 100% nha. Hàng new 100% như thế này. Con hàng này không có hàng C đâu, hàng này hàng Việt Nam mình mà. Mã A81 của chị Kim Dung. Con này dành cho chị nào size S, size M, size L. Lên cho mã vàng cho em nha, siêu đẹp luôn. Vàng kèm size S, M, L. Nhanh tay các chị ơi, nâu em hết rồi nha. Nâu em chỉ có một con duy nhất thôi. Rồi mã vàng em có size S, size M, size L. Nhanh tay cho mã vàng cho em siêu đẹp luôn. S, M, L cho em nha. Có 3 size cho các chị lựa chọn ạ. Ai lấy comment test mã vàng size S, size M, size L. Con này đúng duy nhất một con thôi mọi người. Chị nào lấy comment cho em mã trắng nhá. Con này là size M cho em ạ. Rồi mã vàng size L cho chị Nga Nguyễn. Mã vàng size L chị Nga Nguyễn. Em còn mã vàng, các chị comment mã và kèm luôn số kèm size luôn cho em các chị yêu nha. Rồi con này chị nào mặc size M cho em L72 đổ lại là mang đèn size M các chị ơi. L72 đổ lại là mang đèn size M. Chị nào lấy comment cho em mã trắng và kèm luôn số cho em và cho em mã trắng size M mọi người nhá. Rồi size M 50kg này L72 đổ lại là mang đẹp cho em nhá. Rồi size M L72 đổ lại là mang đẹp. Chị nào lấy comment cho em mã trắng và kèm luôn số siêu đẹp luôn các chị ơi, lên cho em mã trắng này. Các chị ơi, chị nào còn thấy em thì cho em một nút chấm với này, sao tự nhiên đứng yên rồi này. Rồi con này lên cho em mã trắng mọi người ơi, cho em mã trắng và kèm luôn số cho em mã size M nhé. Size M 50kg L72 đổ lại là mang đẹp nhá. L72 đổ lại mang đẹp, chốt cho em mã trắng cho em này. Lên cho em mã trắng này, trắng cho chị Nguyễn Tuyết nhá. Trắng cho chị Nguyễn Tuyết này. Rồi em lên một con thêu siêu đẹp cho em nhá. Một con thêu siêu đẹp này. Rồi con này dành cho các chị size S cho em nhá. 48kg quay đầu L70 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi mã vàng size L của chị Nga Nguyễn ạ. Mã trắng của chị Nguyễn Tuyết rồi nhá. Rồi con này lên cho mã thêu cho em size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em. Một con xanh ngọc thêu siêu đẹp nhá. Lấy comment cho mã thêu cho em nha. Size M 50kg đổ lại mặc vừa. Lấy chút nhanh tay cho em, hôm nay đồng giá hết 139k. Các chị mua từ 3 con sẽ được free ship. Lấy comment cho em là mã thêu. Rồi con này size M cho em mọi người này, size M nhá. Dạ 139k một áo, quần là tính riêng 60.000 một quần nhá chị Lê Phượng nhá. Mà các chị mua từ 3 con đổ lên sẽ free ship các chị yêu này. Rồi con này size M 50kg L72 đổ lại là mang đẹp, chốt cho em mã hoa. L72 đổ lại là mang đẹp, chốt cho em mã hoa màu vàng cực kỳ nổi luôn các chị yêu nhá. Rồi size M 50kg L72 đổ lại mặc đẹp, lên cho em mã hoa và kèm luôn số cho em và chốt cho em mã hoa. Dạ quần là quần tính riêng chị Thảo Phạm ơi, quần là quần tính riêng cho em này. Rồi chị nào có mẹ ạ, chị nào có mẹ nhỏ con này, hoặc là các chị nhỏ con cho em nha, màu rút cực kỳ sang cho em nhá. Rồi con này dành cho chị nào size M cho em 50kg đổ lại mặc vừa cho em nhá. Con này nó ghi size L nhưng mà tầm size M thôi. 50kg đổ lại mặc vừa, lên giờ mã rút cho em nha. Rồi mã rút 229k xả sập sàn cho mọi người luôn. Rồi mã hoa của chị Phạm Thế Cô Thúy Khỏi, con này dành cho các chị size M 50kg đổ lại mặc vừa. Lấy comment nhanh tay cho mã rút cho
em nha, 229k, 4 tà siêu đẹp luôn. Rút 229 em còn sót lại đúng một em duy nhất thôi. Rồi rút 229 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em này, 50kg mặc vừa eo 72 nha. 50kg quay đầu là mặc vừa eo 72, đổ lại là mang đẹp cho em này, chốt cho em mặc cam mọi người nha. Lên cho em mặc cam và kèm luôn số cho em là size M, 50kg eo 72 mặc vừa chốt cho em mặc cam. Rồi lên một em xanh cô ba size L này, các chị này hoa siêu đẹp luôn nhá, size L. Rồi quần cộng thêm 60k cho em, size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size L 50m 139.000 một cái áo, em không hiểu sao các chị có thể là hỏi là có quần hay không. Một cái quần các chị ra ngoài mua cũng người ta cũng bán cho các chị ít nhất là 100.000. Còn bên em là lấy chung với các chị là 60.000 thôi nhá. Các chị phải nói chung là 139 thì các chị phải hiểu là các chị ra chợ không mua được vải, đảm bảo các chị luôn. Rồi lên cho mã mã xanh cho em nha. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã xanh. Mã xanh kèm số điện thoại cho em nha. Màu vàng size L này chị M size. Chị Họa Lan Vũ chốt hàng lên cho em số điện thoại nha. Em còn màu vàng size M nha. Rồi mã cam của chị Phạm Thế Khởi, em còn mã xanh. Rồi con này size M và size L, con này size L cho em nè mọi người này. Con này size L eo 76 mặc vừa cho em. Trời ơi màu này cực kỳ nhẹ nhàng nha mọi người ơi. Rồi đây con này chốt cho em mã đẹp nha mọi người nhá. Con này là size L cho em eo 76 mặc vừa nha. Size L eo 76 mặc vừa. Eo 76 quay đầu mặc vừa lên cho em mã đẹp và kèm luôn số cho em là size L nha mọi người nhá. Lên cho em mã đẹp size L eo 76 mặc vừa. Chốt cho em mã đẹp và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi lên một con cam đá Thái Lan Vũ chốt hàng thì lên cho em số điện thoại cho em nha. Rồi lên một con cam đá siêu đẹp cho em. Con này dành cho chị nào size 2 L eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 2 L eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam đá cho em 229k. Một em chi phong 4 tà phối đá như thế này các chị mua ở đâu cũng không có cái giá này luôn. Mã hoa màu vàng hả? Có người chốt là chị Thu Hương ơi, có người chốt mất rồi nhá. Lấy con này comment cho mã cam đá cho em size 2 L eo 85 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho là mã cam đá, đây là mã đẹp, kia là mã xanh. Rồi cam đá kèm số điện thoại cho em nhá. Của ai? Mã xanh cô ban và mã đẹp của chị Nguyễn Tuyết. Rồi ok, xanh cô ban và mã đẹp của chị Nguyễn Tuyết nha, là bị ẩn comment đó các chị ơi. Rồi mã cam đá size 2 L eo 85 đổ lại mặc vừa cho em, chỉ có giá là 229k. Ai lấy comment cho mã cam đá. Em chỉ còn hơn chục cái đá thôi, em sale nốt cho các chị đó. Rồi con này size L nha mọi người, size L eo 76 quay đầu mặc vừa nha. Size L eo. Rồi mã vàng size M cho chị Mai Lương, mã vàng size M cho chị Mai Lương. Rồi con này là size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em mọi người nhá. Rồi mã đẹp em hết rồi này, mã đẹp em hết rồi nhá. Rồi cam đá cho chị Ngọc Tú ạ, cam đá chị Ngọc Tú. Rồi con này lên cho em mã đỏ nha mọi người. Con này màu hoa đỏ cho em các chị yêu nhá. Lên cho em mã đỏ và kèm luôn số cho em mã size M, lên cho em mã đỏ để đỏ và kèm luôn số cho em ạ. Rồi size XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã tím nhá. Nhanh tay cho mã tím cho em size 1XL. Eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã tím này. Mã vàng size M của chị Lan Vũ. Ok chị Lan Vũ. Lấy comment cho mã tím cho em nha. Con này là size M 50kg size XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã tím nha. Tím kèm số điện thoại này. Tím kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa. Chị nào 60-65kg mặc vừa cho em nha. 60-65kg mặc vừa. Eo 85 quay đầu là mặc đẹp, chốt cho em mã trắng mọi người nhá. Lên cho em mã trắng và kèm luôn số cho em cực kỳ đẹp luôn. Cái trời lên cho em mã trắng này. Mã trắng và kèm luôn số cho em mà con này size 2XL nhá. Rồi lên một em kim sa vàng này các chị ơi, con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa sắp đúng một em kim sa thả các chị luôn 179k. Rồi mã vàng kim sa cam đá thì em coi cái này size gì đây. Rồi ai lên comment nhanh tay cho em nha. Rồi mã vàng kim sa 179 cho em nha. Vàng kim sa 179 dành cho chị nào size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Mã tím của chị Kim Dung, mã tím của chị Kim Dung. Rồi cam đá của chị Su Su một con, cam đá của chị Su Su một con. Mã trắng của chị Hoa Đậu Biếc nha. Rồi mã tím của chị Kim Dung. Lên chào mã vàng kim sa còn sót lại đúng một con thôi, xả các chị 179k. Rồi một con hoa sen này, trời ơi một con xanh hoa sen nhanh tay nha các chị ơi, còn đúng duy nhất một con. Rồi mã vàng kim sa cho chị Ngọc Tú, vàng kim sa chị Ngọc Tú. Rồi con này size XL eo 80 mặc vừa chốt trên mã sen các chị ơi, một con hoa sen siêu đẹp rồi. Lên trên mã sen, con này size XL eo 80 mặc vừa nhá. Eo 80 quay đầu mặc vừa lên trên mã sen và kèm luôn số trên mà con này size XL eo 80 mặc vừa mã sen nhá. Trời ơi xuất sắc luôn. Rồi chị nào size S chốt liền cho em là mã chống đồng cho em nhá. Size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa nhanh tay này. Chúc cho mã chống đồng chị nào nhanh tay thì được nhá. Con này siêu phẩm nhá. Rồi chống đồng size S chị nào lấy comment cho mã chống đồng nhá. Chống đồng và kèm luôn số điện thoại cho em ạ. Chống đồng và kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi con này size XL eo chị nào 80 quay đầu mặc vừa. Eo 80 quay đầu mặc vừa size XL chốt cho em mã hồng nha mọi người. Lên cho em mã hồng này. Hồng và kèm luôn số cho em mã size XL eo 80 mặc vừa chốt cho em mã hồng nhá.
Rồi đây một con đeo siêu đẹp, con này size 2XL cho em nha, hàng 4 tà này. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa nhá. Lấy con này comment ra mã rêu cho em xả sập sàng, các chị còn hơn chục con, xả các chị 229k. Ai lấy con này comment ra mã rêu cho em nha. 229 này siêu đẹp luôn. Rêu 229 kèm số điện thoại size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lên cho mã rêu cho em 229k mã rêu. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa. Một con hoa bỉ ngạn siêu đẹp nha mọi người, lên trên mã hoa. Mã hoa kèm lưu số trên mã size 2XL eo 85 mặc vừa, chốt trên mã hoa. Mã hoa và kèm lưu số các cháu chốt trên mã hoa này. Rồi em ra một con size to nha, con này size 3XL cho em nha. Có mờ không chị, con nói em chỉ còn một con duy nhất thôi. Chị nào size S thì nhanh tay nha. Rồi con này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa, lên ra mã hồng đào cho em nha. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa, lấy comment ra mã hồng đào cho em ạ. Còn mấy con em xả nốt cho các chị 229k. Mã hồng đào 229 cho em, chống đồng của chị phù phở bon, chống đồng của chị phở bon nha. Rồi 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa, lên ra mã hồng đào. Rồi 229k mã hồng đào kèm số cho em. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa nha. Rồi size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa, chị nào lấy con này chốt cho em mã A63. Chốt cho em mã A63 kèm luôn số cho em mã size 2XL nha mọi người. Size 2XL eo 85 mặc vừa, màu cực kỳ nhã nhặn cho em ạ. Lên cho em mã A63 kèm số mọi người nha. Rồi size 1XL cho em nha, mã rêu của chị Khang Mai, mã rêu của chị Khang Mai. Mã hoa có mã hoa không? Có. Rồi mã hoa này Loan Nguyễn chốt hè lên số cho em nha. Hoa chị Loan Nguyễn chốt hè lên số này. 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em, toàn bộ nó là theo nha các chị ơi. Lấy con này comment cho mã theo cho em nha, size 1XL. Rồi cây mặc của chị ơi, cây mặc đúng rồi, cây mặc size M của chị Hà Trịnh này. Lấy comment A63 của chị Hoa Đậu biết dồn đơn, A63 của chị Hoa Đậu biết dồn đơn nha. Con này ai lấy comment cho mã theo size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã theo, chị Loan Nguyễn chốt mã hoa lên số điện thoại cho em nha. Rồi mã theo và kèm luôn số điện thoại cho em nè, theo và kèm số nhá. Rồi con này size XL một con cơ ba Sài Gòn nha, size XL eo chị nào 80 mặc vừa nhá. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa, chị nào lấy comment cho em mã cô ba và kèm luôn số cho em mã size XL nha các chị ơi. Con này em hình như là em chỉ còn đúng duy nhất một con này thôi. Mã hồng đào cho chị Hồng Quế, mã hồng đào cho chị Hương Quế này. Rồi size XL theo, size XL theo chị Kim Dung ạ. Rồi con này lên cho em mã cô ba, mọi người này size XL eo 80 mặc vừa nhá. Eo 80 mặc vừa, mỗi cái nó một mẫu thôi mọi người ơi, tại vì cái hàng này nó không theo ri ha. Rồi con này lên cho em mã cô ba này, cô ba và kèm luôn số cho em ạ. Cái nào mà có đủ ri thì em có bào nha mọi người nhá. Rồi theo size XL em hết rồi nè. Rồi lên cho chị một con cổ cao 2 phân này. Rồi mã hoa này, mã hoa chị kia không lên số cho chị Hiền Tống này. Mã hoa cho chị Hiền Tống. Ừ cái con cam á. Mã hoa cho chị Hiền Tống này. Rồi con này size L cho em này. Size em thấy chị Lê Thị Hải Tính chị ơi. Rồi con này size L cho em này mọi người. Con này size L eo 76 quay đầu mặc vừa. Hình như con này đúng duy nhất còn một con này thôi. Rồi đúng duy nhất một con này thôi này. Rồi size L eo 76 quay đầu mặc vừa, cổ cao 2 phân mọi người nhá. Cổ cao 2 phân chị nào lấy có màn cho em mà A73 size L cho em nhá. Rồi, hồng đào đá xem hở. Rồi con này lên cho em mà A73, cho chị em mà A73 và kèm luôn số cho em ạ. Rồi mã cô 3 này, mã cô 3 cho chị Kim Dung ạ. Rồi con này size L eo 76 quay đầu mặc vừa, cổ cao 2 phân cho em, lên cho em mà A73 siêu đẹp luôn các chị ơi. Lên cho em mà A73 và kèm luôn số cho em mà size L nhá. Rồi size L eo 76 mặc vừa lên cho em mã A73. A73 và kèm điện thoại luôn cho em A73 mọi người nhá. A73 và kèm luôn số cho em ạ. Đây cho em A73 kèm số này. Trời ơi, đáng. Rồi đây cho chị một con size to này. Rồi A73 cho chị Lê Thúy này, A73 cho chị Lê Thúy này, chị Nguyễn Tuyết sao mất rồi nhá. Rồi đây cho chị một con phối siêu đẹp nha mọi người này. Dạ em thấy chị Lê Thị Hải Tính chị yêu ơi. Rồi cái này size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa. Eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mặt to. Eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mặt to và kèm luôn số trên mặt. A73 em hết rồi chị ơi. Rồi cái này lên trên mặt to size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa. Lên trên mặt to và kèm luôn số trên mặt, chốt trên mặt to. Mặt to và kèm luôn số rồi lên cho chị một con siêu phẩm size M nhá. Rồi lên cho chị một con siêu phẩm size M 50kg eo 72. Trời ơi một con siêu đẹp, chị nào mà nhanh tay hốt liền con này cho em đi này. Rồi size M mặc vừa. Trời ơi phần phía sau các chị nhận phần phía sau cho em này cực kỳ đẹp luôn nha. Nói chung là phần phía sau phần phía trước cực kỳ nổi luôn. Rồi con này lên cho em mã siêu phẩm nha mọi người nhá. Rồi chốt cho em mã siêu phẩm này, chốt cho em mã siêu phẩm nha mọi người. 139k. Lên cho em mã siêu phẩm con này size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp nhá. Eo 72 quay đầu là mang đẹp, chốt cho em mã siêu phẩm này. Siêu phẩm và kèm luôn số cho em ạ. Rồi em đây cho các chị một con tím kim sa còn sót lại nha. Eo 73 hết rồi, to của chị Tiên Tiên. Mã to cho chị Tiên Tiên nha. Rồi em còn mã siêu phẩm, chị nào lấy thì comment cho em nha.
Rồi con này một con tím kim sa siêu đẹp, con này dành cho chị nào size XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size XL eo 80 đổ lại mặc vừa siêu phẩm của chị Minh Anh. Rồi con này em tặng các chị 170k. Lấy comment cho mã kim sa cho em nha. Tím kim sa 179 cho em ạ. Tím kim sa 179 size XL eo 80 đổ lại mặc vừa, lên cho mã tím kim sa cho em. Trời ơi, lên một con công cho các chị này, một con công siêu siêu đẹp size S cho em này. Chị nào mặc size S nhanh tay hốt liền chốt cho em mã công và kèm luôn số cho em mặc con này size S mọi người nhá. Size S mặc vừa nhá, lên trên mặc công và kèm luôn số trên mặt. Rồi size S mặc vừa 40-48 khí mặc đẹp chốt trên mặc công. Công kèm luôn số trên mặc công này. Rồi lên một con theo siêu cưng nha các chị ơi. Con này dành cho chị nào size 3XL cho em nhá. 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Hôm nay em xả đồng giá luôn cho các chị nhá. Siêu phẩm em hết rồi, em còn mã tím kim sa, em còn mã công. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa, nhanh tay chút chào mã theo cho em đồng giá 139k. Mua từ 3 con các chị sẽ được miễn ship nhá. Rồi mã công của chị Nguyễn Hồng, mã công Nguyễn Hồng Big Ding sau. Lấy con này comment cho mã theo size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã theo kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi con này size 2XL cho em một con màu trắng siêu đẹp, size 2XL mã công em hết rồi nhá. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa chốt cho em mã trắng mọi người nhá. Lên cho em mã trắng đây 60-65 ký mặc vừa, lên cho em mã trắng và kèm điện thoại luôn cho em mã chốt cho em mã trắng nhá. Rồi con này size M này mã theo của chị Su Su nha, công em hết rồi nhá. Rồi cảm ơn chị Thanh Hà nhiều nha. Rồi size M 50kg đổ lại mặc vừa nhanh tay này chốt cho mã chống đồng giúp em, sắp lại đúng một em thôi. Rồi mã chống đồng size M 50kg đổ lại mặc vừa nhanh tay này. Rồi chốt cho mã chống đồng kèm số điện thoại cho em nha. Chống đồng size M nha mọi người ơi. Rồi con này size L cho em này các chị này, con này size L này. Rồi ok chị Thanh Hà, rồi con này size L eo 76 mặc vừa cho em nha. Rồi size L eo 76 quay được mặc vừa chốt cho em mã bơ, màu này là màu bơ cho em, bơ hoa nha mọi người nhá. Size L eo cho chê mã bơ, mã bơ mã trắng chị Minh Anh, con này lên cho em mã bơ mọi người này, size L eo 76 mặc vừa mã bơ nhá. Rồi con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nha, con này siêu đẹp luôn. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã xanh đá cho em 229k. Xanh đá 229 nha, cho chị nào mặc size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa nhanh tay cho em trước cho là mã xanh đá nhá, chống đồng siêu đẹp các chị nhanh tay đi ạ. Rồi xanh đá 229 kèm số điện thoại 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa, bơ của chị Minh Anh. Rồi con này size S40-48kg mặc vừa nha mọi người. Size S40-48kg mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em A124 cho chị em A124 và kèm luôn số cho em size S40-48kg mặc vừa nha. Lên cho em A124 kèm điện thoại cho em A124 này. Rồi lên một con size M siêu đẹp nhá. Rồi cái đó là size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa chị Huỳnh Trinh ơi, size 2XL nhá. Rồi cái này size M cho em, trời ơi siêu cưng luôn. Cái này size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em A124 của chị Yến Diệp dồn đơn. Cái này size M 50kg đổ lại mặc vừa, lên cho mã lá cho em này siêu đẹp nhá. Rồi mã lá size M 50kg đổ lại mặc vừa này, lấy chút cho mã lá A124 em hết rồi nhá. Lấy comment cho mã lá cho em, con này là size M 50kg đổ lại mặc vừa, lên cho mã lá giúp em nha. Trời ơi màu này cực kỳ nhẹ nhàng luôn nha mọi người. Rồi con này size S cho em ạ, 40-48kg mặc vừa nhá, lên cho em mã xanh 40-48kg mặc vừa chốt cho em mã xanh và kèm luôn số cho em mã size S nhá các chị này. Lên cho em mã xanh size S 40-48kg mặc vừa chốt cho em mã xanh nhá. Rồi size 2XL cho em nha các chị ơi, chị nào size to này. Rồi size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ, đợi em một tí nhá, đợi về bắt con size đó. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã hồng cho em siêu đẹp nhá. Hồng size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã hồng. Mã hồng kèm số điện thoại cho em đồng giá 139k. Rồi mã hồng kèm số điện thoại size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã hồng nhá. Rồi con này size màu cho em này, chị nào có tầm từ 45 tới 50 ký mặc vừa. Mã xanh của chị Phở Bông, 50kg quay đầu mặc vừa cho em một con đỏ sen nhá các chị ơi, lên trên mắt đỏ nha. Con này chị nào 50kg quay đầu eo 72 mặc vừa nhá, lên trên mắt đỏ và kèm luôn số trên cho trên mắt đỏ nhá. Rồi đây ạ, size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa em mặc lại cho chị gì đó con này. Rồi lên cho mã xanh đá cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ, bốn tà chân như thế này. Lấy comment cho mã xanh đá cho em 229k. Xanh đá 229 kèm số điện thoại cho em nha. Xanh đá 229k. Rồi con này size L cho em mọi người nhá. Dạ 60kg chị mặc size XL cho em chị này. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa cho em ạ, 54kg quay đầu. Eo 76 quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em A282. A282 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi mã xanh cho chị Lệ Nguyễn Minh Hiền. Xanh hết rồi hả? Xanh em hết rồi chị ơi. Em còn xanh đá chị ơi, chốt đúng mãi thêm nha. Rồi mắt đỏ chị Ngọc Hà Nguyễn này. Rồi con này A282 size L eo 76 mặc vừa, A282 mọi người nhá. Rồi lên một con bi hồng siêu đẹp nha. Con này size L cho em 53kg quay đầu cho em nhá. 53kg quay đầu size S em hết rồi chị Thanh Hà ơi. Con này là size L nha, đỏ sen em hết. Size L 53kg quay đầu. Rồi xanh đá của chị Huỳnh Trinh, xanh đá 229.
39 của chị Huỳnh Trinh. Size L 53kg, quay đầu eo 76, độ lại mặc vừa nha. Đây cho mã bi hồng, size L nha mọi người ơi. Rồi mã bi hồng kèm số điện thoại, ai lấy giúp em tay cho mã bi hồng nha. Rồi con này size 4XL, eo chị nào 100, độ lại mặc vừa nha. Rồi size 4XL, eo 100, độ lại mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã hoa, lên cho em mã hoa kèm lưu số cho em mã size 4XL, eo 100, quay đầu mặc vừa, chốt cho em mã hoa. Hoa và kèm lưu số, các cháu chốt cho em mã hoa và kèm điện thoại cho em nha. Rồi sót lại một em siêu phẩm nha. Con này size 3XL, eo 90, độ lại mặc vừa cho em nha. Size 3XL, eo 90, độ lại mặc vừa cho em ạ. Một con màu tím Huế phối đá siêu đẹp luôn. Lấy comment cho mã tím đá cho em nha. Size 3XL, eo 90, độ lại mặc vừa cho em ạ. Ngô Thu Hà nãy giờ em chưa thấy chị comment mà chị ơi. Lấy comment cho em ạ, chốt nhanh tay cho em nhiều mẫu lắm nha. Lấy comment cho mã tím đá, size 3XL, eo 90, độ lại mặc vừa, nhanh tay chốt cho mã tím đá cho em nha. 3XL đây chị Hương Que ơi, nhanh tay cho em ạ. Hàng đá em còn rất là ít thôi. Rồi size 3XL, eo 90, độ lại mặc vừa cho em. Màu này cực kỳ sang cho em nha. Lên cho mã tím đá kèm số điện thoại cho em nha. Tím đá. Rồi một con màu cam phối nha mọi người. Con này là size XL, eo 80, mặc vừa cho em nha. Rồi size XL, eo 80, mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã cam. Size XL, eo 80, mặc vừa, cho chị em mã cam và kèm lô số cho em ạ. Rồi lên cho em mã cam, cam kèm điện thoại cho em nha mọi người. Tím đá của chị Tâm Huyên, mã tím đá của chị Tâm Huyên nha. Rồi lên một con siêu đẹp, con này size L cho em nha. Con này size L này mọi người ơi. Size L 53kg, quay đầu eo 76, độ lại mặc vừa cho em nha. Size L 53kg, quay đầu eo 76, độ lại mặc vừa. Lên cho mã nâu. Mã nâu kèm số điện thoại cho em nha. Size L này trời ơi xuất sắc chưa. Size L 53kg, quay đầu eo. Tím đá em chỉ có một con duy nhất thôi, em hết rồi nha. Rồi con này có bên trà mã nâu cho em nha. Size L 53kg, quay đầu eo 76, độ lại mặc vừa cho em. Trời ơi xuất sắc lắm. Các chị lấy có bên trà mã nâu. Mã nâu kèm số cho em nha. Rồi con này size 2XL, eo chị nào 85, quay đầu mặc vừa nha. 60-65kg này, eo 85, quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment cho chị em mã trắng này. Mã trắng và kèm lưu số chị em mà con này size to chị em là size 2XL nha. Size 2XL, eo chị nào 85, quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment cho chị em mã trắng và kèm điện thoại luôn chị em mã trắng nha mọi người, cho chị em mã trắng này. Rồi lên một con xanh bơ đá cho em nha, mã nâu của chị Minh Anh nha, nâu 229 của chị Minh Anh. Rồi con này size tới 4XL, eo 100, độ lại mặc vừa cho em nha. Size tới 4XL, eo 100, độ lại mặc vừa này. Lấy comment cho mã xanh bơ cho em nha, chị nào size to nha. Size tới 4XL, eo 100, độ lại mặc vừa, nhanh tay này. Chúc cho mã xanh bơ kèm số điện thoại cho em nha. Đính hoa đen và đá siêu đẹp luôn. Rồi xanh bơ size còn nhiều size S lắm chị ơi. Lấy comment cho mã xanh bơ size 4XL, eo 100, độ lại ạ. Rồi con này size L nha, eo 76, quay đầu mặc vừa cho em mà size L nha mọi người nha. Rồi con này size L, eo 76, quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mà A131, cho em mà A131 nha mọi người nha. Lên cho em mà A131, tay là kiểu dạng hoa nhí cho em A131 và kèm lô số cho em mà size L nha. Eo 76, quay đầu mặc vừa, A131 kèm điện thoại cho em ạ. Rồi em lên một con đỏ size S nữa các chị ơi, siêu đẹp nhá. Đỏ size S cho em nha. 48kg, quay đầu eo 70, độ lại mặc vừa vừa y nha chị Tam Huyền ơi, eo 90, độ lại mặc đẹp nhá. Rồi con này lên cho em mã đỏ cho em, chị nào size S này lên nhanh cho em là mã đỏ cho em. Còn đúng một con duy nhất giá các chị 199.000. Rồi mã đỏ ai lấy comment cho mã đỏ 199 cho em nha, size S nhanh tay này. Rồi con này size to cho em, size tối 4XL, eo chị nào 100 mặc vừa nha. Rồi size 4XL, eo chị nào 100 mặc vừa. Chị nào lấy comment cho chị em mặt tím này, chốt cho em mặt tím nha mọi người nha. Rồi mã đỏ chị Minh Anh, rồi con này lên cho em mặt tím size tối 4XL, eo 100 mặc vừa, chốt cho em mặt tím ạ. Rồi con này size 2XL cho các chị ơi, con này một con màu xanh ngọc size 2XL cho em nha. Các chị nhìn lấp lánh chưa? Size 2XL, eo 85, độ lại mặc vừa cho em, đỏ em hết rồi nha. Size 2XL, eo 85, độ lại mặc vừa, lên cho là mã xanh ngọc cho em nha. Rồi mã xanh ngọc cho em hàng 4 tà này, đỏ em hết rồi. Lên comment cho mã xanh ngọc giúp em 229k, siêu lấp lánh luôn. Size 2XL, eo 85, độ lại mặc vừa, lên cho mã xanh ngọc 229k, mã xanh ngọc kèm số ạ. Rồi một con màu nâu siêu đẹp nha. Con này size màu 50kg, eo 72, 50kg, quay đầu mặc vừa, eo 72, độ lại là mang đẹp, chốt cho em mã nâu. Lên cho em mã nâu và kèm lưu số cho em mà con này size M nha các chị ơi. Size M 50kg, eo 72, độ lại là mang đẹp nhá. Lên cho em mã nâu, nâu kèm điện thoại luôn cho em mã nâu này. Rồi mã đỏ em hết rồi chị ơi, đỏ 199 của chị Minh Anh rồi nhá. Đỏ 199 của chị Minh Anh ạ. Rồi con này size 2XL, eo 85, con này tầm size eo 85, độ lại mặc vừa cho em này. Rồi con này lên cho mã đá cho em, trời ơi xinh quá các chị ơi. Phối cổ, phối eo và cả phần chân như thế này. Rồi mã đá cho em size 1XL nhá, size 2XL, eo 85, độ lại mặc vừa. Rồi mã nâu của chị Tiên Trần, mặt nâu của chị Tiên Trần. Rồi size 2XL, eo 85, độ lại mặc vừa, lên cho mã đá giúp em nha, 229k, đá 229 kèm số điện thoại giúp em ạ. Rồi con này size XL, không, cái này size L, size L, eo 76 mặc vừa cho em nha. Size L, eo 76 không coi được hả? Chắc là vô lại nhưng chỉ miễn sao ơi. Con này size L, eo 76 mặc vừa, một con hoa đỏ nha mọi người nhá. Chị nào lấy comment cho em mà A78, cho
cho em mã A78, cái điện thoại cho em mã A78 đây. Rồi size 1XL L80 mã nâu của chị, mã nâu của chị Hà Thương này, mã nâu của chị Hà Phương nha. À mã nâu em hết rồi chị ơi, mã nâu em hết rồi, em còn mã đó là mã đá. Đó là size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Nâu size M này, nâu 2 size M của chị Hà Phương, nâu size M của chị Hà Phương nha. Rồi con này ai lấy comment cho em nha. À, mình lấy không lấy hồng đà, mình ở gì, mình hồng quế nãy trời ơi, hương hương quế chưa được cái nào mà chị được được một con rồi. Có lại ai lấy comment cho em nha, size hồng nu cho em, size 1XL L80 đổ lại mặc vừa nhanh tay này, có này siêu đẹp luôn. Lên cho em mã hồng nu, mã hồng nu kèm số cho em nha, chút chắc chắn giúp em nha mọi người ơi. Rồi con này size L76 mặc vừa, một con hoa nhí này, lên cho em mã tím nha mọi người, cho em mã tím này, hoa nhí tím cho em các chị ơi, lên cho em mã tím con này size L76 mặc vừa nhá. Rồi size L76 mặc vừa, chị nào lấy con này chốt cho em mã tím và kèm điện thoại cho em mã size L nha mọi người nha. Rồi chị nào hỏi size S đây các chị ơi, chị nào hỏi size S đây nha. Ờ chị trên tay là size M, trên tay em còn size M nhá. Rồi size S này, 48kg quay đầu L70 đổ lại mặc vừa, lên cho mã vàng chị em nha. Cái này là size S nhá. Rồi tím L hoa nhí của chị Yến Diệp, mã tím L hoa nhí của chị Yến Diệp dồn đơn. Cái này ai lấy cho bên chàng mã vàng chị em nha. Cái này size S nhá, 48kg quay đầu L70 đổ lại mặc vừa, lên cho mã vàng. Mã vàng và kèm luôn số điện thoại cho em nha. Cái này đủ size phải không chị? Cái này đủ size phải không? Không biết ạ. Rồi con này một con size S nè mọi người này, con này size S cho em nha. Chị nào tầm 40 tầm 48kg mặc vừa, lên trên mã A139 này, chốt trên mã A139 nhá. Rồi con này size S cho em mọi người này, chốt trên mã A139 thì như em có size SML này các chị này, SM. Rồi chị nào lấy comment chốt cho em mã A139 này, A139 này, size vàng S này cho chị Bích Đinh. Rồi con này chốt trên mã A139 size S này. Đó, 3S của chị Bích Đinh là cái con chị vừa mặc đấy. Rồi cái này cho em nha, size 3XL này các chị nhanh tay nha, size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Chị nào mặc size 3XL nhanh tay này, L90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Rồi chốt lại giúp em này. Rồi A39, A139 nào của chị Kim Hiền, A139 này hả, của chị Kim Hiền có size M luôn nha. Rồi con này ai lấy comment cho em mã xanh đá cho em nha các chị ơi. Rồi size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em, size 3XL L90 đổ lại mặc vừa, lên cho mã xanh đá cho em nha. Mã xanh đá này 139, à quên 239k, 229k, 229k. Em lấy cái con ở trên canh này, đó đó, đó. À, đó. Rồi từ từ em làm mặc trên canh cho em nha, con ở trên canh em chỉ còn size M thôi nha. Rồi xanh đá 239, chị nào lấy thì comment cho em nha. Hai mẫu đen hoa đỏ đã đủ đơn chưa, Hiền Tổng có đơn chưa? Một con à. Chị Hiền Tổng ơi, một cạ có con em cũng đi đơn, nhưng mà các chị mua từ 3 con thì sẽ được free ship cho em nha. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa, lên cho mã nâu xuất sắc luôn. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa, lên cho mã nâu cho em nha, siêu đẹp luôn. 1XL L80 đổ lại mặc vừa, lên cho mã nâu. Mã nâu kèm số điện thoại 3X của chị Tiên Tiên, 3X size đá của chị Tiên Tiên nha. Rồi mã nâu kèm số điện thoại, ai lấy comment ngay tay cho em nha. Mã nâu và kèm số điện thoại cho em nào. Rồi ạ, à, con này em có size nha các chị ơi. Trời ơi, con này có đủ size này. SML. Rồi mã vàng ở trên tay em có 3 size. Ba có 3 size nha. Size S, size M và size L. Rồi em có 3 size là size S, size M và size L. Chị nào lấy comment cho mã số 10 cho em, mã số 10 nhá. Mã số 10 kèm size SML cho em nha các chị ơi, siêu đẹp nhá. Nên cho mã số 10 giống như y như con canh mặc cho em nha, kèm 3 size SML. Chị nào lấy comment cho em ạ, SML cho em nha. Mã số 10 kèm size này, SML cho em chỉ có 139k. Nếu mà các chị có một nhóm 5-6 người nha, thì có thể là chốt để mua cùng một nhóm cho em, siêu đẹp mặc đồng phục nhá. Rồi mã số 10 kèm size S, size M và size L cho em, nên cho mã số 10 kèm size nha. Rồi mã số 10 size M của chị đứng dưới cơn mưa, mã số 10 size M của chị đứng dưới cơn mưa nha, đứng dưới cơn mưa này. Rồi em còn đủ size, mã số 10 kèm size SML cho em, chị nào nhanh tay chốt cho em nha, đứng dưới cơn mưa đây này. Rồi hồi nãy chị nào chưa chốt được con siêu phẩm thì chốt con này, nên là mọi người này, con này size L nha, L76 quay đầu mặc vừa size L, 54kg quay đầu mặc vừa L76 này. Rồi mã 10 size L chốt hàng lên số chị Thu Hương ơi. Rồi con này chốt cho em mã siêu phẩm nha mọi người, size L L76 quay đầu mặc vừa nhá, 54kg quay đầu mặc vừa L76 mặc đẹp, lên cho em mã siêu phẩm này, siêu phẩm kèm luôn số cho em mã size L nhá. Chốt hàng kèm số điện thoại luôn cho em nha các chị ơi, và chốt hàng đủ size nha, chốt hàng lên size lên số điện thoại. Mã 10 size S này, tìm mã 10 size S cho chị Oanh mốt kìa, mã 10 size S nhá. Rồi đây không chị làm đây là size S em coi chưa. Rồi cái này size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa. Ờ chị Thu Hương chốt hàng lên cho em số điện thoại nha. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã cam. Mã siêu phẩm
của chị Minh Anh, mã siêu phẩm của chị Minh Anh nha. Rồi mã cam kèm số điện thoại cho em, size 2L eo 85 độ lại mặc vừa. Rồi mã 10 size L này của chị Thu Hương, mã 10 size L của chị Thu Hương nha. Lấy con này comment cho mã cam size 2L eo 85 độ lại mặc vừa lên cho mã cam nha. 139k mua 3 con sẽ được miễn ship nha chị ơi. Rồi con này size 2L này mã siêu phẩm em hết rồi nha, mã siêu phẩm em hết rồi nè. Rồi con này size 2L cây xanh bơ hồi nãy là có gửi chốt rồi chị ơi. Rồi con này size 2L eo chị nào 85 mặc vừa, trời ơi nó đẹp đấy trời ơi. Size 2L eo 85 mặc vừa, chị nào 60-65kg mặc vừa hốt liền con này cho em nha. Lên trên mặt trắng và kèm điện thoại luôn, trên mặt trắng lên size 2L eo 85 mặc vừa lên trên mặt trắng và kèm luôn số cho em nè. Đó con này mà các chị mua để tặng làm quà mùng 8 tháng 3 cho các mẹ thì còn gì ý nghĩa hơn các chị ơi, chỉ có hơn 200.000 thôi. Size 2L eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nha. Siêu phẩm size L em hết rồi, size 2XL eo 85 độ lại mặc vừa. Rồi lại con này comment cho mã hồng đào cho em nha. Size 2XL eo 85 độ lại mặc vừa, lên cho mã hồng đào kèm số điện thoại cho em nha. Size 2XL eo 85 độ lại mặc vừa, nhanh tay cho chào mã hồng đào. Hồng đào 229 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này size M 50kg que đầu eo 72 mặc vừa nhá. 50kg siêu phẩm em hết rồi trời ơi. 50kg eo 72 độ lại là mang đẹp, chị nào lấy comment cho em mã sen. Mã sen và kèm luôn số cho em, và con này là size L nha. Size M, size L nha mọi người. Size M 50kg eo 72, chốt cho em mã sen nha mọi người này, chốt cho em mã sen và kèm số cho em nhá. Rồi lên một con đảo siêu đẹp, con này dành cho chị nào size 2XL eo 85 độ lại mặc vừa cho em nhá. Size 2XL eo 85 độ lại mặc vừa lên cho mã đỏ cho em nhá. Size 2XL eo 85 độ lại mặc vừa lên cho mã đỏ này, mã đỏ và kèm luôn số điện thoại cho em nha các chị ơi. Rồi lên cho chị một con size L này, chấm bài tương tác lên trên đây nè mọi người ơi. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa, chị nào lấy comment cho em mã cô ba. Rồi mặc xem chị Phạm Thúy Khởi nhá. Rồi con này chị nào mặc size L cho em mã eo 76 quay đầu mặc vừa, chị nào lấy comment cho em mã cô ba và kèm luôn số cho em mà chốt cho em mã cô ba. Cô ba và kèm điện thoại luôn cho em mã cô ba này. Thêm một em cô ba màu xanh nữa nha. Rồi con này size M cho em này 50kg đổ lại nha, eo 72 đổ lại mặc vừa. Lấy comment ra mã cô ba xanh. Con này size M nhá chị ơi, size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em, eo 72 đổ lại này. Lên cho mã cô ba xanh kèm số điện thoại cho em nha. Cô ba xanh size M 50kg quay đầu nhá, eo 72 đổ lại mặc vừa lên cho mã cô ba xanh. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa, một con màu cam này mọi người này, lên trên mã cam. Rồi size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa, chốt trên mã cam. Mã cam và kèm luôn số trên mã size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa, chốt trên mã cam và kèm điện thoại luôn trên mọi người này, chốt trên mã cam. Rồi lên một em xanh cổ vịt nha các chị ơi, một con xanh cổ vịt nha. Con này là size tới 4XL, eo 100 độ lại mặc vừa cho em nha. Rồi lên cho mã cổ vịt đỏ 2X của chị Bích Thủy này, đỏ 2X của chị Bích Thủy trên đùi bé. Rồi con này ạ, cô ba này của chị Thu Nguyên nha, cô ba của chị Thu Nguyên. Rồi cô ba hồng đào của chị Lệ Thủy này, hồng đào của chị Lệ Thủy nha. Rồi con này size 4XL eo 100 độ lại mặc vừa, lên cho mã xanh cổ vịt cho em nha. Rồi con này size 4XL eo 100 độ lại mặc vừa, siêu phẩm size M là con nào? Siêu phẩm size M em hết rồi nhá. Rồi mã xanh cổ vịt cho em size 4XL eo 100 độ lại mặc vừa nhá. Rồi like comment cho em ạ. Rồi mã cổ vịt kèm số điện thoại cho em nhá. Cổ vịt ạ. Cô ba size L em hết rồi, đợi em một tí em lên mẫu khác nhá. Cổ vịt kèm số cho em nhá. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa nhá. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa, chị nào lấy comment cho em A250, cho em A250 và kèm luôn số cho em A250 này. Con này là size XL eo chị nào 80 mặc vừa nhá, chị nào lấy comment cho em A250 và kèm luôn số cho em, cho em A250. A250 kèm điện thoại luôn cho em này. Rồi em lên cho các chị một con size to, em chào chị bong bóng mộng mơ nha. Rồi ủng hộ em áo dài để mặc cho tuần lễ áo dài này các chị nè. Rồi size 3XL eo 90 độ lại mặc vừa cho em nha. Size 3XL con này siêu lạ cho em nào. Rồi size 3XL mã A250 của chị Hồng Minh, mã A250 của chị Hồng Minh Nguyễn nhá. Rồi con này size 3XL eo 90 độ lại mặc vừa nha. Rồi xanh cổ vịt của chị Hương Que, chốt hàng chắc chắn lại một lần nữa cho em nha, không xả nữa nha. Nếu mà xả nữa là em không chốt được đâu ạ. Rồi con này size 3XL eo 90 độ lại mặc vừa lên cho mã thổ cẩm cho em nha, siêu đẹp luôn. Mã thổ cẩm size 3XL eo 90 độ lại mặc vừa lên cho mã thổ cẩm này. Mã thổ cẩm kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này size 3XL một con siêu đẹp luôn, size 3XL. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho em mã size 3XL. Eo chị nào 90 mặc vừa, chị nào lấy comment cho em mã A199 nha mọi người ha. Lên trên A199 kèm điện thoại luôn cho em mã size tới 3XL. Eo chị nào 90 mặc vừa, lên trên A199 kèm điện thoại cho em nè. Rồi 1XL eo 80 độ lại mặc vừa lên cho mã theo size 1XL nhá. Eo 80 độ lại mặc vừa này siêu đẹp luôn, một con màu tím hồng nhá. Rồi mã theo size 1XL eo 80 độ lại mặc vừa cho em. Hôm nay hàng theo em bán đồng giá luôn cho các chị luôn. Rồi mã theo ạ, con ở trên cái không có size 3X ạ. Lấy comment cho mã theo cho em nha, size 3X nhiều nha, đợi em một
một tí nhá. Rồi mã thêu 1XL, eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã thêu đồng giá giúp em nhá. Rồi con này 1XL, một con cô ba Sài Gòn nhá. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa nhá. Size XL eo 80 mặc vừa, 55 tới 60 kg mặc vừa cho em ạ. Chị nào lấy comment cho em mã cô ba, cô ba và kèm lưu số cho em ạ. Con này size XL eo 80 mặc vừa mã cô ba. Chị Kim Nhung ơi, chị mà chị chốt size size gì ạ? Chị chốt mã gì? Mã thêu hay là mã gì ạ? Rồi con này size 3XL này, size 3XL cho em nha, thổ cẩm ạ. Thổ cẩm dồn đây chị Bích Thủy, thổ cẩm là cái kia kìa ba. Rồi cái đó, cái xanh đúng rồi. Thổ cẩm của chị Bích Thủy này, coi em coi coi thổ cẩm size gì nữa. Thổ cẩm size 3XL này. Còn coi thổ cẩm có 3XL không? Thổ cẩm 3XL của chị Loan Nguyễn nhá. Thổ cẩm 3XL của chị Loan Nguyễn này. Thổ cẩm 3XL Bích Thủy này, coi còn không? Theo của chị Phạm Bình dồn đơn, theo của chị Phạm Bình dồn đơn, em tìm đi tổ cộng còn đó. Con thấy chị Bích Ngọc nhá. Rồi. Chị thả xả đầm lúc chiều chị Lệ Thủy. Rồi cái này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng sen, size 3XL nhá. Eo 90 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi lấy cái bên cho mã hồng sen cho em nào. Rồi mã hồng sen kèm với điện thoại theo XL của chị Kim Dung, theo 1XL. Đâu? Cái gì Phạm Bình rồi, theo chị Kim Dung sao mất rồi nhá. Rồi mã hồng sen size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em. Cô ba của chị Nguyễn Thị Vân. Cô ba của chị Nguyễn Thị Vân nha. Rồi lên cho mã hồng sen cho em nha. Chị nào size 3XL hút liền cho em nào. Rồi hồng sen kèm số điện thoại cho em ạ. Hồng sen và kèm luôn số điện thoại cho em nha. Rồi một em cô ba mà nó có phối cả hoa cho em nào. Rồi con này size 2XL cho em nào. Size 2XL cho em nha. Rồi Phạm Thúy khởi được 3 cái chưa? Đủ rồi chị ơi. Cái thổ cẩm vừa rồi em hết size 3X rồi các chị ơi, em chỉ còn size 2X thôi. Các chị có lấy không? Lấy thổ cẩm 2X không? À, chị mấy chị ở phía sau là không có đơn này. Thổ cẩm Loan Nguyễn không có đơn, Bích Thủy không có đơn nhá. Em chỉ còn hả? À Bích Thủy có hả? Bích Thủy có, Loan Nguyễn không có. Nói chung là thổ cẩm em còn 2X thôi, đợi em một tí này. Rồi lên một con cô ba Sài Gòn siêu đẹp size 2XL cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho mã số A225 cho em nha. Size 2XL nha. Eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nào. Rồi thổ cẩm này, thổ cẩm này của chị Loan Nguyễn có đơn nha. Thổ cẩm của chị Loan Nguyễn có đơn nha. Rồi con này, thổ cẩm này, thổ cẩm này Loan Nguyễn, Bích Thủy có chưa? Ủa sao nãy giờ thấy mấy người chốt rồi mà. Rồi thợ cẩm để tìm nữa đi. Rồi các bạn ai lấy comment cho mã số 225 giúp em. Mã số 225 nha mọi người ơi. Mã số 225 cho em nha. Đúng rồi. Một con mắc mắc. Rồi em lên một con theo đỏ đô là các chị này. Siêu đẹp nha. Rồi 3XL. Chị nào 3XL nhanh tay này. Lên cho mã đỏ đô. Theo nha. Theo mà 139k này. Rồi đỏ đôi cho em, ai lấy comment cho mã đỏ đôi cho em nha. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa, có áo trắng luôn nha chị ơi. Lấy comment cho mã đỏ đôi, đẹp xuất sắc luôn. Đỏ đôi 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa, nhanh tay có duy nhất một con. Rồi đỏ đôi kèm số điện thoại. Rồi em có hoa nhì tím nè mọi người này, chốt cho em mã tím nha mọi người. Con này em còn hai size, size M với lại size L nhá. Chị nào lấy comment cho em mã tím kèm size M hoặc là L cho em các chị ơi. Chị nào lấy comment cho em mã tím kèm size mà cực kỳ sáng ra, nói chung cái này, nói chung là màu này nó cực kỳ nổi nha mọi người ha. Hoa nhì cho em ạ. Chị nào lấy comment cho em mã tím kèm size M hoặc là L cho em này, em còn hai size nha. Em còn hai size M với lại L, chị nào lấy comment cho em mã tím kèm size M hoặc L cho em này. Rồi con này một con cách tân cho em nha. Đỏ đô của chị Su Su. Đỏ đô của chị Su Su nha. Cách tân kèm váy cho em. Con này là size S 48kg, quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nha. Đỏ đô em hết rồi, của chị Su Su mất rồi nha. Con này size S 48kg, quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nào. Tiên tiên chỗ chị chốt mã gì chị ơi? Chốt hàng đúng mã cho em nha. Tím size L của chị, tím size L của chị Ngọc Văn Hoa. Rồi lên cho mã cách tân. Con này em cũng xả đồng giá với 3D luôn. Cách tân kèm váy luôn mà chỉ có 139 thôi. Size S nhá. Lấy comment cho mã cách tân cho em. 139k mã cách tân kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Size 2XL tạm eo 85 mặc vừa, chốt cho em mã xanh. Tím size L Thu Nguyên có đơn chưa? Tím size L của chị Thu rồi, Nguyên. Rồi tím size M cho chị Oanh Mốt. Tím size M cho chị Oanh Mốt nè. Tím size M Oanh Mốt dồn đơn. Rồi con này chị nào mặc size 2XL eo 85 mặc vừa. Rồi còn size M cho chị Tiên Chân một con. Size M chị Tiên Chân một con. Rồi còn size gì chị? Hết size L rồi đúng không? Rồi con này chốt cho em mã xanh nha mọi người. Con này size 2XL eo 85 mặc vừa, chốt cho em mã xanh. Xanh và kèm lưu số cho em để em coi còn tím nào không nhá. Lên cho em mã xanh này. Xanh và kèm lưu số cho em mà chốt cho em mã xanh này. Tím thì còn. Vẫn là chị mấy cái hoa đen đẹp kìa. Rồi size 1XL eo,
của chị Minh Anh, khách tân của chị Minh Anh nha. Rồi size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã trắng cho em nha. Size 1XL cho em nào. Size này của chị size của chị Linh Thủy. Size của chị Linh Thủy này, size của chị Linh Thủy nhá. Tím size M em trước cho chị Oanh mốt rồi nha. Rồi cái này trắng cho em size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em, lấy mấy con bi hồng cho chị này. Rồi lên cho em nha. Rồi mã trắng cho em, trắng size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa nha. Lên cho em mã trắng nào. Mã trắng kèm số điện thoại cho em nha. Trắng hello. Kèm số này. Hello. Rồi trắng của chị Minh Anh ạ. Trắng của chị Minh Anh nha. Một con hoa đen siêu đẹp này các chị này. Rồi size M cho em. Trời ơi đẹp quá chị ơi, size M nha. 50kg đổ lại mặc vừa cho em. Lên cho em mã đen. Cái này mà ví dụ mà các chị mà có mắt sẽ đó mà hơi rộng rộng tí về em nói cho kệ nó về sổ rất là dễ luôn, về đạt hai cái đường vô là nó xăm thôi, mấy cái này nó đơn giản mà. Rồi hoa đen, cái này size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em, như em mặc size S nhưng mặc lên thì thấy cũng vừa này. Rồi hoa đen cho em, trắng em hết rồi nhá. Hoa đen size M, chị nào lấy comment cho mã hoa đen. Mã hoa đen kèm số điện thoại cho em ạ. Hoa đen kèm số điện thoại, ai lấy cho nhanh tay cho mã hoa đen cho em nha. Lấy một cái áo hai quần không chị ơi. Quần em nói thiệt luôn, quần em không nói đi một tí nào. Quần là em lấy dùm cho các chị thôi, lấy dù mà mất tiền xe cho các chị luôn, thì tình các chị mà bom về là coi như em mất cái tiền quần đó thôi nhá. Chứ còn quần là không có ai bán một cái quần phi, một cái quần lụa cho các chị với giá 60.000, đảm bảo các chị đi khắp Facebook không ai bán luôn. Người ta bán cho các chị ít nhất là phải 70-80.000 thì người ta mới lời được 50.000 thôi. Còn em bán thì không có, này là em lấy dùm thôi. Chào em hết rồi nhá. Hả? Hoa đen của chị Tuyết Hằng lên số cho em nhá. Rồi Tuyết Hằng hoa đen. Rồi cái này em có đúng một size duy nhất nhá, size L. 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa lên cho mã bi hồng size L nhá. 53kg quay đầu cho em nhá. À, mình có được tìm không? Dạ chị được nhá, chị Ngọc Văn Hoa ơi chị được nhá. Chị Ngọc Văn Hoa hình như được hai con rồi đúng không? Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa lên cho mã bi hồng cho em, con này siêu đẹp luôn này. Bi hồng size L nhá. Em có đúng duy nhất một size này. Lên cho mã bi hồng. Bi hồng và kèm luôn số cho em size L. 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi lại comment cho mã bi hồng. Bi hồng và kèm số cho em ạ. À. Rồi em còn một con thêu nha, một con thêu. Hàng thêu này người ta bán các chị nguyên tiền vải không? Các chị cứ đi khắp nơi các chị hỏi giúp em. À, Lê Thủy Thu Hà lên số cho em nha. Nguyên tiền vải không của một áo người ta bán các chị 130, 140 rồi. Chưa kể là công may mà bây giờ em bán áo các chị có 140 thôi. Rồi cái này lên cho em là mã thêu, cái này size L. 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size L sẽ XL mặc vừa cho em nha. Rồi bi hồng Lê Thúy chốt hàng lên số này. Rồi mã theo cho em nha, size L eo 80 đổ lại mặc vừa size L thôi. 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa, con này size L mã theo. Rồi size L eo 76 mặc vừa chốt trên mặt cong cực kỳ đẹp luôn, chốt trên mặt cong. Cong kèm điện thoại luôn trên bi hồng chị Lê Thúy này. Rồi con này lên trên mặt cong size L eo 76 mặc vừa nha mọi người này. Size L 53-54kg quay đầu eo 76 mặc vừa. Rồi chốt trên mặt cong, cong và kèm luôn số trên mặt, chốt trên mặt cong. Rồi lên một con thổ cẩm siêu đẹp nhá. Con này là size XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 1XL eo 80 mã thêu của chị Liên Nguyễn này, mã thêu của chị Liên Nguyễn nhá. Rồi ai là công của chị Liên Mai. Rồi lên cho mã thổ cẩm. Con này size XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã thổ cẩm cho em nha, siêu đẹp luôn. Thổ cẩm size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã thổ cẩm cho em nhá. Thổ cẩm kèm số điện thoại cho em ạ, size 1XL. Rồi một con size S nha mọi người ơi. Trời ơi màu đỏ size S này các chị này. Lên cho em nó đỏ size S này. Lên cho em nó đỏ và kèm luôn số cho em. Size S 40-48kg mắc vừa. Một con size S, trời ơi size S cực kỳ ít lắm luôn. Đây là các chị nhanh tay này chốt cho em nó đỏ nha mọi người. Size S 40-48kg mắc vừa nha. 40-48kg mắc vừa. Đây size S đây chị Văn Xuyên Trần ơi. Lên cho em nó đỏ nha. Duy nhất một con này duy nhất một con thôi. Nhanh tay mọi người lên cho em nó đỏ và kèm số điện thoại cho em ạ. Cổ cao là 3 phân cho em. Trời ơi lên cho em nó đỏ và kèm luôn số cho em ạ. Size S mặc vừa nha. Rồi con nó đỏ siêu đẹp nha. Đỏ có cổ thì em chỉ có một con thôi này. Rồi mã đỏ của chị Liên Nguyễn có. Ừ. Đỏ của chị Liên Nguyễn Minh Anh sau. Rồi cái này size M cho em, một con xanh cổ vịt siêu đẹp nhá. Size M hoa bị ngạn này, size M 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Đỏ em có đúng một con nó thôi hết rồi. Rồi lại comment cho mã xanh cho em nha. Size M 50kg đổ lại mặc vừa, lấy chút cho mã xanh. Mã xanh kèm số điện thoại cho em ạ. Đỏ S em hết rồi chị ơi. Rồi mã xanh cho em size M nhá. 50kg đổ lại mặc vừa lên cho mã xanh. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Con này chốt trên mạng hoa. Mạng hoa và kèm lưu số trên mạng. Con này size XL eo 80 mặc vừa, chốt trên mạng hoa và kèm lưu số trên mạng.
Rồi con này size 2XL cho em nha các chị ơi, size 2XL nha. Eo 85 đổ lại một vừa cho em này, lên cho mã đỏ xe nha. Áo có áo không nha chị ơi, còn quần cộng thêm 60.000. Ai lấy con này comment cho mã đỏ xe cho em nha. Đỏ xe. Đỏ xe là mỗi lần các chị hỏi vậy em chẳng biết trả lời sao luôn, thiệt tình luôn á. 139k, em không nghĩ là các chị có thể nghĩ là mua được một cái áo dài cộng cả quần nữa. Rồi con này ạ, size XL eo 80 đổ lại một vừa lên cho mã đỏ xe, size XL nha. Eo 80 đổ lại một vừa cho em nha. Dạ hai con, một con là đủ đơn rồi chị ơi, một con là đủ đơn cho em nha. Một con cứ đơn trên 100.000 là em ship, nhưng mà các chị vẫn mất tiền ship 30k, còn các chị mua từ ba con thì bên em miễn ship nhá, rõ ràng như vậy nhá. Rồi đỏ sen, sen 1XL eo 80 đổ lại một vừa lên cho mã đỏ sen, đỏ sen kèm số điện thoại cho bên nha. Rồi con này size 1XL eo 80 mặc vừa. Rồi rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa, chị nào lấy con này chốt cho em A208 mọi người nhá. A208 kèm điện thoại luôn cho em, A208 con này size XL eo 80 mặc vừa chốt cho em A208 nhá. Rồi con này size 3XL cho em nha. 3D size M nãy giờ nhiều mà chị ơi. Rồi con này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nào. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam cho em nha. Siêu đẹp luôn. Rồi mã A208 của chị Ngô Thu Hà. Rồi mã đỏ sen của chị Hà Phương nha. Đỏ sen của chị Hà Phương. Con này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam. Mã cam kèm số điện thoại cho em nha. A208 em hết. Rồi mã cam 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Size 2XL eo 85 mặc vừa, chị nào lấy comment cho em A231 nhá. A231 và kèm điện thoại luôn cho em con này size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa. A231 kèm điện thoại cho em A231 nè. Rồi con này size S size M mặc vừa luôn chị em nha. Size S size M mặc vừa này. Lấy con này cam của chị Đinh Nguyên nha. Cam của chị Đinh Nguyên. Con này size S size M mặc vừa lên cho mã tím cho em nha. Size S size M mặc vừa này. Lấy con bên cho mã tím cho em siêu đẹp nha. Tím kèm số điện thoại cho em nào. Size S size M mặc vừa lên cho mã tím nha. Tím kèm số nha. Cái bên đây chị Lan chả biết nữa. Rồi mã tím kèm số điện thoại cho em nha. Size SM mặc vừa cho em lên cho mã tím nè. Rồi con này em chả biết giống con kia không này, size 2XL cho em nha. Rồi size 2XL cho em nha, có size nhỏ không? Size S, size M là size nhỏ rồi đấy chị ơi. Rồi con này size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nha. Rồi ok chị ạ. Rồi size 2XL eo 85 đổ lại một vừa này, cam em hết rồi nha. Lấy con này comment cho mã số A101 nha. Size XL, size 2XL eo 85 đổ lại một vừa 2XL nha. Eo 85 đổ lại một vừa lên cho mã số A101. A101 kèm số điện thoại size 2XL. Eo 85 đổ lại một vừa lên cho mã số A101 cho em nha. Rồi con này mã cam em hết rồi chị ơi. Các mã khác cho em nha. Mã 231 có. Mã 231 hả? Mã 231 thì như em hết. 231 thử coi coi. 101 ở đây. Mã 231 này của chị Loan Nguyễn, mã 231 của chị Loan Nguyễn, mã 101 của chị Minh Anh. Rồi con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã thêu, size 2XL nhá. Eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã thêu cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã thêu, mã thêu và kèm số điện thoại cho em nha. Trời ơi lại một con CS cổ ca 3 phân nữa nè mọi người nè, nhanh tay hốt cho em nhá. Màu này là kiểu như màu rượu, màu đỏ rượu á mọi người nè. Rồi mã cam hết rồi đúng không? Mã cam hết rồi. Rồi cái này chị nào mặc CS 40 48 kg mặc vừa CS nhá. Mã 101 em hết rồi nè. 40 từ 48 kg mặc vừa CS lên cho em mã A17 này. Chị nào mặc CS nè. Chị nào mặc CS nhanh tay hút liền cho em, chốt cho em mã A17 kèm điện thoại luôn cho em mã CS nha mọi người nhá. Lên cho em mã A17 kèm số cho em ạ. Chị nào CS mà không hút con này thì hút con nào đây nha. 48 kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi mã đỏ nào. Đỏ nào chị ơi, đỏ em hết rồi nha. Rồi con này lên cho mã đẹp. Con này size S 48 kg quay đầu. A17 của chị Nguyễn Sa, A17 của chị Nguyễn Sa, chị Minh Anh sau. Rồi ai lấy con này comment cho mã đẹp cho em nha. Con này size S 48 kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã đẹp nhanh tay nha. Rồi mã đẹp kèm số điện thoại ạ. Em còn mã thêu, các chị không chốt mã thêu hả? Rất là đẹp nha. Rồi size L eo 76 mặc vừa cho em mã size L, chốt cho em mã cô 3. Mã cô 3 và kèm luôn số cho em mã cô 3 Sài Gòn nha mọi người này. Lên cho em mã cô 3, con này là size XL. Eo chị nào 80 không, cái này size L eo 76 mặc vừa. Rồi size L eo 76 mặc vừa lên cho em mã cô 3 và kèm điện thoại luôn cho em mã cô 3. Đẹp của chị Minh Anh. Chốt cho em mã cô 3 size L eo 76 mặc vừa mã cô 3 nha. Rồi con này size 2XL chị em nha, đẹp của chị Minh Anh. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa lên cho mã hoa tím nha. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa này, chị nào size 2XL chốt liền cho em nha. Mã hoa tím kèm số điện thoại cho em ạ. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa lên cho mã hoa tím nha. Hoa tím kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi.
Và con này size XL chị nào 80 mặc vừa chốt cho em mã phối. Size XL chị nào 80 mặc vừa nhá. Rồi em chị nào 80 mặc vừa, 55 60 kg mặc vừa cho em. 55 60 kg mặc vừa em 80 đổ lại chốt cho em mã phối này. Mã phối và kèm lô số cho em. Và con này size XL em 80 mặc vừa chốt cho em mã phối ạ. Mã phối kèm số cho em. Ừ, Hồng Minh Nguyễn. Rồi mã cô ba của chị Hồng Minh Nguyễn nhá. Cô ba của chị Hồng Minh Nguyễn này. Trần Huệ sau mất rồi nhá. Rồi con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Mẫu lá còn size, còn size S không? Còn nhiều, nói chung là size L hả? Size L chị Anh Thu Nguyễn chị chốt mã gì chị? Chị chốt đúng mã cho em nhá. Con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã quạt. Size 2XL cho em nhá. Mã phối của chị Kim Dung. Mã phối của chị Kim Dung nhá. Rồi ai lấy con này comment cho mã quạt size 2XL eo 85 độ lại mặc vừa lên cho mã quạt nhá. Quạt kèm số cho em ạ. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa size XL nhá. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em A229 này. Chốt cho em A229 và kèm lô số cho em là size XL. Eo chị nào 80 mặc vừa chốt cho em A229 kèm số cho em này. Rồi là một con siêu đẹp nhưng mà size to nha các chị ơi. Con này dành cho chị nào tầm size 4XL eo 90 100 đổ lại mặc vừa luôn cho em nhá. Eo 100 đổ lại mặc vừa cho em lên cho mã đẹp. Mã đẹp giúp em nhá. Eo 100 đổ lại mặc vừa cho em. Cái màu này em nói cực kỳ sang luôn nhá. Mã quạt của chị Đinh Nguyễn, mã quạt của chị Đinh Nguyễn nhá. Lấy con này comment cho mã gì lại mã đẹp kèm số điện thoại nhá. Con này 4XL eo 100 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi áo trắng trơn em không có đâu chị ạ. Lấy comment cho mã đẹp cho em nhá. 4XL eo 100 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã đẹp kèm số điện thoại cho em nhá. Đẹp kèm số. Là size M 50kg eo 72 mặc vừa lên trên mã lạ. Màu cực kỳ lạ luôn cho em này. Chốt cho em mã lạ nhá. Mã lạ và kèm lô số cho em mà con này size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em 50kg eo 72. Lên trên mã lạ nhá. Lạ và kèm lô số cho em mà size M 50kg quay đầu. Lên trên mã lạ nhá. Lạ và kèm lô số cho em ạ. Rồi con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Mã quạt em hết, mã phối em hết rồi nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã hoa sen. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi lấy con này comment cho mã hoa sen này. Mã 229 của chị Mai Lương. Mã 229 của chị Mai Lương. Rồi mã đẹp nè, mã đẹp Nguyễn Minh Anh chút hè lên số cho em nhá. Nguyễn Minh Anh chút mã đẹp tím nó lên số cho em nào. Rồi 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã hoa sen cho em. Một rừng hoa sen luôn. Hoa sen kèm số điện thoại. Nguyễn Minh Anh chút hè lên số cho em nhá. Rồi size L eo 76 mặc vừa cho em là size L nhá. Rồi mã hoa sen cho chị Ngô Thu Hà. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa cho em là size L eo 76 mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em A134 kèm điện thoại luôn cho em là size L eo 76 54kg quay là mặc vừa. Lên cho em A134 và kèm điện thoại cho em là A134 này. Rồi mã đẹp chị Nguyễn Minh Anh không lên số em cho chị Minh Nhật Trường nhá. Mã đẹp này cho chị Minh Nhật Trường cho em nhá. Rồi con này size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa nhá. Lên cho mã hoa vàng. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Lên cho mã hoa vàng kèm số điện thoại cho em ạ. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi mã lạ của chị Duyên Phạm. Mã lạ của chị Duyên Phạm nhá. Rồi con này size XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã hoa vàng. Mã hoa vàng và kèm luôn số điện thoại cho em nhá. Hoa vàng kèm số. Một con siêu phẩm size to mọi người này. Size 2XL cho em nhá. Size 2XL họa tiết đằng trước đằng sau như nhau mọi người này. Lên cho em mã công. Chốt cho em mã công và kèm luôn số cho em ạ. Hình họa tiết là hình công cực kỳ đẹp luôn cho em là size 2XL nhá. 60-65kg eo 85 quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã công và kèm luôn số cho em là size 2XL. Lên cho em mã công và kèm điện thoại luôn cho em là size 2XL nhá. Rồi A134 của chị Trần Huệ. A134 của chị Trần Huệ này. Rồi con này dành cho chị là size M nhá. 50kg đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size M Duyên Phạm có chưa? Rồi size M 50kg đổ lại mặc vừa lên cho mã hoa tím cho em nha. Size M 50kg đổ lại mặc vừa lên cho mã hoa tím cho em nha. Hoa tím size M 50kg đổ lại mặc vừa nha. Rồi chúc cho mã hoa tím này. Hoa tím kèm số điện thoại cho em nha. Size M 50kg đổ lại mặc vừa này. Lấy comment cho mã hoa tím cho em. Hoa tím và kèm luôn số điện thoại cho em nha. Hoa tím và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ạ, cái con vàng công này nha, em có 2 size, có 3 size, chị lựa chọn luôn có 2 size. 2 size em có size M và size L, chị nào lấy comment cho mã vàng cho em nha. Kèm 2 size cho em này. Vàng kèm size M hoặc L cho em nha, siêu đẹp luôn nha. Lên cho mã vàng kèm size M hoặc là size L. Lên cho mã vàng cho em nha. Vàng kèm size M hoặc L cho em có 2 size, chị lựa chọn luôn. Rồi vàng M hoặc là vàng L, ai lấy comment cho mã vàng kèm size M hoặc L nha. Dồn đơn hoa tím của chị Bích Đinh, có đơn không? Rồi mã hoa tím của chị Bích Đinh. Rồi con này size M cho em nè mọi người này. Size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em mà 50kg này. Trời ơi một con size. Chốt cho em mà
mặt xanh và kèm luôn số trên mặt size M nha mọi người này. 50kg 72 đổ lại là mang đẹp, chốt trên mặt xanh. Size M 50kg quay được mặt vừa lên trên mặt xanh. Xanh và kèm luôn số trên mặt, chốt trên mặt xanh này. Vàng size M cho chị Aki Thủy Phạm ạ. Rồi và size M của chị Aki Thủy Phạm nha. Rồi con này hoa đen nha các chị ơi, em có 3 size các chị lựa chọn nha. Có 3 size luôn. Size to tàn áo đẹp không phải ha. Nhiều khi con cá mình không câu được, thấy nó hụt nên và thấy nó tiếp vào thôi, chứ thực ra cái nặng như nhau. Mã xanh của chị Tiên Trần đẹp quá. Xanh của chị Tiên Trần nhá, hoa tím em hết rồi. Rồi con này em có 3 size cho các chị lựa chọn luôn nha. Rồi con này em có size M, size L và size XL lên cho mã hoa đen kèm size. Hoa đen kèm size M, L và XL cho em nhanh tay nha. Con này một con hoa nhí siêu đẹp luôn. Lên cho mã hoa đen kèm size. Size M, size L và size XL lên cho mã hoa đen giúp em nha. Hoa đen kèm size M, size L và XL. Mã xanh em hết rồi nha. Xanh em hết rồi chị ơi. Mã công hết rồi đúng không? Công sao bây giờ chị mới... Công còn. Mã công của chị Nga Nguyễn Công size 2XL đúng không? Rồi của chị Nguyễn Nga chứ phải Nga Nguyễn khác nha. Rồi hoa đen kèm size cho em này. M, L và XL. Hoa đen nha mọi người ơi. Hiền Nguyễn Thị đi đâu nào vàng chưa ta? Vàng size XL là con nào? Vàng size XL em đâu có đâu. Vàng XL kia. Và XL của chị Mai Lương, và XL của chị Mai Lương nha. Rồi hoa đen cho em, hoa đen cho em nha. Chị Hiền Nguyễn Thị ơi, để em coi nếu mà chưa gửi sáng mai em gửi được không? Nhiều khi nó bị sót đơn đó chị. Rồi mã hoa đen kèm size cho em ML, XL cho em nha. Trời ơi, từ đầu like từ giữa like em thấy con màu trắng này là đẹp nhất luôn. Mai Lương. Trời ơi, chị nào hốt được con này nha, lên cho em mã trắng size XL. Eo 80 mặc vừa nhá, một con màu trắng siêu đẹp luôn. Mặc mùa hè đây là cực kỳ, nói chung là cực vàng kỳ. Vàng cay em hết size S rồi chị Ngân Hà ơi. Vàng cay em chỉ còn size M thôi. Con này cực kỳ nổi. Hoa đen size L của chị Thu Nguyên. Rồi con này chị nào mặc size XL eo 80 mặc vừa, chốt trên mặt trắng mọi người nhá. Size XL. Hoa đen size M cho chị Duyên Phạm. Eo 80 mặc vừa, lên trên mặt trắng, chốt trên mặt trắng mọi người này. Lên trên mã trắng size XL eo 80 mặc vừa. Lên trên mã trắng các chị ơi, size XL eo 80 này chị đưa cho em một con XL của chị Hiền Nguyễn Thị có ghi không? Rồi, lên trên mã trắng này, chốt trên mã trắng size XL kèm luôn số mọi người ơi, size XL eo 80 mặc vừa. Lên trên mã trắng và kèm luôn số trên mã size XL nhá. Eo 80 mặc vừa, chốt trên mã trắng. Này con này em chọn là có size S không? Có đây mà. SML rồi. SML. Rồi lên cho chị một con hoa xanh này. Rồi mã trắng chốt hàng lên số mọi người ơi. XL hả? Trắng của chị Thanh Hiền. Trắng của chị Thanh Hiền nhá. Rồi con này size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp. Con này size M nhá, 50kg eo 72. Nói chung là con này size S, size M mặc cũng được luôn. Tại vì em là em thường thường là em chỉ mặc có size S thôi. Nhưng mà size M là nói chung là cái phần eo nó chỉ rộng một chút xíu. Nếu mà chị nào mà cảm thấy rộng quá thì chị về chít lại cho em cũng được luôn này. Rồi con này cho em mã hoa. Mã hoa và kèm luôn số cho em mặt size M nha mọi người này. Size M 50kg quay đầu mặc vừa eo 72 lên cho em mã hoa. Dạ, nói chung là cái chất vải nó cũng giống như cái áo dài trước các chị ạ. Nó cũng có độ co giãn nhẹ nha. Nếu mà bữa nay chị gầy thì mặc hơi. Nói chung là chịu khó bóp lại cho em một tí. SML đúng không? SML. Rồi con này em có 3 size. Đây này, con này em có 3 size này chị Ngân Hà này. Rồi con này em có 3 size SML nha mọi người nhá. Chị nào lấy comment cho em mã vàng kèm size SML cho em nha. Em có 3 size này. SML chị nào lấy comment cho em mã. Chị nào rồi ok chị Thanh Hiền, con này chốt cho em mã vàng kèm size SML cho em mọi người nhá. Rồi mã hoa xanh size M của chị Duyên Phạm. Rồi con này chốt cho em mã vàng nha mọi người, để lên cho em mã vàng nhá. Mã vàng kèm size cho em SML. Các chị yêu này em chỉ có đúng 3 size thôi. Lên cho em mã vàng kèm size SML. Kèm size SML cho em nhá. Hoa vàng kèm size lên cho em mã vàng kèm size SML cho em này. Lên cho em mã vàng kèm size SML nha mọi người này. Chốt cho em mã vàng nhá. Rồi lên cho chị một con theo này, con này size 2XL cho em nhá. Size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy theo này chốt cho em mặt theo nha mọi người này, lên cho em mặt theo đồng giá luôn các chị ơi. Lên cho em mặt theo con này size 2XL eo 85 mặc vừa nhá. Eo của chị nào 85 quay đầu mặc vừa lên cho em mặt theo này. Theo và kèm luôn số cho em mặt size 2XL eo 85 mặc vừa lên cho em mặt theo. Theo kèm luôn số cho em và chốt cho em mặt theo. Size S của chị Yên Nguyễn Yên Nguyễn. Mã bàn size M cho chị Trần Huệ. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa nhá. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Bàn size M cho chị Dung Trương. Rồi chị nào lấy comment cho em mã 420 A420 kèm điện thoại luôn cho em A420 nhá mọi người nhá. A420 kèm điện thoại luôn cho em con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em A420 kèm điện thoại luôn cho em này, chốt cho em A420 nhá. A420 kèm điện thoại luôn cho em nào mọi người này. Size M.
Rồi lên cho chị một con màu hồng size M này mọi người này. Chị nào mặc size M này, 50kg eo 72, trời ơi màu hồng siêu đẹp luôn, cho em chốt cho em mã hồng nha. Lên cho em mã hồng size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp nha. Rồi size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp. Rồi lên cho em mã hồng cho em. Mã theo của chị Trần Huệ dồn đơn. Rồi lên cho em mã hồng nha mọi người, cho chị em mã hồng và kèm luôn số cho em mặt size M nha. 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp. Cho chị em mã hồng và kèm luôn số cho em mặt, cho chị em mã hồng nè. Rồi khoa tím này em còn size L này mọi người này, em còn size L nha. Eo 76 54kg quay đầu mặc vừa, eo 76 mặc vừa nha. Chị nào lấy con này cho chị mặt tím và kèm luôn số cho em mặt màu này là màu tím, nói chung là màu tím nhẹ nhàng nha. Lên cho em mặt tím và kèm luôn số cho em mặt con này size L. Eo 76 54kg quay đầu, eo 76 mặc vừa, lên cho em mã mã tím và kèm luôn số cho em mặt, chốt cho em mặt tím mọi người này. Hồng size M Aki Thủy Phạm dồn đơn. Rồi con này size L cho em này. A42 Nguyễn Thị Vân chốt hàng lên số ạ. Rồi A42 này của chị Nguyễn Thị Vân 42. Rồi con này size L, eo 76 quay đầu mặc vừa size L các chị ơi. Eo 76 54kg quay đầu mặc vừa, eo 76 các chị nhìn cái phần hoa 3D, cái phần 3D cho em là cực kỳ đẹp luôn cho em này. Rồi con này cho chị mặc đẹp nha mọi người, con này size L, eo 76 54kg quay đầu mặc vừa, lên cho em mặc đẹp nha. 54kg quay đầu mặc vừa, lên cho em mặc đẹp và kèm luôn số cho em mặc size L nha. Rồi con này có 3 size, size M, size L và size XL nha. Rồi mã rút. Rồi con này em còn 3 size M, L và XL. Chị nào lấy comment cho em mã rút kèm size. Lên cho em mã rút kèm size M, L và XL cho em mọi người nhá. Một con màu rút họa tiết màu nhẹ nhàng cho em này, họa tiết hoa nhí nha mọi người ha. Chị nào lấy comment cho em mã rút kèm size M, L và XL cho em còn đúng 3 size M, L và XL. Rồi lên cho em mã rút kèm size. Tiên Trần được 3 con rồi chị ơi. Rồi lên cho em mã rút kèm size. Rồi lên cho chị một con tím này, màu tím hoa cà nha mọi người này. Rồi con này size M. Mã đẹp của chị Trọng Đạt. Đẹp là cái nào? Đẹp của chị Trọng Đạt rồi, ok. Đẹp size L. Rồi con này size M 50kg quay đầu mặc vừa, lên cho em mã lên cho em. Rồi ok chị Ngân Hà. Rồi chốt cho em mã 405A405, kèm điện thoại luôn cho em A405 các chị nhá. Size M 50kg quay đầu dạng màu cam 1m50 chị ạ, 1m55 nhá. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu mặc vừa, eo 72 đổ lại là mang đẹp nhá. Eo 72 quay đầu là mang đẹp, chị nào lấy comment cho em A405 rồi mã rút size M cho chị Duyên Phạm. Em còn mã rút kèm size, các chị nào lấy comment cho em mã rút kèm size nhá. Rồi con này lên cho em A405, kèm điện thoại luôn cho em A405 size M nhá. A405, tìm A405 cho chị Minh Anh. A405 chị Minh Anh, chị Mai Phạm xong mất rồi nhá. A405 chị Minh Anh này. Rồi lên cho chị một tím nữa này, con này là size M nha mọi người nhá. Họa tiết là hoa bỉ ngạn cho em là size M. 50kg eo 72 mặc vừa nhá. 50kg quay đầu eo 72 đổ lại là mang đẹp, con này size M nhá. Rồi chị nào lấy comment cho em là A70, cho em là A70 và kèm luôn số cho em là size M nhá. Size M 50kg eo 72 mặc vừa, lên cho em mã A70, cho em mã A70. 405 em hết rồi chị ơi, 405 em hết rồi. Rồi lên cho em mã A70 và kèm luôn số cho em, cho em mã A70. Rồi lên cho chị một con màu lạ này, 405 em hết rồi chị ơi. Rồi con này size XL, yêu chị nào 80 mặc vừa nha. Rồi size XL yêu chị nào 80 mặc vừa. Họa tiết là hình hoa sen cho em này, chốt cho em mã sen và kèm luôn số cho em, chốt cho em mã sen nha. Size XL yêu 80 mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã sen và kèm luôn số cho em mã size XL nha, lên cho em mã sen. Mã sen và kèm luôn số cho em mã giả, cảm ơn chị Bùi Thảo Nguyên này. Rồi lên cho chị một con piston này. Con này size cho em piston kèm bảy nha mọi người này. 139. Rồi xả luôn các chị, đồng giá luôn 139k, con này CS luôn cho em ạ. Rồi size S 40-48kg mắc vừa, chị nào lấy có màn cho em ạ. Cách tân, cách tân này liền váy kèm váy luôn cho em ạ, chốt cho em ạ. Cách tân 139k lên cho em ạ. Cách tân rồi mà tím size M hả? Rồi đúng rồi, Duyên Phạm mà tím size M, Duyên Phạm hoa bị ngạn ạ. Rồi lên cho em ạ cách tân nha mọi người, chốt cho em ạ cách tân rồi. Ok chị Duyên Phạm cái A70 chị nhá. Rồi lên cho chị một con màu cam, con này là size tới 3XL này. Mọi người ơi, mọi người có thấy em nổi không thì cho em một nút chấm này. Dạ có luôn chị ơi, con này size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa nhá. Rồi size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa, chốt cho em mặc cam. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa, chốt cho em mặc cam, kèm luôn số cho em mặc cam. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa, chốt cho em mặc cam và kèm luôn số cho em mặc, chốt cho em mặc cam mọi người nhá. Cách tân bộ của chị Minh Anh. Rồi, con này là size M này mọi người này, con này size M nhá, 50kg eo 72. Rồi 50kg mặc vừa, eo 72 đổ lại là mang đẹp size M. 50kg eo 72, chị nào lấy comment cho em A119 nha mọi người nhá. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa này, eo 72 quay đầu mặc vừa, chị nào lấy comment cho em A119 nha. Cảm ơn chị Bùi Thảo Nguyên nhiều ạ. Rồi
rồi, A119 và kèm lô số cho em A119 mọi người nhá. Phần phía tà cho em là 3D, hoa 3D cực kỳ xuất sắc luôn. Lên cho em A119 kèm lô số cho em là size M nhá. 50kg eo 72 mặc vừa, lên cho em mã A119 kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con tím hoa cà này mọi người này, con này size XL cho em. Có size 1X và 2X. Rồi con này em có 2 size 1X với lại 2X, chị nào lấy comment cho em ạ. Tím kèm size 1X hoặc là 2X cho em. 119 cho chị Mỹ Trinh Bùi. 119 chị Mỹ Trinh Bùi nhá. Rồi con này chị nào lấy cho 119 có không? Không, là 119 ạ. Rồi con này lên cho em mã tím nha mọi người, cho em mã tím và kèm luôn số cho em ạ. Rồi cho em mã tím kèm size XL hoặc là 2XL cho em, lên cho em mã tím kèm size XL hoặc là 2XL ạ. 3XL. Rồi con này size 3XL này mọi người này, con này size 3XL em chị nào 90 mặc vừa nhá. Rồi size 3XL em chị nào 90 mặc vừa cho em mã to. Rồi size 3XL em chị nào 90 chị ơi. Em chị nào 90 mặc vừa lên cho em mã to size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa cho em mã to. To này kèm nô số cho em mã A11 hả? A11 làm gì có. Lên cho em mã to và kèm nô số cho em mã chốt cho em mã to. Rồi con này size 3XL luôn cho em này. Chị Loan Nguyễn được mấy con rồi? Chị mới được một con thôi chị Loan Nguyễn ơi. Rồi size 3XL em chị nào 90 mặc vừa chốt cho em mã hồng nhá. Size 3XL em chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL em chị nào 90 mặc vừa chốt cho em mã hồng này. Mã hồng và kèm nô số cho em mã size 3XL em chị nào 90 mặc vừa chốt cho em mã hồng nhá. Mã hồng và kèm nô số. Rồi lên một con có cổ size L. Rồi con này size L cho em nè mọi người này, có cổ cao cho em mà cổ cao 3 phân nha. Size L eo 76 mặc vừa cho em này. Rồi size L eo 76 mặc vừa, chị nào lấy con này chốt cho em mã xanh. Rồi xanh size L nha, xanh size L chị Tấm Sinh có thấy chị chốt đâu chị ơi. Rồi con này lên cho em mã xanh nha mọi người, chốt cho em mã xanh con này size L nha. Mã hồng Thấm Nguyễn cho hàng lên số cho em này, trắng XL là trắng XL nào ta? Trắng XL chị trả chốt lâu, chốt chuột lâu rồi. Rồi con này lên cho em mã xanh size L, size mã L. Hồng Thấm Nguyễn cho hàng lên số cho em. Rồi lên cho em mã xanh con này cổ cao, chốt cho em mã xanh size L eo 76 mặc vừa nhá. Lên cho em mã xanh, xanh kìm điện thoại luôn cho em mã xanh. Rồi lên cho chị một con size nhỏ này, con này size S cho em ạ. Rồi 40-48kg mặc vừa size S này. Rồi mã xanh cho chị Lan Trần. Rồi con này size M 50 à, size S ạ, 40-48kg mặc vừa. Size S 40-48kg mặc vừa, đây size S đây chị này. 40-48kg mặc vừa, lên cho em mã vàng nhá. Mã vàng và kèm lưu số cho em mà chốt cho em mã vàng size S 40-48kg mặc vừa. Dạ, chị 3-4 con gì rồi á chị Trần Huệ ơi. Mã vàng nhá, mã vàng kèm lưu số cho em ạ. Rồi con này size L cho em này, một con hoa tulip nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn cho em mã hoa. Chốt cho em mã hoa và kèm lưu số cho em mã size L. Mã vàng của chị Tâm Trần. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa, 54kg quay đầu cho em. Size L 54kg quay đầu eo 76 mặc vừa. Rồi con này chị nào lấy chốt cho em mã hoa và kèm lô số cho em là size L nha mọi người nhá. Rồi lên cho em mã hoa size L eo 76 mặc vừa, chốt cho em mã hoa. Hoa kèm lô số cho em. Nhịp B chưa được cái nào chị ơi. Chốt cho em mã hoa. Thắm Nguyễn thấy số rồi. Rồi Thắm Nguyễn em thấy số rồi nhá. Chốt từ 3 con em receive nha. Cam đá 1X. Mẫu cam đá này, con này size XL cho chị em ạ, cam đá chi phong 4 tà và có bông chân cho em ạ. 200 bao nhiêu? 239 ạ. 229k. 229k mọi người nhá. 229k lên cho em ạ cam đá. Cam đá 229k mọi người nhá. Rồi hoa size L cho chị Thanh Hiền, hoa size L chị Thanh Hiền nhá. Rồi lên cho em ạ cam đá nha mọi người, cho chị em ạ cam đá kèm điện thoại luôn cho em ạ. 229.000 mọi người ơi, bữa trước là 280 mấy. Giờ bây giờ còn chỉ còn có 229k thôi, lên cho em mã cam đá. Cam đá 229 kèm điện thoại luôn cho em mã size 1X nhá. Lên cho em mã cam đá 229.000, lên cho em mã cam đá kèm số. Rồi lên cho chị một con size S này mã cam. Cam đá của chị Minh Anh. Rồi con này size S 40-48kg mắc vừa. Size S 40-48kg mắc vừa này. Chị nào lấy comment cho em mã A236 này, chốt cho em A236 mọi người nhá. Rồi lên cho em A236 này mã hoa size L hả em, hết rồi chị này. Rồi con này lên cho em A236. Cam đá em hết nhá. A236 kèm điện thoại cho em là size S 40-48kg mắc vừa. A236 kèm số cho em A236 mọi người ơi. A236 ạ. Rồi con này size XL nha mọi người, eo 80 mặc vừa size XL. Rồi mà cho chị Tâm Trần A236 ạ. Rồi con này size XL eo 80 mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em A209. A209 kèm điện thoại luôn cho em là size XL. Eo 80 mặc vừa nha mọi người, cho chị em mã A209 kèm số cho em. A209 kèm số điện thoại luôn cho em là size XL. Eo 80 mặc vừa A209 kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi con này là size 2XL. Rồi size 2XL em chị nào 85 quay đầu mặc vừa, size 2XL.
Size 2 thì là e, chị nào 85 quay là mặt vừa. Chị nào lấy có mặt thêm A69 kèm điện thoại luôn cho em A69 nha mọi người nhá. A69 kèm điện thoại luôn cho em size 2 thì là e 85 quay là mặt vừa đây cho em A69 kèm số cho em A69 nhá. Mà A69 kèm số cho em ạ, chấm bài tương tác lên cho em đây nào mọi người ơi. Chị nào còn thấy em được không nào? Huỳnh Trinh chốt mã gì ấy chị ơi? Huỳnh Trinh chốt mã gì ấy này? Rồi con này size XL, em chị nào 80 quay đầu mặc vừa size XL. Em chị nào 80 mặc vừa chốt trên mặt đen size XL nha. Em 80 mặc vừa lên trên mặt đen này. Mặt đen và kèm luôn số nha chị ơi. Ủa các chị đi đâu hết trơn rồi, lên trên mặt đen con này nha mọi người ơi. Lên trên mặt đen này. Rồi lên trên mặt đen nha, size XL em 80 mặc vừa chốt trên mặt đen. Size XL em 80 mặc vừa nha. Em 80 mặc vừa lên trên mặt đen. Mặt đen và kèm luôn số trên mặt chốt trên mặt đen. Rồi lên cho chị một con cua ba này. Lên cho chị một con cô ba, con này size L. Em hết rồi chị Huỳnh Trinh ơi. Rồi con này size L E76 mặc vừa nhá. Một con cô ba Sài Gòn này size L nha. Rồi. Size L E76 mặc vừa. Rồi xanh đen mã đen này, mã đen này. Mã đen cho chị Lan Trần, mã đen chị Lan Trần. Rồi con này size L E76 mặc vừa chốt trên mã cô ba. E76 quay được mặc vừa lên trên mã cô ba, một con cô ba Sài Gòn nhá. Lên trên mã cô ba và kèm luôn số trên mã. Rồi mã đen em hết rồi chị ơi. Rồi con này lên trên mã cô ba size L E76 mặc vừa nhá. Lên trên mã cô ba, mã cô ba và kèm luôn số trên mã. Đen kiểu nói chung là đây còn màu đen nhưng mà đen phối khác nhá. Đen phối xanh hồi nãy là đen phối hồng, còn đây là đen phối xanh này. À có thấy chị Huỳnh Trinh chốt cái gì đâu chị này. Rồi con này size M 50 kỳ E72 này. 50 kỳ E72 mặc vừa nhá. Chị nào lấy comment cho em mã xanh. Rồi size M 50 kỳ E72 chốt cho em mã xanh. 50 kỳ quay được mặc vừa E72 mặc đẹp lên trên mã xanh và kèm lô số cho em mã chốt cho em mã xanh nhá, size M. 50 kỳ E72 mặc vừa lên trên mã xanh này. Chốt cho em mã xanh nhá các chị gái này, chốt cho em mã xanh nhá, lên trên mã xanh này. Chấm mai tương tác lên cho em nào mọi người, con này size M. Size M 50 kỳ quay được mặc vừa lên trên mã xanh. Xanh kèm lô số cho em mã chốt cho em mã xanh và kèm số điện thoại luôn cho em mã xanh này. Mã xanh và kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi con này size 2XL này các chị này, con này size 2XL. Chấm mã lên cho em đi nào mọi người ơi, hơn tên hai máy hơn 200 lộn hơn 100 mấy chị đang xem cho em một nút chấm này. Rồi cô ba cô Loan Nguyễn, cô ba của chị Loan Nguyễn này, cô ba chị Loan Nguyễn nhá. Rồi con này size XL, em chị nào 80 mặc vừa size XL nhá. Không cái này size 2XL. Em 85 quay đầu mặc vừa, họa tiết là cho em size 2XL. Em 85 quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em A109 size 2XL nha. Size 2XL em 85 quay đầu mặc vừa A109 cho em mọi người này. Cho em A109 size 2XL em 85 mặc vừa. Rồi em 85 quay đầu mặc vừa A109 rồi xanh size M chị Duyên Phạm. Rồi lên cho em A109 nha mọi người, cho em A109 size 2XL nha. A109 size 2XL kiếm luôn số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con size S này, một con size nhỏ size S cho em nhá. Rồi size S 40 từ 48 ký mặc vừa size S cho em ạ, 40 48 ký mặc vừa ha. Rồi con này size S 40 48 ký mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em ạ, đẹp nhá các chị ơi, chốt cho em ạ, đẹp nhá. Rồi lên cho em ạ, đẹp size M 50 không size S 40 48 ký mặc vừa. Rồi 40 từ 48 ký mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em ạ, đẹp và kèm luôn số cho em ạ, lên cho em ạ, đẹp nhá mọi người ơi. Chốt cho em ạ, đẹp size S 40 48 ký mặc vừa. 40-48 ký mặc vừa lên trên mặt đẹp. Mã đẹp và kèm luôn số trên mặt size S nha. 40-48 ký mặc vừa lên trên mặt đẹp ạ. Mã đẹp kèm luôn số trên mặt. Rồi lên cho chị một con tím này. Con này size 2XL. Size 2XL em chị nào 85 mặc vừa. Mã đẹp cho chị Nguyễn Nở này. Rồi con này size XL em chị nào 80 mặc vừa nha. Chị nào lấy con này cho trên mặt tím và kèm luôn số trên mặt size XL. Em 80 quay được mặc vừa lên trên mặt tím nha mọi người, size XL E80 mặc vừa nhá. Lên trên mặt tím và kèm luôn số lên cho trên mặt tím này. Mã đẹp em hết rồi nha, lên trên mặt tím và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi lên trên mặt tím mọi người, lên trên mặt tím và kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho chị một con trắng đấy, con trắng phối xanh này. Rồi con này size L, mã đẹp em hết rồi mọi người. Mã đẹp em hết rồi nha. Rồi con này size L E76 mặc vừa cho em ạ, size L nhá. Rồi size L 53-54 ký mặc vừa cho em ạ, 53-54 ký quay đầu nhá. Rồi con này, size L nha mọi người, mã tím cho chị Lan Trần. Mã tím cho chị Lan Trần. Rồi con này size L E76 mặc vừa nhá, chốt trên mặt chim. Lên trên mặt chim và kèm luôn số trên mặt size L nha mọi người nhá. Size L E76 mặc vừa lên trên mặt chim này. Rồi size L E76 mặc vừa lên trên mặt chim. Mã chim và kèm luôn số cho em ạ, chốt trên mặt chim này. Mã chim kèm luôn số cho em size L nha mọi người, chốt trên mặt chim và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu đỏ tươi, con này size 2XL cho em ạ. Rồi em còn mã chim này. À Nguyễn Nở hả? Nguyễn Nở có đơn gì chị ơi?
Rồi cái này size 2 chứ lò. Hình như chị vừa mới hình như là chị mới chốt mà chị đã làm gì có đơn đâu chị nè. Rồi con này. Rồi. Có 4 tà không? Dạ 4 tà em chỉ có hàng đá thôi chị ơi. 4 tà là em chỉ có hàng đá thôi nhá. Rồi con này size 2 chứ lò. Em chị nào 85 chỗ ơi xin chưa. Em chị nào 85 quay đầu mặc vừa size 2 chứ lò. Chị nào cỡ tầm 60-65 ký mặc vừa. 60-65 ký mặc vừa. Em chị nào 80 quay đầu mặc vừa nhá. Chị nào lấy con này chốt cho em mặt đỏ này. Mặt đỏ và kèm lô số cho em mặt size chứ lò. Em 80 mặc vừa. Chị nào cỡ tầm, này em nói luôn, cỡ tầm 55-60 ký mặc vừa. 55-60 ký mặc vừa con này. 55-60 ký mặc vừa size chứ lò. Em 80 mặc vừa lên trên mặt đỏ đây. Mà chim size L chị Nguyễn Trâm. Rồi con này cho trên mặt đỏ nha mọi người. Lên trên mặt đỏ đây. 63kg 1m57 ha. Chị mặc size size 2XL cho em chị Liên Nguyễn nhá. Chị mặc size 2X này. Rồi con này cho trên mặt đỏ đây. Mặt đỏ và kèm luôn số cho em. Cho trên mặt đỏ size XL. Em 80 mặc vừa cho trên mặt đỏ nha mọi người. Lên trên mặt đỏ nhá. Đỏ kèm luôn số này. Chị Hương Mai em có thấy chị comment đâu chị Hương Mai. Em không thấy chị comment nha. Rồi con này size 3XL này mọi người, yêu chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL yêu chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt tím nhá. Rồi size 3XL yêu chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt tím và kèm luôn số trên mặt size 3XL. Size 3XL yêu chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt tím ạ. Đỏ chị Minh Anh, cho con này lên trên mặt tím này size 3XL. Yêu chị nào 90 mặc vừa lên trên mặt tím ạ. Mặt tím và kèm luôn số này. Rồi lên cho chị một con trắng size XL này. Mã chim em hết rồi này. Rồi em còn mặt tím nhá. Rồi con này size XL yêu chị nào 80 mặc vừa size XL nhá. Yêu chị nào 80 mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt trên mặt trắng lấy size XL nhá. Yêu 80 quay được mặc vừa chốt trên mặt trắng. Trời ơi xin chưa lên trên mặt trắng và kèm số này. Ủa mà chị Trung Hồng có thấy chị chốt gì đâu chị ơi. Rồi mà chim. Chim em hết rồi này. Dạ có 4 tà chị Trang Đạt ơi. Nhưng mà hàng là hàng bào nhá. Do con này lên trên mặt trắng này mọi người. Chị nào mặc xe chứ là eo 80 mặc vừa cho trên mặt trắng này. Trắng và kèm lưu số trên mặt trắng nha mọi người. Cho trên mặt trắng xe chứ là eo 80 nhá. Eo 80 mặc vừa lên trên mặt trắng và kèm lưu số ạ. Mặt tím em hết rồi chị ơi. Mặt tím em hết rồi nha. À lộn em còn mặt tím. Tím chị Liên Nguyễn em lộn. Tím chị Liên Nguyễn. Do con này xe chứ là eo chị nào 80. Dạ chị mặc size L, chị Phạm Thủy ơi, chị mặc size L cho em này. Rồi con này chị nào 50, chị nào mà mặc size XL cho em này, eo 80 mặc vừa. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa nhá. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa lên cho em mặt trống đồng. Lên cho em mặt trống đồng và kèm lô số cho em mặt chốt cho em mặt trống đồng nhá. Lên cho em mặt trống đồng và kèm lô số cho em ạ. 139k một áo, mua từ 3 áo sẽ free ship mọi người nhá. Hôm nay nói chung là ngày cần mùng 8 tháng 3 ngày đặc biệt nha mọi người nhá. Đây là hôm nay các chị nào mà săn được áo dài từ 3 con đổ lên sẽ miễn free ship nha mọi người ha. Rồi con này chốt cho em mã trống đồng nha các chị này, lên cho em mã trống đồng. Rồi size 1XL, eo 80 mặc vừa lên cho em mã trống đồng cho em này. Chốt cho em mã trống đồng nha, size XL eo 80 mặc vừa lên cho em mã trống đồng này. Chốt cho em mã trống đồng nha, trống đồng và kèm luôn số cho em mã chốt cho em mã trống đồng mọi người ơi. Lên cho em mã trống đồng. Rồi lên cho chị một con cô ba mã trắng chị Nguyễn Lan, mã trắng cho chị Nguyễn Lan này, chốt cho chị Nguyễn Lan. Rồi con này size XL eo chị nào 80. Con này em còn đúng một con size XL yêu chị nào 80 mặc vừa nhá. Chị nào có tầm 55-60 ký quay đầu mặc vừa. 55-60 ký yêu 80 đổ lại là mặc đẹp nhá. Chị nào lấy con này cho trên mặt cô ba. Một con cô ba sẽ còn lên trên mặt cô ba. Cô ba và kèm lô số trên mặt size XL yêu 80 mặc vừa nhá mọi người ơi. Yêu 80 quay đầu mặc vừa. Size XL yêu 80 mặc vừa. 55-60 ký mặc vừa nhá. Lên trên mặt cô ba và kèm lô số trên mặt size XL yêu 80 mặc vừa. Yêu 80 quay đầu mặc vừa. Lên trên mặt cô ba. Mã cô ba và kèm lô số cho em mà chốt cho em mã cô ba và kèm số điện thoại luôn cho em. Rồi lên cho chị một con hoa cau vàng này mọi người này. Con này size XL nha. Rồi size XL một con hoa cau, con này em còn đúng duy nhất một con thôi. Size XL eo 80 mặc vừa, 55-60 ký mặc vừa này. 55-60 ký eo 80 mặc vừa chốt cho em mã vàng. Lên cho em mã vàng size XL eo 80 nha. Eo 80 quay đầu mặc vừa, lên cho em mã vàng. Mã vàng và kèm lô số cho em mà chốt cho em mã vàng. Ủa tháo điện thoại chị luôn à? Hả? Chị sạc chỗ nào ta? Lên trên mã vàng và kèm lô số trên mà chốt trên mã vàng nhá. Rồi lên trên mã vàng, con này size XL eo 80 mặc vừa chốt trên mã vàng và kèm lô số trên mà chốt trên mã vàng này, mã vàng và kèm số điện thoại luôn trên mọi người ơi. Bây giờ chốt đi chị ơi, bây giờ ít người chốt rồi nha. Chốt trên mã vàng nha mọi người, lên trên mã vàng rồi em sẽ lên hàng đá luôn cho các chị nhá. Rồi lên cho chị một con xanh bơ đá này, con này size 2XL trên này. Dạ em thấy chị đứng dưới cơn mưa nhưng mà chị chốt sao chị này. Trời ơi cái trống đồng đẹp mà không chị nào chốt nhỉ.
Rồi con này size 2 chứ là em chị nào 85 quay đầu vào phù. Vải chi phong 4 tè và có bông chân. Hàng này là 200 nha mọi người. À 229k mọi người nhá. 229k lên cho em mã bơ. Con này size 2 chứ lời nhá. Rồi mã vàng chị hoa đậu vip dồn đơn. Rồi con này chốt cho em mã bơ nha mọi người. Lên cho em mã bơ và kèm nô số cho em nhá. Chốt cho em mã bơ con này size 2 chứ lời 85 mặc vừa nhá. Eo 85 quay đầu mặc vừa chốt cho em mã bơ. Eo 85 quay đầu mặc vừa lên cho em mã bơ và kèm nô số cho em mã eo 85 mặc vừa. Eo 85 quay đầu mặc vừa, cho che mặc bơ 229.000 con hàng đá lên cho em mặc bơ và kèm luôn số ấy. Rồi lên cho chị con tím đá luôn này, con này size 3XL cho em này. Rồi con này size 3XL em chị nào 90 mặc vừa nha, size 3XL em chị nào 90 mặc vừa lên cho em mặc tím, cho che mặc tím 229.000 chi phong nha mọi người nhá, phải chi phong cho em là 4 tà nha các chị này. Rồi sao chị gấu Misa ơi. À rồi, dạ. Rồi con này chốt cho em mã tím nha mọi người, lên cho em mã tím 229.000 nhá. 229k lên cho em mã tím. Tím 229 kèm luôn số cho em là chốt cho em mã tím nhá. Rồi lên cho chị một con này CS nè mọi người ơi. Chị nào CS nè. À ơ, bơ eo 90 hả? Bơ eo 90 từ để em coi đã nhá. Bơ eo 90 có size nhỏ đây chị này. Bơ cho chị Loan Nguyễn này. À đỏ hồng đá là cái gì chị này? Đỏ hồng đá là cái gì này? Để em coi bơ còn bơ size 3X không nha. Rồi em chỉ còn 4X thôi chị ơi. Em chỉ còn 4X thôi. Cái bơ em chỉ còn 4X thôi nè. Biết phải 3X đâu. Bơ em chỉ còn 4X thôi chị gái ơi. Bơ em chỉ còn 4X thôi nè. Chốt tím này, chốt tím cho chị Thanh Thủy nè. Chốt tím bé đang cầm cho chị Thanh Thủy nè. Thanh Thủy ơi, chốt hàng lên số cho em đi chị Thanh Thủy ơi. Mọi người chốt mã kèm số điện thoại kèm mã kèm số điện thoại trên cùng đầu sóng luôn cho em nhá. Thanh Thủy chốt hàng lên số cho em này. Mã bơ em chỉ còn size 1X thôi chị ơi. Rồi con này sẽ 40-48 ký mặc vừa. 40-48 ký mặc vừa sẽ chị nào lấy con này chốt cho em mã công nha mọi người. Chốt cho em mã công sẽ này. Rồi 40-48 ký mặc vừa lên cho em mã công này. À, bơ đỉnh đá nhiêu ạ? 229.000. Bơ là 229k chị ơi. Cô chị bạn cho em ấy. Nhiệt độ đâu. Bơ là 229k chị ơi. Rồi con này chốt cho em mã công này. Mã công chị Mỹ Trinh Bùi này. Mã công chị Mỹ Trinh Bùi nhá. Công chị Mỹ Trinh Bùi thì em còn size gì nữa ta? Bây giờ mã công là em chỉ còn size 2X thôi mọi người. Mã công em chỉ còn size 2X thôi. Công em chỉ còn size 2X thôi nha. Chị nào lấy comment cho em mã công 2X ạ. À. Em còn công 2X nhá. Chỗ tắc kè nó hot kìa. Rồi. Cái gì? Tắc kè. Chỗ tắc kè. Mắt mày sao mà thấy? Rồi, em chỉ còn công 2X thôi chị ơi. Chị nào lấy công 2X thì cho comment cho em mã công 2X nhá. Rồi con này size XL em chị nào 80 mặc vừa. Thanh Thủy cứ lên lại số cho em đi chị Thanh Thủy ơi. Tại vì bên em có nhiều Thanh Thủy lắm nên là các chị cứ lên lại số cho em đi để em dồn đơn cho dễ chị này. Cho con này size XL em chị nào 80 mặc vừa lên cho chị một con theo. Size XL em chị nào 80 mặc vừa xả luôn các chị đồng giá luôn chốt trên mã theo và kèm luôn số trên mã size XL. Em 80 mặc vừa lên trên mã theo kèm luôn số trên mã. Lên trên mã theo em chỉ còn công 2X thôi. Lên cho em mà theo và kèm đôi số cho em mà size 1XL cho em mà theo 1X nha mọi người, cho em mà theo 1XL nha. Lên cho em mà theo. Rồi con này size 2X cho em nè. Size 2XL em chỉ nào 85 mặc vừa size 2XL. Em chỉ nào 85 quay là mặc vừa cho em mã vàng nhá. Rồi áo đá một tà hả? Áo đá một tà em không có áo đá một tà đâu chị ơi, em có áo đá hai tà. À đã hai tà là 229.000. Bữa trước là bán tới 289, bây giờ xả còn 229 thôi. Rồi con này size 2XL cho che mã vàng nha mọi người, size 2XL. Eo 85 quay đầu mặc vừa cho che mã vàng. Vàng và kèm điện thoại luôn che mã vàng nha mọi người ơi, chốt che mã vàng này. Rồi chị nào thích size to này chị nào mà mua về để tặng này. Trời ơi, nó đẹp. Chị nào mà mua về để tặng mẹ này, để tặng cô này các chị này, để tặng mẹ tặng cô hoặc là tặng gì này. Cái này người mà, mấy cô mà đúng tuổi rồi mặc trời ơi mặc bao sang luôn cái chị yêu này. Size tờ 4XL em 100 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi áo đình đá cỡ XL có luôn chị này. Bơ thắm Nguyễn bơ là cái gì bơ gì chị? Bơ size gì chị ơi? Bơ phải kèm size cho em chỉ còn size 7.
em chỉ còn size lộn, em chỉ còn size 4x thôi, em hết size bơ size nhỏ rồi. Rồi con này size 4XL, chốt cho em mã đẹp nha mọi người, size 4XL. Lên cho em mã đẹp, họa tiết cực kỳ sang luôn cho em. Cho chị em mã đẹp size 4XL. Chất liệu vải ở bên ủa chị ạ, chị cũng mua bên em rồi mà. Chưa, chị mua rồi nhưng mà chị chưa có nhận được đơn hàng nào hết á. Ủa kêu nhận rồi mà. Tên ăn ăn đi. Nếu mà chị nhận rồi chị biết chất vải chứ chị. Rồi cho chị em mã đỏ, mã đẹp nha, mã đẹp và kèm lô số. Chị nhận hàng ở bên em chưa chị An An ơi? Vài bữa shipper nói là điện chỉ không có được mà. Rồi lên cho chị đồng đá đi, lên cho chị đồng đá. Theo 3XL em không có. Theo 3XL em không có đâu chị ơi. Rồi con này size 3XL này mọi người nè. Nãy chị là hỏi cái size 3XL mà hàng đá này em chỉ còn màu này thôi. Bây giờ chị hỏi em hơn cả bài toán luôn đấy chị ơi. Em cởi ra bao nhiêu cái rồi bây giờ em chả biết cái nào luôn nè. Rồi con này size chị nào mà cởi tầm 3XL nhá. Size 3XL yêu chị nào 85. Alo, eo chị nào 90 mặc vừa nhá, size 3XL. Eo chị nào 90 mặc vừa lên cho em mã đồng. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho chị em mã đồng. Mã đồng và kèm lô số cho em và cho chị em mã đồng. Chi phong 4 tà và có bông chân mọi người. Lên cho em mã đồng và kèm lô số cho em và size 3XL. Eo chị nào 90 mặc vừa cho chị em mã đồng. Mã đồng này, mã đẹp cho chị Nguyễn Thị Vân. Để làm mã nào? Đó mày đang khuyết chứ. Rồi, lên trên mã đồng, con này size 3XL cho chị em mã đồng. Chị mua 3 áo rồi, chị mua 3 áo nhưng mà chị nhận đã nhận hàng chưa chị ơi? Đó, con đó. Rồi đây size 3X đây, theo size 3X đây, từ đầu like cuối like hỏi size 3X này. Rồi size 3X đây chị này. Size 3XL cho chị em mã theo. 3XL em chị nào à? Em chị nào có tầm 90. Em 90 đổ lại nhá, lên cho em mã đồng này, Thắm Nguyễn có đơn chưa? Rồi ok chị Thắm Nguyễn này. Rồi cảm ơn chị An An. Mã đồng là mã gì mã đồng á chị ơi? Mã đồng, từ để em coi còn mã đồng không? Thế nhưng mã đồng em hết rồi chị này, mã đồng hình như em hết rồi nha. Còn mã khác thôi chị ơi, để lát rồi em lên cho nha. Rồi con này size 3X này chị này, chốt cho em mã theo. Lên cho em mã theo, mã đồng hả? Coi thử con không? Rồi lên cho em mã theo nha mọi người, chốt cho em mã theo size 3XL. Lên cho em mã theo, Ngô Phương Mai chốt hàng lên số cho em này. Rồi ok chị Ngô Phương Mai. Rồi lên cho chị Hồng Dâu size 3X này. Theo 3X em hết ạ. Rồi dâu này size 3XL. Yêu chị nào 90 mặc vừa. Trời ơi lên cho em mã Hồng Dâu. Cho chị em mã Hồng Dâu nha các chị này. Lên cho em mã Hồng Dâu. Màu Hồng Dâu cho em này. Lên cho em mã Hồng Dâu. 4 tà hả? 4 tà hả? Đây 4 tà đây. Bên đỏ lưới á. Đây 4 tà đây chị này. Đỏ lưới 4 tà là em chỉ có hàng lưới thôi chị nhá. 4 tà em chỉ có hàng lưới thôi. Rồi lên trên mã Hồng Dâu size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa vẫn là 229.000 mọi người nhá. Chị nào lấy con này chốt cho em mã Hồng Dâu. Hồng Dâu kèm luôn số cho em và size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa lên trên mã Hồng Dâu. Hồng Dâu kèm luôn số cho em và size 3XL nhá. Lên trên mã Hồng Dâu. Chốt cho em mã Hồng Dâu, cái đó là 6 tà cho em này. À không khác đâu chị ơi, tại vì cái này là chất liệu là lụa Thái hết chị này. Rồi cái này size M cho em là 50kg qua đầu, eo 72. 50kg qua đầu mặc vừa eo 72 đổ lại là mang đẹp nhá. Eo 72 đổ lại mang đẹp. Cho chị em mặc bướm nha mọi người, lên cho em mặc bướm và kèm lô số kia mà size M nhá. 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp, cho chị em mặc bướm đây. Lên cho em mặc bướm và kèm lô số cho em và con này là size M. 50kg eo 72 đổ lại mang đẹp. Lên cho em mặc bướm và kèm lô số cho em và cho chị em mặc bướm. Cho chị em mặc bướm và kèm lô số cho em. Rồi đây cho chị theo size L cho em này. Màu này màu dạ quang. Màu dạ quang cho em à. Lên cho em mã xanh. Size L eo 76 mặc vừa nhá. Cho chị em mã xanh. Size L eo 76 mặc vừa lên cho em mã xanh. Một con hàng theo cho chị em mã xanh. Rồi ok chị Ngô Phương Mai ok người đẹp. Lên cho em mã xanh. Cho chị em mã xanh. Cho chị em mã xanh. Rồi lên cho em mã xanh nha mọi người này. Chốt cho đổi cho em Hồng Dâu được không em? Thanh Thủy trời ơi. Thanh Thủy hình như là nãy cái mã đồng đúng không? Ờ, Thanh Thủy mã đồng á. Phải không? Tim đá. Tim đá, ờ đổi đi. Bỏ ra đổi ra đi. Đổi Hồng Dâu. Rồi ok chị nè. À hộ hàng sâu cổ cao hả? Hàng sâu cổ cao hết rồi đúng không? Em hết rồi người đẹp ơi, Hồng Dâu cổ cao em hết rồi. Bướm Diệp Nguyễn. Rồi con này chốt cho em mã size mọi người, size L, size mọi size L. Size L mà bướm mọi người chắc là. Lên cho em mã xanh này, cho chị em mã xanh. Mã xanh kèm lô số cho em mã xanh này. Cho chị em mã xanh. Thanh Thủy chưa lên số hả? Bướm của chị Ngọc Như Xuân. À bướm của chị kia rồi. À, rồi ok, bướm chị Nguyễn Như Xuân này. Nguyễn Như Xuân một con này.
Nguyễn Như Xuân một con chị tầm sinh không, tại vì chậm, mạng của chị chậm lắm luôn đấy chị ơi. Bướm cho chị Diệp Nguyễn một con, chị Nguyễn Như Xuân một con. Rồi con này size M 50kg L72. L72 quay đầu mặc vừa, 50kg L72 mặc vừa. 50kg L72 mặc vừa nhá. Rồi lên che mặt cô gái. Cho che mặt cô gái nha mọi người, cho che mặt cô gái tầm sinh ra chốt đi chị tầm sinh ơi. Cứ nghĩ là tầm sinh. Rồi lên cho em này, cho che mặt cô gái, cho che mặt cô gái. Bé đừng cứ nhìn chị. Lên che mặt cô gái. Tay mùi thơm nhất á, tối lên tay. Rồi size M nè nè. 50 Rồi, đẹp size M là cái nào? Đẹp size M là cái con nào? Rồi. Con này size M 50kg L72 này cho che mặt xanh. Không, cái đó là cô gái. Cho con này lên che mặt xanh, cho che mặt xanh. Size M 50kg L72 mặc vừa lên che mặt xanh. Thấy chị Hương Mai nhưng mà em không thấy chị chốt người đẹp ơi. Rồi con này lên che mặt xanh. Mặt xanh size M L72 mặc vừa lên che mặt xanh này. Xanh kèm vô số cho em. Bướm rồi, hết rồi. Hết bướm rồi. Em rồi xanh này, xanh Thu Hương. Xanh kia, xanh theo á, xanh theo cho Thu Hương. Rồi em còn xanh M. Rồi cái này là size 2XL trên này. Cô gái của chị Duyên Phạm. Cô gái Duyên Phạm. Thu Hương chưa, bên chưa Thu Hương. Thu Hương bên trang ấy, trang cá nhân ạ. Rồi cái này, trời ơi size 2XL, L85 mặc vừa. Size 2XL, L85 mặc vừa mặc công. 2XL, L85 mặc vừa cho che mặt công. Siêu đẹp luôn, các chị ơi, siêu phẩm này. Chị gái của siêu phẩm. Lên che mặt công, công kèm lô số che mặt chốt che mặt công. Công kèm lô số che mặt size 2XL. Lên trên mặt công, mã xanh size M cho chị Nguyễn Trâm. Xanh size M Nguyễn Trâm. Rồi con này size XL cho em này, trời ơi. Cách tân kèm váy cho em mọi người này. XL L80 mặc vừa lên trên mặt cách tân. XL L80 mặc vừa lên trên mặt cách tân. Bao nhiêu chị? Xả đồng giá rồi xả luôn đồng giá 139.000 lên trên mặt cách tân. Cách tân 139 kèm điện thoại luôn cho em size XL nha. Trời ơi, bữa trước mà con cách tân như này là bao nhiêu ta? 300 thì 299 giờ còn có 201 giờ còn có 139 tha ca thôi. Lên cho em mặt cách tân này. Cách tân kèm luôn số cho em mặt cách tân này. Rồi lên cho chị hàng đá này. Con này size 2XL cho em này. Em nói thật màu này cực kỳ sang. Chị nào mà da trắng trắng rồi này, mặc con này cực bao nổi luôn. Size 2XL L85 mặc vừa. Cách tân cho chị Minh Anh. Rồi size 2XL L chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Size 2XL mà công cho chị Diệp Nguyễn. Công cho chị Diệp Nguyễn. Rồi size 2XL L85 mặc vừa 239k con này. À lộn 229k. 229k mọi người nhá. Chị nào lấy comment cho em mặc A85. A85 và kèm luôn số cho em mặc A85 này. Mẫu nào đủ size? Có chị ơi, có đủ size. Có đủ size chị Liên Phạm ơi. Khoai nhí được không chị gái? Rồi con này lên cho em mặc A85 229k A85 229k A85 kèm điện thoại cho em ạ. 229k lên cho em ạ. A85 size 2XL. Cái này bao nhiêu size ta? SML phải không? ML, XL. Rồi đây ML và XL đây đủ size luôn chị nè. Con này em có đầy đủ size này chị Diệp Nguyễn này. Lấy thì là... Rồi mã xám này, mã xám là mã nào chị này? A85 hở chị Lan Trần. Đúng thì ok rồi, ok chị Lan Trần này. Rồi cách tân em hết rồi nha. Rồi con này em có 3... Con này em có 4 size, ML và XL. 3 size chứ lộ, ML và XL. Đây chị Liên Phạm ơi. Em có 3 size, đầy đủ 3 size cho em. Chị nào lấy comment cho em mặc A01 kèm size. A01 kèm size ML và XL cho em. Em có 3 size ML và XL cho em nè. Rồi cách tân em hết rồi người đẹp ơi. Rồi lên cho em mặc A01 kèm size. A01 kèm size ML và XL cho em nhá. Lên cho em mặc A01 kèm size. Con này em còn đầy đủ size. Lên cho em mặc A01 kèm size ML và XL cho em ạ. Lên cho em mặc A01 kèm size nhá. Rồi con này size L. Trời ơi đây, nãy chị nào chưa được cái con hoa này này. Nãy chị nào chưa được con hoa comment cho em mặc hoa. Size L L76 mặc vừa chốt cho em mặc hoa. Siêu đẹp luôn, lên cho em mặc hoa size L. L76 quay đầu mặc vừa size L cho chị mặc hoa. Hoa này, hoa nhí màu nhạt có không hả? Hoa nhí màu nhạt có luôn chị ơi. Hoa nhí màu nhạt có luôn ạ. Rồi con này cho chị mặc hoa size L L76 mặc vừa. A01 này size gì chị Hương Mai? A01 comment size cho em với chị Hương Mai. Rồi con này cho chị mặc hoa. Hoa và kèm lô số cho em ạ. Hương Mai comment cái size đi chị Hương Mai ơi. Comment mã kèm size cho em với này. Trời ơi, à Đình Đạt từ nãy giờ em báo rồi.
Huế Phạm có đơn chưa? Chưa. Rồi không màu size M cho chị Duyên Phạm. Cái không, cái đây này, cái hoa đen ạ. Rồi chị Huế Phạm ơi, chốt hàng lên số cho em với mọi người. Hương Mai comment cái size cho em với chị Hương Mai ơi. Comment như thế em không biết đường nào em chốt cái size của chị đâu nè. Hương Mai cho em cái size đi chị nè. Rồi mã hoa này, mã hoa xanh của chị Trần Huệ nè. 01M của chị Nguyễn Trâm. 01M của chị Nguyễn Trâm. Rồi con này em có 43 size luôn. Size M, size L và size XL. Chị nào lấy comment cho em A02. A02 kèm size cho em A02 mọi người nhá. A01 chị được không? Chị comment cái size thì chị Hương Mai khổ ghê. Chị comment cho em cái size đi. Chị ơi chị mặc size gì chị? Tại vì bây giờ 01 là em có 3 size M và L, M, L và XL. Chị comment cái size cho em đi nè. Rồi mã hoa em hết rồi nè. Hoa có M không? Có chị Quỳnh Trinh ơi. À không, không. Cái mã M, cái mã hoa là em không có đâu. Cái mã hoa là em không có đâu nè. Không ai có đâu. Rồi con này chị nào mặc size M, L và XL lên trên mặt 02 rồi ok chị Huế Phạm. Thấy số này, thấy số này size M của chị Huế Phạm. Rồi con này có 3 size M, L và XL. Chị nào lấy comment trên mặt A02. A02 kèm size M, L và XL nha. M, L và XL mã 02 kèm size này. Rồi ok chị Hương Mai size L, chị Hương Mai. Rồi con này lên trên mặt A02. A02 kèm size M, L và XL ạ. Rồi lên cho chị theo này. Theo size L nha. Alo, theo size XL. Yêu chị nào 80 quay đầu mặc vừa. Trời ơi, theo chim này mọi người, cho chị em ạ theo. Cho chị em ạ theo và kèm luôn số chị em ạ size XL. Yêu 80 mặc vừa nhá. 55-60kg quay đầu. Yêu chị nào 80, 02M. 02M chị Nguyễn Trâm một con. 02M chị Tuyên Phạm một con. Rồi con này lên cho em ạ theo lại có rồi, á. Rồi con này lên cho em ạ theo. Eo 72 chị mặc size M á chị Huế Phạm ơi, eo 72 chị cứ mặc size M. Chị nói chung là chị cứ nghe cái số eo em báo là được nha chị Huế Phạm nha, chị cứ chốt nghe rõ cái size cái eo em báo này. Rồi ok chị Duyên Phạm em chốt cho chị rồi nha. Điều rồi cái này có rồi, Duyên Phạm này có rồi. Nãy có là chị cấp thêm hay sao chị ơi? À dạ đúng rồi chị Hương Mai ơi, chị mặc size L cho em nha chị Hương Mai nhá. Với lại nếu mà chị muốn chính xác hơn, chị cứ đo cái vòng bụng của chị rồi bọn chị cứ báo cho chị cứ đo cái vòng bụng của chị bao nhiêu nha. Con này cho chị mặc theo này size L. Size XL lộn, size XL eo 80 mặc vừa lên cho em mặc theo. Mặc theo và kiếm luôn số cho em ạ. Rồi bên này em chỉ còn đúng size L thôi. Rồi con này em chỉ còn đúng size L. Eo 76 quay đầu mặc vừa 54kg quay đầu. Eo 76 quay đầu mặc vừa lên cho em mặc bi. Trời ơi bi hồng này. Bi hồng em chỉ còn đúng size L thôi. Chị nào lấy comment cho em mặc bi. Cho chị em mặc bi, bi kiếm luôn số cho em ạ nhá. Lên cho em mặc bi. Size L eo 76 mặc vừa lên cho em mặc bi này, mặc bi và kèm luôn số cho em ạ. Có size 2X màu vàng không em? Nhiều chị nè. Có nhiều. Nhiều nhá. Rồi mặc theo này, mặc theo dồn đơn cho chị Diệp Nguyễn này. A02 size L chị Hương Mai. A02 size L chị Hương Mai này. A02 Hương Mai. Rồi mặc theo Nguyễn Lan sau mất rồi. Con này size 2XL. Đây, màu vàng size 2XL đây chị này. Rồi con này size 2XL eo 85 quay đầu. Đây size 2XL này, theo em hết rồi nha. Rồi size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa, chốt che mã vàng nha. Lên che mã vàng nha mọi người, size 2XL eo 85 mặc vừa. Trời ơi cái bi đó đẹp mà không chị nào chốt nè. Rồi con này lên che mã vàng nha, vàng là kèm luôn số che mã. Rồi ok chị Xuyên Phạm rồi, rồi em chốt một con rồi nhá. Rồi lên che mã vàng và kèm luôn số che mã. Rồi con này lên cho chị một con màu nâu size 2XL này. Rồi lên cho em này. Size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa size 2XL nhá. Size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em ạ. A254 nha mọi người, size 2XL nhá. 60-65kg mặc vừa. Eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa lên cho em A254. Chốt cho em A254 và kèm luôn số cho em A254 nha mọi người ơi. Lên cho em A254 và kèm luôn số cho em size 2XL nhá. Eo 85 quay đầu mặc vừa A254 kèm điện thoại này. Mọi người còn thấy em không? Mọi người còn thấy em thì cho em một nút chấm đây nè mọi người ơi. Rồi con này size 2XL, một con hàng theo size 2XL. Yêu chị nào 85 quay đầu mặc vừa size 2XL nhá. Yêu chị nào 85 quay đầu mặc vừa. 60-65kg yêu 85 quay đầu mặc vừa này. Chị nào lấy con này cho em mã theo. Lên cho em mã theo và kèm luôn số cho em mã size 2XL yêu 85 mặc vừa. Size 2XL yêu chị nào 85 quay đầu mặc vừa lên cho em mã theo. Theo và kèm luôn số cho em mọi người này, cho em mã theo size 2XL yêu 85 mặc vừa lên cho em mã theo. Rồi lên cho chị một con trắng này. Trời ơi trắng cổ cao này các chị này size M nhá. Rồi con này size M cho em này. 50kg eo 72. Trời ơi nó đẹp mọi người ơi. 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp. 50kg quay đầu. Eo 72 đổ lại mang đẹp, cho em mặt trắng con này nha. Lên cho em mặt trắng này. Rồi lên cho em mặt trắng và kèm nút số cho em ạ. À chị cứ chọn trên line đi chị này. Theo 2XL Tuyết Lê có đơn chưa? Tuyết Lê. Ừ.
Tiếp theo chốt hàng thì lên số cho em đi chị nè. Rồi 254 cho chị Diệp Nguyễn, 254 cho chị Diệp Nguyễn này. Dạ không có theo S đâu chị ơi, tại vì hàng theo là thường thường là hàng theo là ít size S lắm, hiếm khi. Rồi mã trắng cho em, chốt cho em mã trắng size M 50kg eo 72. Eo 72 mặc vừa lên cho em mã trắng này. Chốt cho em mã trắng này, trắng cho chị Thanh Hiền này, trắng chị Thanh Hiền nhá. Rồi em lên cho chị cách tân này, lên cho các chị cách tân. Theo hãy hồng tím số đơn hết rồi. Mã trắng chị lo hết thiếu sau mất rồi nhá. Rồi lên cho các chị cách tân này mọi người này, cách tân này. Rồi cách tân này size XL cho em này, xả bao nhiêu chị? Rồi em xả cho các chị 79k lên cho em mà cách tân. Con này em còn hai size. Đây chị cách tân đây chị nè, cách tân này rồi ok chị Tuyết Lê. Mã trắng em hết rồi chị Minh Anh sao mất rồi nha. Chị Minh Anh sao mất rồi này, mã trắng em hết rồi nha chị Kim Hiền ơi. Cho con này em chỉ còn đúng hai size, size S và lại size XL. Chị nào lại comment cho em mã cách tân nha mọi người, lên cho em mã cách tân xả các chị 79k lên cho em mã cách tân. Mã cách tân kèm size S hoặc là XL. Em còn đúng hai size S và lại XL cho em mã cách tân kèm size. Cách tân kèm size S và lại XL cho em nhá. Rồi cách tân XL Nguyễn Ngọc Khánh Uyên này. Cho em lại số như chị Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên ơi, cho em lại số đây này, tại vì sau Tết là bên em áp nó cập nhật lại. Đây là cho em lại số đây chị này. Rồi con này size 2 XL. Rồi cách tân size gì chị Minh Anh ơi? Rồi con này size 2 XL. Rồi con này size, nói chung là con này là size của tầm size 2 XL, eo chị nào 85. Size 2 XL eo 85 mặc vừa, con này là màu cổ màu xanh cổ vịt cho em này. Màu xanh cổ vịt nhá. Lên cho em mã A238, A238 tìm điện thoại cho em mã A238 đây. Của Nguyễn Ngọc Thành Uyên. Rồi A238 kèm điện thoại cho em ạ. Con này là theo cho em size 2XL eo 85 mặc vừa nha, size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa. A238 kèm điện thoại luôn cho em mọi người này, cho em A238 nhá. A238 kèm luôn số cho em ạ. A238 size 2XL eo 85 mặc vừa. A238 comment đúng mã cho em là A238 kèm luôn số cho em ạ. A238 kèm số này. Comment đúng mã cho em mọi người nhá. Theo hả? Không, A238. Rồi con này là size L cho em này, size L nha, eo 76 quay đầu mặc vừa size L. Trời ơi một con thổ cẩm nha mọi người, size L eo 76 quay đầu mặc vừa nhá. Rồi size L eo 76 mặc vừa, chị nào có tầm 54kg quay đầu là mặc đẹp. Rồi mã theo được cho chị Su Su, mã theo chị Su Su. Rồi cách tân size gì chị Diệp Nguyễn ơi? Ừ rồi, ok Su Su đơn cũng nhiều, ngày mai có cá giúp em nhá. Cái này cho chị Minh Anh này, Diệp Nguyễn sau nè. Rồi con này size L. Rồi con này size L eo 76 quay đầu mặc vừa, cho chị mã hồng size L nhá. Eo 76 mặc vừa một con hồng, nói chung là hồng này là hồng thổ cẩm nhá. Lên cho em mã hồng size XL eo chị nào 80 mặc vừa, áo lộn size L. Eo 76 quay đầu mặc vừa lên cho em mã hồng này. Theo em hết là người đẹp ơi, con này lên cho em mã hồng size L. Lên cho em mã hồng và kèm luôn số cho em mã hồng cho chị Liên Mai. Hồng chị Liên Mai này. Chốt đúng mã cho em hồng chị Liên Mai. Nhiều chị là đơn, nói chung là đơn của các chị mà trên 500k ngày mai là phải bắt buộc cọc cạc, phải chuyển khoản trước em gửi hè mọi người nhá. Các chị nếu mà các chị chuyển khoản thì nói chung là đơn của các chị mà cứ 300k đổ ăn lộn, cứ 3 cái đổ lên là em đã free ship rồi. Đây là đơn của các chị nào mà cứ tầm 500k đổ lên là phải bắt buộc cọc cạc, phải chuyển khoản trước em gửi hè mọi người nhá. Này em báo trước như thế để ngày mai được các chị biết nữa nào. Rồi cách tân em hết rồi người đẹp ơi, cách tân em hết rồi nhá. Rồi con này size 2 cho là eo chị nào 85 mặc vừa này, mã hồng em hết rồi nè. Dạ không chị Thanh Hiền ơi, không nè. Rồi con này size 2 cho là eo 85 mặc vừa, cho chị mã đỏ con này nhá. Rồi size 2 cho là eo 85 mặc vừa. Dạ 139k một áo, chốt từ 3 áo đổ lên. Chốt từ 3 áo đổ lên sẽ miễn free ship chị nhá. Rồi con này size 2 cho là eo chị nào 85 mặc vừa, cho chị mã đỏ nhá. Đỏ và kèm luôn số cho em ạ, cho chị mã đỏ ạ. Cho chị mã đỏ nhá. Đỏ và kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu vàng size L này. Con này size L cho em eo 76 mặc vừa nhá. Trời ơi vàng đẹp chưa. Size L eo 76 quay đầu mặc vừa 54kg quay đầu là mặc đẹp cho em, cho chị mã vàng nhá. Lên cho em mã vàng và kèm luôn số cho em. Con này size L eo 76 quay đầu mặc vừa 54kg quay đầu là mặc đẹp, cho chị mã vàng và kèm luôn số cho em size L mọi người nhá. Size L eo 76 mặc vừa, lên cho em mã vàng và kèm luôn số cho em size L nhá. Rồi size M à lộn size L, cho chị mã vàng, mã vàng và kèm điện thoại luôn cho em mã vàng nhá. Vàng và kèm luôn số cho em ạ. Chị Minh Anh chị à, comment mã XL là cái gì chị ơi? Lên trên mã vàng, mã vàng và kèm luôn số cho em, mà chốt trên mã vàng nha mọi người ơi. Lên trên mã vàng. Rồi lên cho chị một con xanh cô ban size XL này. Mọi người còn thấy em thì cho em một nút chấm với mọi người này. Rồi con này size XL em chị nào 80 nha. Rồi size XL em chị nào 80 mặc vừa một con xanh cô ban lên trên mã hoa. Cho chị mã hoa và kèm luôn số cho em eo 80 mặc vừa 55 60kg quay đầu mặc vừa, eo chị nào 80 quay đầu nhá. Lên
cho em mã hoa và kèm luôn số cho em mã size XL. Eo 80 quay được mặc vừa đây cho em mã hoa. Tay này chị nào hỏi hồng theo này, em còn hồng theo này mọi người này, em còn size hồng theo size L. Rồi mã vàng đây cho chị đứng dưới cơn mưa dồn đơn, mã vàng đứng dưới cơn mưa. Chị Kim Tú sao mất rồi người đẹp ơi, Kim Tú sao mất rồi nha. Rồi con này size L cho em này mọi người này, size L nha, eo 76 quay được mặc vừa size L cho em. Rồi mã hoa cho chị Liên Mai dồn đơn, size L eo 76 quay được mặc vừa, một con hồng theo siêu đẹp. Rồi lên cho em mã theo. Cho chị em mã theo và kèm lưu số mọi người này, lên cho em mã theo mã vàng như thế rồi nha. Con này lên trên mã theo size L eo 76 mắc vừa nha mọi người nè. Lên trên mã theo và kèm lưu số trên mã, chốt trên mã theo. Theo và kèm lưu số trên mã rồi mã hoa. Mã hoa cho chị Kim Dung dồn đơn, mã hoa chị Kim Dung dồn đơn. Do con này lên trên mã theo nha mọi người, chốt trên mã theo và kèm lưu số trên mã size XL. Eo 80 mắc vừa lên trên mã theo ạ, theo và kèm lưu số trên mã, chốt trên mã theo nha. Rồi em mã còn mã theo size L nè. Do con này size 2 XL trên mã eo 85 mắc vừa size 2 XL nè. Rồi size 2 chứ là ngọc giàu sau mất rồi chị ơi, ngọc giàu sau mất rồi nha. Rồi size 2 chứ là eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Rồi con này size 2 chứ là eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em A219 lên cho em A219 ạ. Dạ có size M luôn chị ơi, có size M luôn này. Rồi lên cho em A219 kèm lưu số cho em mà con này size chứ là eo chị nào 82 chứ là eo 85. Eo 85 quay đầu mặc vừa lên cho em A219 mọi người này. A219 kèm lưu số cho em mà cho em A219 ạ. Theo Đỗ Thị Liên chốt hàng lên số đi chị ơi. Đỗ Thị Liên chốt hàng lên số trên này. Rồi lên cho chị một con kim sa. Kim sa là 179 ạ. Rồi hàng kim sa bây giờ em xả còn 179.000. Lên trên mà kim sa con này size XL nha. Rồi size XL yêu chị nào 80 mặc vừa 179k lên trên mà kim sa. Kim sa 179 kèm lô số trên mọi người ơi. Lên trên mà kim sa 179k lên trên mà kim sa. Kim sa vàng em chỉ còn đúng một con này thôi, lên trên mã kim sa size XL. Em chị nào 80 mặc vừa nhá, lên trên mã kim sa. Mã hoa là cái nào ta? Rồi, hoa chốt rồi. Hoa em hết rồi nha. Theo mọi người ơi, chốt hàng lên số cho em với mọi người này. Rồi con này lên trên mã kim sa, các chị này chốt trên mã kim sa size XL. 179k hàng kim sa mọi người ơi. Từ 200 mấy này còn bây giờ còn một nhà từ 299k giờ còn 279.000. Lên trên mã kim sa size XL, chốt trên mã kim sa kèm lô số này. Huỳnh Trinh có đơn chưa? Cho chốt mã theo cho chị Huỳnh Trinh đi, chị Đỗ Thị Liên chốt hàng mà không lên số này em nhường cho chị Huỳnh Trinh này. Mã theo cho chị Huỳnh Trinh này, mã theo chị Huỳnh Trinh nhá. Theo cho chị Huỳnh Trinh này. Rồi lên cho chị một con siêu đẹp này. Bên shop mình điện thoại chốt hàng khi nào vậy ạ? Dạ ngày mai, nói chung là đơn của tối nay là ngày mai, trong ngày nói chung là trong nốt ngày mai là sẽ gọi hết nha mọi người nhá, sẽ gọi hết đơn ạ. Trưa hoặc cỡ tầm chiều nhá chị này. Rồi con này size XL yêu chị nào 80 mặc vừa này. Yêu chị nào 80 quay đầu mặc vừa nhá. Yêu chị nào 80 quay đầu mặc vừa size XL. Yêu chị nào 80 quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em ạ. A266 A266 kèm lô số cho em ạ. Size XL yêu 80 mặc vừa nhá. 55-60kg quay đầu mặc vừa lên cho em A266 ạ. A266 kèm lô số cho em ạ. Size XL yêu 80 mặc vừa. A266 và kèm lưu số cho em A266 mọi người ơi. Lên cho em A266 ạ, cho em A266 ạ. Rồi mã kim sa này, kim sa chị Huỳnh Trinh. Kim sa chị Huỳnh Trinh này. Kim sa vàng chị Huỳnh Trinh. Rồi lên cho chị một con xanh đá size 2XL. Em chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Em 85 quay đầu mặc vừa lên cho em mã xanh đá size 2XL. Em chị nào 85 quay đầu mặc vừa lên cho em mã xanh đá 279k. À lộn 229k. 229k lên trên mã xanh đá đấy. 229k lên trên mã xanh đá. Con này size 2XL. Yêu 85 quay đầu mặc vừa. Chi phong 4 tà và họa tiết là có bông chân mọi người này. Lên trên mã kim sa em hết rồi nhá. Kim sa em hết rồi. Rồi lên trên mã xanh đá nha mọi người. Cho trên mã xanh đá và kèm lưu số trên mã size 2XL. Yêu 85 mặc vừa lên trên mã xanh đá và kèm lưu số trên mã, chốt trên mã xanh đá đấy. Đầm em chưa có like nữa chị ơi. Lên trên mã xanh đá nhá. Xanh đá và kèm lưu số trên mã. Rồi kim sa em hết rồi người đẹp ơi. Rồi em còn xanh đá này, chị nào lấy comment cho em mã xanh đá và kèm lô số cho em mã xanh đá đấy. Rồi lên cho các chị vàng đá đấy. Kim sa em hết rồi người đẹp ơi. Rồi con này size 3XL này. Rồi size 3XL yêu chị nào 90 mặc vừa một con vàng đá size 3XL nhá. Rồi xanh đá cho chị Tuyết Lê, xanh đá chị Tuyết Lê 229 này. Xanh đá chị Tuyết Lê size 2XL nhá. Rồi con này size 3XL yêu chị nào 90 mặc vừa lên cho em mã vàng đá. Chi phong 4 tà và có bông chân trên mã size 3XL, yêu chị nào 90. Yêu chị nào 90 mặc vừa lên trên mã vàng đá và kèm lưu số trên mã size 3XL. Yêu chị nào 90 mặc vừa lên trên mã vàng đá nhá. Vàng đá và kèm lưu số trên mã size 3XL, yêu chị nào 90 mặc vừa lên trên mã vàng đá 229k.
229k lên cho em ạ, vàng bá, vàng bá 229 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi đây đỏ CS đây mọi người. Dạ hàng cho em không có được chị ơi. Dạ màu trắng thì nói chung là em hiếm chị này. Hiếm màu trắng nhá. Rồi con này CS cho em 40-48 ký mặc vừa, CS cho em chốt cho em mã đỏ nha mọi người này. Lên cho em mã đỏ và kèm luôn số cho em là CS 40-48 ký mặc vừa nha. Rồi CS 40-48 ký mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã đỏ và kèm luôn số cho em ạ. Hàng màu đỏ, hàng màu đỏ mà CS thì hiếm lắm mọi người ơi. Nhanh tay hốt này, lên trên mã đỏ và kèm luôn số cho em là CS 40-48 ký mắc vừa nhá. Lên trên mã đỏ đây, đỏ và kèm luôn số cho em là CS nhá. 40-48 ký mắc vừa, chốt trên mã đỏ. 40-48 ký mắc vừa, lên trên mã đỏ và kèm luôn số cho em là CS nhá. 40-48 ký mắc vừa, lên trên mã đỏ này. Rồi con này cũng CS luôn cho em là mọi người này, con này cũng CS luôn nhá. Một con hoa nhí xanh CS này. 40-48 ký mắc vừa CS luôn ạ. À. Rồi 40-48 ký mắc vừa CS trên này. Chị nào lấy comment cho em mã xanh, chốt cho em mã xanh CS là 40-48 ký mắc vừa. Lên cho em mã xanh, xanh và kèm lô số cho em ạ. 40-48 ký mắc vừa, lên cho em mã xanh này, xanh và kèm lô số cho em ạ. Rồi lên cho em mã xanh, xanh kèm lô số cho em mã CS luôn ạ. 40-48 ký mắc vừa. 40-48 ký mắc vừa, lên cho em mã xanh. Xanh nha mọi người, xanh. Đây trắng đây chị ơi, trắng đây. Rồi con này là size XL, trắng size XL này. Eo chị nào 80 quê được mặc vừa nha, size XL eo 80 mặc vừa. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa, 55-60 ký quay đầu cho em ạ. 55-60 ký quay đầu eo 80 đổ lại là mặc vừa ha. Lên cho em ạ trắng và kèm lưu số cho em ạ. Size XL lên cho em ạ trắng này. Size XL cho em ạ trắng và kèm lưu số các chị gái ơi, cho em ạ trắng này. Mọi người ơi, mọi người có thấy em nữa không thì cho em một nút chấm với các chị này. Rồi con này lên cho em ạ trắng này, cho em ạ trắng và kèm lưu số cho em ạ. Size XL eo 80 mặc vừa, eo 80 mặc vừa lên cho em ạ trắng này. Rồi mã cộp xanh cho chị Trần Huệ này, cộp xanh chị Trần Huệ. Rồi con này lên cho em mã trắng size XL eo 80 mặc vừa. Trần Huệ đơn cũng nhiều rồi nha chị ơi, ngày mai chị cọc cáp cho em gửi hàng chị nào. Cái xanh này. Rồi đúng rồi chị ơi, đồng giá 139k mà chốt từ 3 con đổ lên hôm nay sẽ miễn free ship nha chị nhá. Cho con này size 4XL eo chỉ là 100 đổ lại mặc vừa. Giờ con này size 4XL eo 100 đổ lại mặc vừa. Size 4XL eo 100 đổ lại mặc vừa, chốt trên mặt đỏ. Chốt trên mặt đỏ nha mọi người, lên trên mặt đỏ và kèm lô số. Chốt trên mặt đỏ 10 triệu chết. Chắc chết. Lên trên mặt đỏ và kèm lô số cho em ạ. Chị bóp chặt 4 thằng con rồi đó chị ạ. Chốt trên mặt đỏ nha mọi người ơi. Chốt trên mặt đỏ. Rồi con này size L nha, 50 ký eo lộ 53 ký quay đầu, 54 ký quay đầu. Đúng rồi chị Phương Thùy ơi, đúng rồi nè, đúng rồi nha. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa nha. Size L 54 ký quay đầu eo 76 mặc vừa cho em ạ, size L nha. 54 ký quay đầu eo 76 mặc vừa cho em ạ. Chị nào lấy con này chốt cho em ạ, xanh size L. Eo 76 54 ký quay đầu mặc vừa lên cho em ạ xanh. Xanh kèm lưu số này mọi người, chốt cho em ạ xanh size L eo 76 mặc vừa. Size L eo 76 mặc vừa lên cho em ạ xanh. Xanh và kèm lưu số cho em ạ size L nha. Con vàng trên kênh dạ, con vàng trên kênh em còn size ML và XL chị ơi. Chị lấy thêm comment cho em cái size. Em có size 3 size chị thu hàng ơi. Rồi lên màu tím đi, đây màu tím đây chị này size M này. 50kg quay đầu eo 72 mặc vừa nha. 50kg quay đầu eo 72 đổ lại là mang vừa. À thu hàng chị comment cái size và kèm số điện thoại luôn cho em nếu mà chị chốt nha. Em còn size M với lại size L và XL nha. Rồi con này size M 50kg quay đầu mặc vừa. À theo mà hàng có cổ là em cũng khó em hết rồi chị này. Size M 50kg quay đầu eo 72 mặc vừa. Lên trên mặt tím này, cho trên mặt tím lên size M 50kg eo 72 mặc vừa. 50kg eo 72 mặc vừa lên trên mặt tím. Lên trên mặt tím nha mọi người, cho trên mặt tím size M 50kg eo 72. Eo 72 mặc vừa lên trên mặt tím. 50kg eo 72 mặc vừa cho trên mặt tím nhá. Lên trên mặt tím và kèm lô số cho em ạ. À nói chung thì bây giờ các chị hỏi em bao nhiêu cái thì em không biết luôn á chị. Ngày mai nha, ngày mai có nhân viên điện thì sẽ báo nha chị ơi. Rồi con này size M 50kg eo 72. Rồi tím màu chị phí hàng này. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em này. Size M 50kg eo 72. Màu nu nha mọi người, cho chị em màu nu. Rồi lên trên mặt nu nha, cho trên mặt nu size M 50kg eo 72. Size M 50kg mặc vừa.
E72 đó là mang đẹp cho chị mặt nu. Cho chị mặt nu nha mọi người, lên cho em mặt nu xem mở. Cái gì? 50kg quay đầu E72 đổ lại là mang đẹp cho chị mặt nu con này nha mọi người. Cho chị mặt nu xem mở. Nu xem mở 50kg E72. 50kg E72 cho chị mặt nu. Cho chê mặt nu, nu và kèm nu số chê mặt, cho chê mặt nu. Con đó 139 là shop, đúng rồi chị Thu Hèn ơi, 139 một con. Nếu mà chị lấy thêm quần là giá khác, quần là 60 nha. Quần là 60 nếu mà chị lấy thêm quần. Còn riêng áo là 139k. Rồi con này size 2XL, Thu Hiền có đơn chưa bé? Thu Hiền có đơn chưa? Nu Thu Hiền chốt hàng lên số này con em nhường nhá. Nu Thu Hiền chốt hàng lên số cho em này. Không phải Kim Hiền, Thu Hiền chốt hàng lên số này. Rồi size 2XL E85 mặc vừa. Size 2XL E chị nào 85 quay đầu mặc vừa size 2XL nhá. E85 mặc vừa lên trên mã hồng size 2XL. E85 quay đầu mặc vừa lên trên mã hồng size 2XL. E85 quay đầu mặc vừa cho trên mã hồng này, hồng và kèm lô số cho em là size 2XL. E85 mặc vừa lên trên mã hồng ạ, à, hồng và kèm số điện thoại cho em. Cho trên mã hồng. Nu chị Thu Hiền chốt hàng lên số này không, em sẽ nhờ cho chị khác này. Thu Hiền ơi, có màn mã kèm số điện thoại cho em với chị yêu ơi, không em nhường nè. Rồi mã nu nhường đi, mã nu nhường chị Nguyễn Trâm. Nu nhường chị Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm cũng nhiều nè. Rồi con này size L, nói chung ngày mai chắc nhiều chị cũng nhiều chị cọc cạc mà. Rồi con này size L E76 mặc vừa. Size L E76 mặc vừa, đây. Cái này giống con trên canh này, em mặc cho chị coi luôn nè. Em có size ML và XL, chị nào lấy comment cho em mã vàng kèm size. Lên trên mã vàng kèm size ML và XL trên này, mã nu em hết. Rồi lên trên mã vàng kèm size ML và XL nhá các chị ơi. Lên trên mã vàng kèm size ML và XL. Chốt trên mã vàng kèm size. Rồi lên trên mã vàng kèm size này. Đó con này size L. Vàng XL. Vàng XL hả? Ồ, sợ bà. Ồ, hết XL rồi, sorry chị ơi. Em tưởng là con. Còn ML thôi. Em mặc lên rồi đó, em còn ML thôi. Chị Trung Hoàng ơi. Trung Hồng ơi, sai XL cái đó em hết rồi. Nãy em quên. Không shop. Em mặc lên rồi đấy. Chị nếu mà chị muốn mua, chị mặc thử, chị ra shop và mua chị ơi. Mặc thử rồi lỡ rách áo rồi lỡ có vấn đề gì thì sao chị? Cho các chị xem hàng là quá đắt rồi chị ạ. Hàng là gì? Vàng không, vàng L hả? Vàng L. Vàng L cho chị Tô Thủy. Vàng L cho chị Tô Thủy này. Rồi ok Tô Thủy này. Có hoa nhí không? Có. Rồi size L nha mọi người, cho trên mặt xanh đen size L. E76 mặc vừa, cho trên mặt xanh đen size L, cho trên mặt xanh đen. E76 quay đầu mặc vừa lên trên mặt xanh đen. Cho trên mặt xanh đen và kèm nô số trên mặt size L. E76 mặc vừa xanh đen. Hoa nhí. Đây hoa nhí đây. Hoa nhí tím hoa kè. Size cho L. M vàng Diệp Nguyễn. Mã vàng vàng, M vàng ấy. M vàng hay Diệp Nguyễn hay là M lớ? M vàng. M lớ. Vàng lớ. Rồi cái này size cho là E80 mặc vừa cho trên mặt tím. Cho E80 mặc vừa xanh đen Thùy Nguyễn. Xanh đen Thùy Nguyễn. Rồi size M 50kg quay đầu mặc vừa E72 đổ lại à, không cái này size L. E76 quay đầu mặc vừa lên trên mặt tím này à, lên trên mặt tím và kèm đôi số dạng trắng thì nó hạn chế chị ơi, trắng hạn chế có ít cái á. Rồi con này lên trên mặt tím mọi người, cho trên mặt tím size L. E76 quay đầu mặc vừa, à đâu phải size L, đâu tăng size XL mà. Đúng rồi size XL, hình chi nó rộng. Size XL E80 mặc vừa. Dạ rồi cảm ơn chị Tu Thủy nhiều này. Dạ không chị Xuân Thuận ơi. Rồi con này size XL E80 mặc vừa nha, cho trên mặt tím đấy. Em để em mặc thử đó chị Thu Hàng ơi, em mặc thử rồi này. Rồi xanh đen hết, rồi con này lên cho em mã gì quên rồi. Mã tím nhá, mã tím đấy, cho trên mặt tím, cái xanh đen thì như cò đấy sao bé. Cái xanh đen hồi nãy á. Hoa bị ngã. Hoa bị ngã đây này. Size gì ta? Ừ, rồi XL. Rồi ok này chị à, xanh đen cho chị Phạm Thủy một con này, xanh đen chị Phạm Thủy một con nhá. Rồi xanh đen cho chị Phạm Thủy một con rồi này. Thùy Nguyễn một con.
Phạm Thủy một con. Là 1m55 mà 50kg, chị mặc size M cho em, chị Hoàng Phượng ơi, chị mặc size M nhá. Tên gì đấy? Hả? Có một con rồi. Chị mặc size M nhá chị Hoàng Phượng này, chị mặc size M cho em. Rồi con này size L, cho em này size L này, em 76 mặc vừa. À, vàng treo bao sâu bao nhiêu em? Thì em có ghim giả ở dưới rồi chị ơi, đồng giá này. Rồi con này size L, em 76 mặc vừa nhá. Size L, em 76 quay là mặc vừa. Size L, em 76 quay là mặc vừa. Trời ơi, xin chưa? Chị nào lấy con này chốt cho em A197. A197 kèm điện thoại luôn cho em mà size L. E76 quay là mặc vừa. Chị nào lấy con mặt cho em A197 kèm điện thoại luôn cho em mà size L nhá. A197 và kèm điện thoại luôn cho em A197 này. Chốt cho em A197 size L. A197 và kèm điện thoại luôn cho em mà size L nhá. A197 ạ. Rồi lên cho chị một con họa tiết đen này. Rồi con này size L cho em này. Chị nào mua về để tặng mẹ này. Còn cô ba chị ơi, từ em lên con này đã đây, em lên cô ba cho chị này. À 58kg em hết size đó rồi chị ơi. Tại vì size XL bây giờ em hết rồi, 58kg thì chị mặc size XL mà size XL em hết rồi nha. Rồi size L 50 size L 54kg quay là mặc vừa. Eo 72 đổ lại là mang đẹp mọi người nhá. Cho che mặt đen. Mà đen là kèm luôn số che mà chốt che mặt đen và kèm số điện thoại luôn che mà size XL. Eo chị nào 80 mặc vừa lên che mặt đen size XL nhá. Size XL cho che mặt đen. Rồi size XL lên che mặt đen 197L cho chị Tạ Hải Yến ạ. À. Rồi con này lên che mặt đen này, đen và kèm luôn số che mà chốt che mặt đen. Đây cô ba đây chị này, cô ba size L này. 197 chị Tạ Hải Yến rồi nha. Em hết 197 này. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa nha. Size L eo 76 mặc vừa lên che mặt cô ba. Eo 76 quay là mặc vừa size L cho che mặt cô ba và kèm luôn số che mặt size L nha. Eo 76 quay là mặc vừa lên che mặt cô ba. Eo 76 quay là mặc vừa lên che mặt cô ba. Đen là mã nào? Rồi đen cho chị Phạm Thủy này. Đen cho chị Phạm Thủy này. Rồi con này lên che mặt cô ba size L eo 76 mặc vừa nha. E76 quay là mặc vừa lên trên mặt cô ba. Cô ba và kèm điện thoại luôn trên mặt cô ba Sài Gòn lên trên mặt cô ba. Cô ba và kèm điện thoại luôn trên mặt cô ba. Rồi con này cũng có ba Sài Gòn luôn chị này. Con này cũng có ba Sài Gòn luôn. Size XL eo 80 mặc vừa. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa mà đen lên hết rồi. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Chị nào lấy comment trên mặt 408 A408 cho em. A408 kèm số mọi người. A408 nhá. A408 kèm số điện thoại luôn trên mạng có vàng 2X luôn chị này. A408 kèm luôn số trên mạng chốt trên mạng A408 size 1XL. Lên trên mạng A408 cho em A408 size 1X. Lên trên mạng A408. A408 kèm số mọi người ơi. Lên trên mạng A408 ạ. Mọi người còn thấy em nữa không? Cho em một cái chấm đi. À, vàng 2X bây giờ em còn ít rồi. Đỏ 2X được không chị này? Có 3L chị Phương Trúc ạ. Có 3L chị Phương Trúc. Rồi con này size XL. À lộn, con này size 2XL. Rồi có 3 có 2XL không em? Từ đây cưng. À có 3 2XL. Để em coi đã chị này. Có 3 2XL. Để em xíu này. Em dòm đã. Có 3 2XL. Từ nha. Có có 3 2XL này. Rồi có 3 2XL có đây chị này. 2XL là con nào chị? Xanh S là con nào? Làm gì có xanh S ở đây? Con mình đúng mà anh em đi. Rồi con này size 2 chứ là E85. E85 quay đầu. Dạ chị mặc size L chị Bích Đinh ơi. Ừ biết rồi. Rồi con này size 2 chứ là E85 quay đầu mặc vừa. E85 quay đầu mặc vừa lên trên mắt đỏ nhá. Chốt trên mắt đỏ và kèm lô số trên mắt, chốt trên mắt đỏ nhá. Đỏ và kèm lô số trên mắt, chốt trên mắt đỏ. Đỏ và kèm lô số ạ. Lên trên mắt đỏ. Chốt trên mắt đỏ. Cái đó có trên á. Trời má ơi, chốt xem họ sẽ ít không ở đây nè. Hờ. Rồi riêng thì à chị Bích Tinh. À ok rồi. Nãy em bây giờ nói luôn nha. À nãy chị chốt là size SM là chị mua tặng cho ai hay là sao chị Bích Tinh ơi? Tại vì nãy là chị chốt là size S một cái là size S một cái là size M á. Rồi, XL 2XL đỏ chị Tuyết Lê này, 2XL chị Tuyết Lê này. À chị Bích Đi nhá, là chị chọn là chị nãy chị chốt là cái size mà size S lại size M thì chị chốt cho ai hả chị Bích Đi hay là sao? Rồi đây có ba size 2X nè. Đây chị Bùi Thảo Nguyên ơi, có ba này được không? Có ba size 2XL nè. Rồi có ba size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa nha. Rồi có ba Sài Gòn này size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa. Eo 85 quay đầu mặc vừa A113. A113 nha mọi người. A113 kèm điện thoại luôn cho em mà size 2XL. E85 quay đầu mặc vừa A113. A113
A113 nha, A113 này. A113 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A113 113 cho em ạ. A113 nha. À, chị Bích Đinh nói chị chọn là chị chọn cho ai vậy chị nè? A113 kèm điện thoại cho em ạ. A113 này. Có 31X có không hả? Không rồi, hình như không rồi này. Có 31X đấy, không có. Rồi cái này size M. Cái lê đơn cũng nhiều rồi chị ơi, nếu mà mai là chắc chắn là chị cọc cạp cho em rồi nè. Rồi có 3 chị Tuyết Lê size 2X ạ. Rồi con này size M 50kg L72 quay đầu cho em con này nha. Rồi 50kg L72 quay đầu mặc vừa, con này chốt cho em mã xanh, lên cho em mã xanh size M. 50kg L72 đổ lại là mặc vừa, chốt cho em mã xanh size M nha. Lên cho em mã xanh, mã xanh và kèm lưu số cho em, chốt cho em mã xanh. Mã xanh và kèm lưu số cho em, con này size XL. À lộn, size M 50kg L72 mặc vừa, lên cho em mã xanh này. Chốt cho em mã xanh, chốt cho em mã xanh. Xanh nha mọi người, lên cho em mã xanh, kèm điện thoại luôn cho em mã xanh ạ. Rồi lên cho chị con nãy cái gì? Cái chị gì ta? Nãy quên mất à? Chốt con này này. Quên mất tên rồi bé. Lê Thị Hải Tính á, phải không? Lê Thị Hải Tính chốt con này phải không? 113 hết rồi chị nè. Chị ơi, hàng này là hàng của Việt Nam mình, là hàng mới chị ơi, làm gì có hàng si chị né. Chị có biết hàng si với hàng new nó khác nhau chỗ nào không? Rồi con này size M nha mọi người, 50kg quay đầu L72. L72 đổ lại là mang đẹp size M nha. Chị nào lấy comment cho em mặc A10. A10 kèm điện thoại luôn cho em mặc size M 50kg L72 mặc vừa. 50kg L72 đổ lại là mặc vừa, chốt cho em mặc A10, chốt cho em mặc A10. Lên cho em mặc A10 kèm điện thoại luôn cho em mặc size M 50kg L72 mặc vừa. Lên cho em mặc A10, chốt cho em mặc A10 kèm số nhá. A10 kèm là kèm điện thoại luôn cho em ạ. Dạ rồi, ok chị này. Rồi lên cho em mã A10, chốt cho em mã A10. Ủa sao không chốt hàng chị vậy, có thấy trời ơi nãy giờ có thấy chị chốt gì đâu chị Ngọc Giáo. Rồi size M 50kg quay đầu, các chị chốt hàng thì em chốt cho em like, em like cũng mệt mà nên là các chị chốt hàng thì em chốt, nhưng mà đằng này em có thấy chị chốt gì đâu. Rồi size M 50kg quay đầu L72 đổ lại là mang vừa nhá. Dạ con trên kênh em còn size M với lại size L nhá chị này. Con trên kênh em còn size M, size L, nếu mà chị lấy thì chị comment mã kèm size trên cho chị Thủy Trần nhá. Rồi con này size M cho em mã 50kg quay đầu mặc vừa. Lên cho em mã hoa, cho em mã hoa. A10 cho chị Thanh Thoảng Phạm. A10 chị Thanh Thoảng Phạm ạ. Ừ, đọc cái này này. Cái này. Rồi, con này lên cho em mã hoa và kèm lưu số cho em. Ồ. Trời ơi, cái đen này này. À, hai vàng M hả? Là sao? Là chị lấy hai con luôn rồi chị Hoàng Phượng ơi. Hai vàng M, vàng tinh cam nhé. 10M hết rồi. 4XL có chị ơi, 4XL có đấy. 3XL được không chị nè? Tại vì cái hàng này nó giãn được á. Chị muốn mua áo hoa dài nền trắng, hoa gì cũng được. À vậy hả, chị chốt tặng rồi. À chị Hoàng Phượng ơi, chị lấy cái hai vàng size M trên kênh như là sao? Đúng thì ok cho em này chị Hoàng Phượng ơi. Đúng thì ok cho em nhá. Hoàng Phượng này khác nha. Rồi con này size 3XL. Đây, cái này size to này chị này. Để mà dành tặng mẹ cũng được. Tại vì cái màu này nó tối này chị này. Hàng này co giãn được này chị, đứng dưới cơn mưa. Nói chung là co giãn được nha. Size 3XL em chị nào 90 quay đầu mặc vừa này. Rồi, em không thấy chị chốt chị Ngọc Giàu ơi. Lên cho em mặc đen nha mọi người, chốt cho em mặc đen size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa lên cho em mặc đen. Em chị nào 90 mặc vừa lên cho em mặc đen này. Lên cho em mặc đen, hoa cho chị Tuyên Phạm. Rồi con này lên cho em mặc đen này, hoa cho chị Tuyên Phạm rồi nhá. Cho chị mặc đen và kèm luôn số này. Hoàng Phượng lấy thì ok cho em này chị Hoàng Phượng ơi. Rồi con này lên cho em mặc đen và kèm luôn số cho em, chốt cho em mặc đen nha. Đen và kèm luôn số cho em, chốt cho em mặc đen và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho em mặc đen, mặc đen và kèm luôn số cho em, chốt cho em mặc đen. Rồi lên cho chị một con cường mỹ này. Rồi con này size 2XL cho em ạ. Hoa hết nhá. Mã hoa hết này. Rồi con này size 2XL. Em chị nào 85 quay đầu mặc vừa, size 2XL, L85 mặc vừa. Lên cho em mặc sọc này rồi ok chị Hoàng Phượng. Hai cái size M hả? Hai cái size M. Rồi ok chị Hoàng Phượng. Rồi con này lên cho em mã sọc nha mọi người, size 2XL. Yêu chị nào 85 quay được mặc vừa. Rồi lên cho em mã sọc. Chị hỏi cái gì chị Huỳnh Trinh ơi? Lên cho em mã sọc này. Lên cho em mã sọc cái đen nó hở hay sao? Lên cho em mã sọc
cho em mã sọc này, mã sọc và kèm lô số cho em ạ, chốt cho em mã sọc nhá, sọc và kèm lô số cho em ạ. Từ coi đã. Chị Thi Hoa, chị chốt cái mã gì ấy, chị Thi Hoa ơi. Chị Huỳnh Tranh em không nhớ đây. Vậy cho chị 3XL cho ok, chị đừng dưới cơn mưa, cho chị đừng dưới cơn mưa size 3XL Lương Lan sau này. Em không nhớ là mã 10 là em chốt cho ai nữa rồi, ok chị đừng dưới cơn mưa em chốt chị rồi nhá. Tiếp thêm con nữa. Hai con size M đúng không? Đúng rồi, hai con size M. Cho chị Hoàng Phượng, ghi số Hoàng Phượng trước đi bé. Cho đây hoa nhí đây. Cho hoa nhí đây. Rồi con này size L cho em, này size L E76 mặc vừa size L nhá. Size L E76 quay là mặc vừa. Rồi size L E76 quay là mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em mặc hoa xanh, chốt cho em mặc hoa xanh size L. E76 quay là mặc vừa lên trên mặc hoa xanh size L nha mọi người nhá. Rồi size L E76 quay là mặc vừa lên trên mặc hoa xanh này. Hoa xanh và kiếm lô số cho em và chốt cho em mặc hoa xanh size L E76 mặc vừa nhá. Rồi lên trên mặc hoa xanh. Hoa xanh và kiếm lô số cho em và chốt cho em mặc hoa xanh size L E76 mặc vừa. Hoa xanh và kiếm lô số trên mã hoa xanh nhá. Hoa xanh. Hoa xanh. Rồi con này size 3XL này. Em chị nào 90 quay đầu mặc vừa size 3XL. Size 3XL em chị nào 90 mặc vừa chốt trên mã hồng con này nhá. Size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL em chị nào 90 mặc vừa lên trên mã hồng này. Đen em hết rồi nhá. Lên trên mã hồng này. Cho trên mã hồng size 3XL em chị nào 90 mặc vừa lên trên mã hồng này. Rồi, lên trên mã hồng S hở, S có chị ơi nhưng mà S ít lắm. Có con S nào không? Lên trên mã hồng này, mã hồng này. Rồi, con này em có 3X, 4X nè mọi người này. Rồi, con này em có 3X, 4X nè. Bé khởi con đi. Rồi con này em có 3X, 4X nha. Chị nào lấy comment cho em mã thổ cẩm kèm size 3X hoặc là 4X cho em. Lên cho em mã thổ cẩm kèm size 3X hoặc là 4X nha. Rồi mã hoa xanh cho chị cái gì? E home phòng vé này. Rồi, một con. Hoa xanh chị phòng vé rồi nè. Cứ để đây đi, cứ để con này đi, cứ để thôi. Rồi con này lên cho em này. Ui mày ơi. Lên trên mắt tổ cẩm kèm size 3X hoặc là 4X cho em. Lên trên mắt tổ cẩm kèm size 3X hoặc là 4X nha. Lên trên tổ cẩm kèm size 3X hoặc là 4X này. Ừ. Lên trên mã gì? Mã tổ cẩm kèm size 3X hoặc là 4X cho em nha. Tổ cẩm kèm size 3X hoặc 4X cho em ạ. Rồi con này size XL cho em này L80. Size XL L80 mặc vừa cho trên mã hồng nha. Size XL L80 mặc vừa cho trên mã hồng này siêu siêu đẹp. Một con hoa bỉ ngạn cho trên mã hồng size XL. E80 mặc vừa lên trên mã hồng này, hồng và kèm lô số trên mã hồng nhá. XL E80 mặc vừa lên trên mã hồng này. Hồng và kèm lô số cho em ở chốt trên mã hồng nhá, hồng. Rồi lên cho các chị con size 2XL này. Size 2XL E85 mặc vừa lên trên mã tím con này size 2XL nhá. E85 quay đầu mặc vừa lên trên mã tím size 2XL. Size 2XL E85 quay đầu mặc vừa chốt trên mã tím. Chốt trên mã tím này. Cho chị vàng treo sau nha, 53kg rồi ok, chị mình toàn size L chốt cho chị nhá. Rồi, cái size L, cái vàng. Rồi ok, chị mình toàn này, có màu tím. Màu tím là gì? Rồi con này size 2XL lên trên mặt tím nha mọi người, size 2XL. L85 mặc vừa lên trên mặt tím ạ, chốt trên mặt tím nhá, lên trên mặt tím này. Chốt trên mặt tím nha mọi người, lên trên mặt tím, kèm điện thoại luôn trên mặt tím ạ. Tím nhá. Rồi đây hoa nhí đây chị này. Size 3XL cho em này. Rồi size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa. Tím cho chị Bùi Thảo Nguyên. Rồi size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã hoa. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho trên mã hoa. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho trên mã hoa này. Hoa và kèm lô số cho em mã size 3XL. Eo chị nào 90 mặc vừa comment cho em hoa nha. Hoa và kèm lô số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con chim siêu đẹp size L. Một con chim size L. Em chị nào 76 quay được mặc vừa cho trên mặt chim. Em 76 quay được mặc vừa. Lên trên mặt chim và kèm lưu số trên mặt size L. Em 76 mặc vừa nhá. Size L em 76 mặc vừa lên trên mặt chim. Size L em 76 mặc vừa cho trên mặt chim này. Chim và kèm lưu số trên mặt size L nhá. Cho trên mặt chim ạ. Chim và kèm lưu số này. Cho trên mặt chim. Chim. Rồi size 3XL em chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL em chị nào 90 mặc vừa. Một con hoa cam chốt trên mặt
tay chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt cam. Rồi cam và kèm lô số trên mặt size 3XL. Eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mặt cam. Rồi lên cho chị một con hồng đá size XL này. Eo 80 quay đầu mặc vừa, chi phong 4 tà và có bông chân trên mặt. Lên trên mặt hồng đá nha mọi người nhá. Rồi lên trên mặt hồng đá đây, chốt trên mặt hồng đá size XL. Eo chị nào 80 mặc vừa, đúng rồi chim đẹp chị ơi. Lên trên mã hồng đá đi, chốt trên mã hồng đá size XL eo 80 mặc vừa, chốt trên mã hồng đá 229.000 nha. Rồi cam Bùi Thảo Nguyên, rồi con này lên trên mã hồng đá nha mọi người, 229.000 hồng đá cho em. Chốt 3 cái để free ship nha chị ơi. Rồi lên trên mã hồng đá nha mọi người, chốt trên mã hồng đá này. Lên trên mã hồng đá nha, hồng đá cho em ạ. Rồi, con này size L cho em này, 54kg quay đầu eo 72 mặc vừa nha. 54kg quay đầu eo 72 mặc vừa cho em ạ. 54kg eo 72 mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em ạ. A423 size L hả? A423 size L eo 76 mặc vừa. Lên trên mã A423 size L. A423 mà cam em hết rồi nè. Mà cam hả sao gì? Mà cam hồi nãy hả? Hoa cam có nó. Hoa cam nó size 7. Rồi hóa đơn áo tối hôm qua đi chưa mà sao không thấy chốt đơn. Lê Thị Hải Tính, chắc là chốt chưa có kịp. Cho mình cái đơn size M vàng trên kênh nhé. Đặt cho mẹ một cái 3XL và một cái vàng size L. Shop đã chốt cho mình rồi. Đơn hàng của mình hai cái nhé. Cảm ơn. Cho mình cái đơn size M vàng trên kênh nhé. Hết vàng trên kênh rồi đúng không chị? Cứ ghi vô đi. Rồi ok em dự bị cho chị nhá. Chị đứng dưới cơn mưa này. Ghi vô đi để ngày mai nhớ. Có tím đâm là tím một tím gì ta? Một tím đâm là một tím gì? Tím rồi. Tím đậm á hả? Lên trên A423 và kèm điện thoại luôn trên mạng A423 này size L nhá. Hoa cam không có size đó. A423. Rồi cái này size M này. 50kg eo 72 mặc vừa. Đây. Quá trời người thích size nhỏ đây. Size M 50kg quay đầu. Eo 72 quay đầu mặc vừa. Eo 72 quay đầu mặc vừa nha, size M chốt trên mặt đỏ, size M 50kg eo 72 mặc vừa. Lên trên mặt đỏ và kèm lô số trên mặt chốt trên mặt đỏ size M 50kg eo 72 mặc vừa lên trên mặt đỏ này. Rồi em lên cho các chị mấy cái con size to này. Áo vàng mặc có size 2X không? Áo vàng nào chị này? Không có rồi chị này, không có nhá. Không cả áo trơn, người đẹp ơi. Rồi con này size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa nhá. Rồi lên trên mã hoa. Size 3XL eo chị nào 90 quay đầu chốt trên mã hoa. Mã hoa và kèm lô số trên mã size 3XL. E 90 mặc vừa chốt trên mã hoa. Sao chị đứng dưới cơn mưa lên trên mã hoa. Hoa và kèm lô số trên mã chốt trên mã hoa. Rồi lên chung chị một con đỏ bướm này. À rồi ok chị này. À dạ không chị này. Rồi con này size 3XL E chị nào 90 mặc vừa chốt trên mã đỏ. Đỏ bướm nha mọi người này, lên trên mã đỏ này size 2XL. À lộn, size 3XL E chị nào 90 mặc vừa. Cho trên mặt đỏ nha mọi người này, cho trên mặt đỏ và kèm lô số cho em ạ. Rồi lên trên mặt đỏ. Cho trên mặt đỏ. Đỏ và kèm lô số trên. Thì nói chung là mỗi cái nó mỗi vẻ đẹp khác nhau chị ơi. Đỏ mờ dọn đơn. Đỏ mờ dọn đơn hàng vừa. Hoa tối đi em, hoa tối là đỏ hết rồi nè. À lộ. Đỏ đây, đỏ size to đây cho chị Nam Nhi. Có đỏ size to đây cho chị Nam Nhi. Rồi, cái cam hồi nãy em còn size M này mọi người này, cam này em size M. Em còn size M có lại size L. Chị nào lấy comment trên mặt cam kèm size M hoặc là L trên này. Lên trên mặt cam kèm size M hoặc L nhá. Siêu đẹp luôn này. Lên trên mặt cam. Mặt cam kèm size M hoặc L trên là siêu đẹp luôn ạ. Một con hoa nhí cam này lên trên mặt cam. Cam kèm size M hoặc L trên mặt chốt trên mặt cam kèm size M hoặc L nhá. Rồi lên trên mặt cam kèm size M hoặc L này. Rồi lên cho chị hồng sen. Trời ơi màu hồng sen là nó đậm đà này. Rồi size 2XL nha, eo 85. Size 2XL, cam M chị Duyên Phạm. Size 2XL, eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa lên trên mã hồng. Size 2XL, eo 85 mặc vừa lên trên mã hồng. Họa tiết 3D là các chị nhìn này cực kỳ đẹp luôn, lên trên mã hồng nhé. Rồi size 2XL, eo 85 mặc vừa. Lên cho các chị một lên cho các chị một chốt cho em này, chốt trên mã hồng nhá. Hồng và kèm lô số trên mã hồng này. Rồi lên cho các chị cách tân này, cách tân size S này. Rồi cách tân size S này chị nào tầm 40-48kg này. Rồi cam size M hết rồi đúng không? Cam size M hết rồi. 30 tuổi size L đi em. Mình hủy đơn size M trên kênh. À rồi ok chị đừng dưới cơn mưa rồi ok người đẹp này. Em tưởng chị nói cái gì chứ. Rồi cam M em hết rồi, em còn cam L thôi. Rồi con này size 40-48kg mặc vừa. Rồi con này hồ loa
L chị ơi. Rồi cái này lên cho em mã cách tân nha, cho em mã cách tân và kèm logo số cho em mã, cho em mã cách tân. Cách tân và kèm logo số cho em này. Cam M hết rồi người đẹp ơi, em chỉ còn cam L thôi. Rồi cái này lên cho em mã cách tân nhá, 129k cách tân. Cam M hết rồi, em chỉ còn cam L thôi. Rồi cái này lên cho em mã cách tân và kèm logo số cho em mã, cho em mã cách tân nhá. Cách tân kèm logo số cho em mã, em chỉ còn cam L thôi này. Lên cho em mã cách tân kèm logo số cho em mã đồng giá luôn này. Set nhá, 448 tí mặc vừa cách tân. Cách tân kèm lô số cho em ạ. Rồi hoa xanh cho các chị size M này. Chốt hoa xanh đây này, không chốt cam được thì chốt xanh này chị này. Rồi lên cho em ạ xanh nha, size M 50kg eo 72 mặc vừa. Rồi lên cho em ạ xanh 50kg eo 72 mặc vừa nha, lên cho em ạ xanh. Trời ơi, nổi da chưa này. Lên cho em ạ xanh nha mọi người, chốt cho em ạ xanh 50kg eo 72 mặc vừa, lên cho em ạ xanh. Cách tân cho chị Minh Anh. Con này lên cho em mã xanh, size M 50kg eo 72 mặc vừa. Cho em mã xanh, xanh và kèm lô số cho em mã, cho em mã xanh. Rồi con này size 4XL này. Đây cái này size to này. 4XL eo 100 đổ lại mặc vừa nhỉ. Này, lên cho em mã to. Size 4XL eo 100 mặc vừa lên cho em mã to. Cam lò hồng loan rồi ok người đẹp này. Rồi con này lên cho em mã gì? Lên cho em mã to. Cho em mã to và kèm lô số cho em mã to này. Xanh M, em còn xanh M, lên cho em mã to, to và kèm lô số cho em ạ, cho em mã to. Rồi lên cho chị cô Ba Sài Gòn này. À, chị Trần Yến, chị cho cái gì chị ơi? Rồi mã xanh này, mã xanh M của chị Hiền Hiền. Xanh M chị Hiền Hiền này. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa. À, size XL eo 80 mặc vừa. To Lương Lan, chốt hàng lên số chị Lương Lan ơi. Rồi con này chị nào size XL eo 80 mặc vừa. Size XL eo 80 mặc vừa lên cho em ạ cô Ba. Lên cho em ạ cô Ba và kèm lô số cho em ạ. Lương Lan chốt hàng lên số cho em với người đẹp ơi. Rồi con này lên cho em ạ cô Ba size XL eo 80 mặc vừa cho em cô Ba. Cô Ba và kèm lô số cho em ạ, lên cho em ạ cô Ba. Rồi đây size S đây. Rồi con này size S 40-48 ký mặc vừa size S cho em ạ. Chị nào lấy comment cho em ạ A10 A10 kèm điện thoại luôn cho em ạ A10 size S 40-48 ký mặc vừa. A10 kèm lô số dạ quần tính riêng trời ơi 60.000 một quần nhá. Rồi ok Lương Lan cái bảo to chị Lương Lan cái size 1X nhá. Rồi con này lên cho em mã A01. Mã xanh em hết rồi nhá. Lên cho em mã A10 chứ lộn A10 kèm lô số cho em ạ. Size S 40-48 ký mặc vừa. Lên cho em mã A10 con này size S nhá. 40-48 ký mặc vừa A10 cho em ạ. A10 kèm điện thoại luôn cho em mã A10 này. Rồi con này size 3XL cho em này. Yêu chị nào 90 mặc vừa nhá. Size 3XL cho em mã cam. 3XL em chị nào 90 mặc vừa. Cô Ba đó có to không? À, size 2X hả? Cái cô Ba mà. Cô Ba vừa rồi cái cô Ba này chị này. Thế như có nữa. Rồi con này size 3XL, eo chị nào 90 quay được mặc vừa mặc cam. Size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa lên cho em mặc cam, kèm lưu số cho em mặc cam này. Mặc cam và kèm lưu số cho em mặc, chốt cho em mặc cam này, chốt cho em mặc cam nhá. Cam nha mọi người, lên cho em mặc cam. Có 3 kiểu khác được không chị ơi, có 3 mà size to kiểu khác được không này. Rồi con này size L cho em này chị này, size L này. Eo 76 quay được mặc vừa size L. Eo 76 quay được mặc vừa size L nhá. Size L eo 76 quay được mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em mã A431 cho em mã A431 size L. Alo, size L đúng rồi, size L. Em cũng quên ạ. Rồi A10 Lê Thị Kim Xuân này, Lê Thị Kim Xuân nào đây? Đổi avatar em chẳng nhận ra, em chẳng nhận ra ai này. Chốt hàng lên cho em lại số chị Lê Thị Kim Xuân này. Cái đó sai gì? Cái nào? Cái A10 là sẽ S ạ, Lê Thị Kim Xuân hết cũng rồi. Rồi, khách cơ mà nghe đấy. Đổi avatar em chẳng nhận ra. Rồi con này lên cho em A431 kèm điện thoại cho em A431 nhá. Size L eo 76 quay được mặc vừa A431 cho em ạ, cho em A431. Đây có 3 Sài Gòn à, cái này size M. Lâu hiếu. Cái gì mà chọn chị một bộ kìa. À, nãy im lên cho một trắng mà chốt phụt đi. Cái size gì ta? Rồi, mặc size L. Rồi, dạ, rồi, ngày mai em chọn cho nha. Con này có size M. Rồi, con này size M 50kg eo 72 mặc vừa. À, cái kiểu đó hả? 50kg eo 72 mặc vừa, cái kiểu hồi nãy ấy, hình như em hết rồi á. Hết rồi. 50kg eo 72 mặc vừa cho em ạ. Cái kia chị, phải không? 50kg eo 72 đổ lại mặc vừa đó. Không không, bên dưới kia. À, màu khác, bên kia, có 3. Rồi eo 72 mặc vừa lên cho em A427. Size M 50kg eo 72 A427 cho em ạ, A427 này. A427 kèm điện thoại luôn cho em ạ, A427 này. Rồi cái này size 3XL, một con cam size 3XL này. À nãy chị nào mà cho cái con cam cam size 3X này. Size 3XL nhá. 3XL cho em mã cam. Size 3XL lên cho em mã cam, size 3XL. Yêu chị nào 90 mặc vừa lên cho em mã cam. Mã cam em ơi cho chị.
chị chọn cho mẹ chị một áo mai gọi điện. Rồi ok chị Ngô Phương Mai, ngày mai bọn em sẽ điện này. A427 Tuyết Hàng. A427 Tuyết Hàng này. Hình như Tuyết Hàng này mới này. Rồi, đây size 3XL này. Đây cái này size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa size 3XL cho trên mặt đỏ. Size 3XL em chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt đỏ con này nhá. Lên trên mặt đỏ này. 427 Tuyết Hàng rồi nè. Lên trên mặt đỏ size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt đỏ ạ. Giống này hả? Lên trên mặt đỏ. Dạ dạ. Có ai không? Lên trên mặt đỏ này, đỏ và kèm luôn số cho em mà cho trên mặt đỏ. Đỏ. À, 427 em còn nha, chị nào lấy comment cho em ạ, 427 này. Rồi cái này size 4X này, size to này, em 100 đổ lại này. Size 4XL em 100 đổ lại, cam 5 nhi. Em 100 đổ lại mặc vừa. Rồi em 100 đổ lại mặc vừa cho chị em mã vàng. Size 4XL em 100 đổ lại mặc vừa cho chị em mã vàng. Vàng và kèm mua số cho em ạ, em 100 mặc vừa. Em 100 mặc vừa cho chị em mã vàng. Em 100 mặc vừa lên chị em mã vàng. Rồi đây, sẽ đây nè. Sẽ cho em đây nè mọi người này, 40-48 ký mắc vừa sẽ này, 40-48 ký mắc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em mã A97, chốt cho em mã A97 nha các chị này, lên cho em mã A97 sẽ ạ. 40-48 ký mắc vừa, rồi mã vàng chị Thanh Phượng, mã vàng size to đây cho chị Thanh Phượng ạ. Rồi con này lên cho em mã A97 sẽ 40-48 ký mắc vừa, A97 kèm điện thoại luôn cho em mã A97 nhá. A97 kèm số điện thoại luôn cho em mã sẽ 40-48 ký mắc vừa. A97 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Đây con này cũng CS luôn cho em ạ. Rồi lên cho em ạ, xanh CS 40-48 ký mắc vừa. 40-48 ký mắc vừa lên cho em ạ, xanh CS này, chốt cho em ạ xanh và kèm lô số cho em ạ CS nhá. 40-48 ký mắc vừa, chốt cho em ạ xanh và kèm lô số cho em ạ. Rồi con này size 2XL cho em này. Rồi con này size 2XL em chị nào 85 quay đầu mặc vừa chốt cho em ạ đỏ đây. Rồi mã xanh này, mã xanh cho chị Nam Nhi này, xanh cho chị Nam Nhi này. Rồi cái này size 2XL em chị nào 85 quay là mặc vừa. Size 2XL 60-65 ký em 85 quay là mặc vừa. Lên trên mặt đỏ và kèm lô số trên mặt, chốt trên mặt đỏ nhá. Rồi size 2XL lên trên mặt đỏ và kèm lô số này. Size 2XL lên trên mặt đỏ đây, đỏ và kèm lô số trên mặt, chốt trên mặt đỏ này. Rồi lên trên mặt đỏ nhá, đỏ và kèm lô số trên mặt. Rồi lên cho chị một con hoa bỉ ngạn size to này. Có hoa đỏ sen L không? Thế như là có chị ơi, nhưng mà bây giờ em không có. Từ từ nói chung là em bóc con này em lên con đấy này. Rồi con này size 3XL luôn chị này, một con size to. Em chị nào 90 mặc vừa cho em mọi người này. Rồi size 3XL em chị nào 90 mặc vừa. Rồi mã xanh này, mã xanh em hết rồi chị ơi. Xanh em hết rồi. Rồi em còn là A97. Rồi con này chị nào mặc size 3XL em chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL em chị nào 90 mặc vừa. Chị nào lấy con mặc cho em mặc A243. A243 kèm điện thoại luôn cho em mặc A243 này, size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa A243 cho em ạ. Rồi lên cho em A243 cho em ạ. Xanh em hết rồi người đẹp ơi. A243 này. Cái này còn size gì chị này? Con này còn size gì? ML. Rồi con này em còn 2 size ML. Con này em còn 2 size ML. Chị nào lấy có mặt cho em mã vàng kèm size M hoặc L cho em này. Rồi chị nào lấy có mặt cho em mã vàng kèm size M hoặc L nhá. Rồi con này em còn size ML này, chị nào lấy comment cho em mã vàng. Mã vàng kèm size M hoặc L cho em này. Rồi cho chị mã vàng kèm size M hoặc L. Rồi. Vàng kèm size M hoặc L cho em này. Chấm mai cho em với nào các chị ơi, chị nào còn thấy em nữa không này. Rồi xanh hết rồi. Đây cho em mã vàng và kèm luôn số cho em ạ. Rồi con này em còn 2 size M với lại L cho chị mã vàng kèm size hàng đá hả? Vàng kèm size M hoặc L. Đây, em lên hàng đá cho các chị này. Hàng này là chất liệu là vải chi phong bốn ta và có bông chân nha mọi người nhá. Nói chung là hàng đá này là bữa trước là 289k, giờ sale còn 229k nhá. Cho con này size L cho em này, size nhỏ đây. Chị nào mà mua cho mẹ hoặc là chị nào mà mặc size nhỏ nhá. Chị nào mà mua cho mẹ mà có ta mặc size nhỏ này. Size L nha mọi người nhá. Size L, size M mặc vừa luôn cho em. Con này chất liệu là vải chi phong và bốn ta có bông chân luôn cho em mọi người nhá. Chi phong bốn tà và có bông chân cho em như này ha. 229k một con. 229k này. Lên cho em mã đá và kèm lô số cho em ạ. Chị nào mà thích hàng đá thì nhanh tay hốt cho em này. Rồi size L nhá. Con này size L chị nào mà mua về để tặng mẹ hoặc là chị nào mà mặc size nhỏ nhá. Size L, L76 quay được mặc vừa. Con này M, L đều mặc được cho em. Chị nào lấy comment cho em mã đá kèm số điện thoại luôn cho em ạ.
229k lên cho em ạ. Đá và kiếm đô số cho em ạ. Kết hợp cho em một cái quần màu nói chung là màu đồng nữa, là nguyên bộ cực kỳ xuất sắc luôn cho em. Lên cho em mã đá nhá, mã đá và kiếm đô số cho em ạ. Chốt cho em mã đá này size L nhá. Eo 76k là mặc vừa, lên cho em mã đá và kiếm đô số cho em ạ. Chốt cho em mã đá này. Đá và kiếm đô số mọi người ơi, lên cho em mã đá này. Đây hả? Đây cái này cho M. Rồi size 4X đây. Rồi cái này em có size 4X này. Các chị không thích hàng đá hả? Rồi, size 4XL em chỉ là 100 đổ lại mặc vừa cho em, và size 4XL em 100 mặc vừa. Chị nào lấy con này cho chị em mã to và kèm lô số cho em, và size 4XL em chỉ là 100 đổ lại mặc vừa, lên cho em mã to. Mã to và kèm lô số cho em, và size 4XL nhá. Rồi em 100 đổ lại mặc vừa, lên cho em mã to và kèm lô số cho em, và size 4XL. Em 100 mặc vừa, lên cho em mã to. To và kèm lô số cho em, và size 4XL. Em 100 mặc vừa to. To và kèm lô số cho em ạ. To. Rồi M8 là cái M gì? Rồi đá L cho chị Nga Hoàng. Đá L đây cho chị Nga Hoàng. Rồi con này size M cho em này. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa. 50kg eo 72. Còn đá không chị? Còn đá đó. Còn mấy cơ mà. Không, cái đá rút ấy. Đá màu này này. Rồi con này size M 50kg quay đầu eo 72 mặc vừa. 50kg quay đầu eo 72 quay đầu mặc vừa. Rồi chị nào lấy con này lên trên mặt tím. Màu này là màu tím hoa cà nhá. Chị nào lấy con này trên mặt tím và kiếm lô số trên mặt size M. 50kg quay đầu eo 72 đổ lại là mắt đẹp. Rồi lên trên mặt tím này, mặt tím và kèm nô số cho em ạ. Lên trên mặt tím. Mã 8 em chả biết mã 8 là mã gì luôn ấy. Rồi, đá này em còn 2x à. 2x nhưng mà không mặc là nhỏ. Nói chung tại vì cái chất liệu vải này nó không co giãn được ý. Nó không co giãn được nha các chị ơi, nên là mặc nó nói chung là nó không có rộng như hàng, nó không có như hàng 3D. Size XL, nói chung size XL mặc ok cho em ạ. Size L với lại size XL mặc vừa nha mọi người này. Chị nào lấy comment cho em mặc A85. Cho chị mặc A85 này, lên cho em mặc A85 tím hiền, thế như này có đơn rồi đúng không? Rồi lên cho em mặc A85 mọi người, 229k A85. Size L với lại size XL đều mang được cho em này mọi người nhá. Rồi lên cho em mặc A85 và kiếm lưu số cho em mặc A85. Size L với lại XL lên cho em mặc A85 này. À, chị chốt đã có cái nào hoa đỏ chưa em? Hoa đỏ hả? Em cũng không đỏ nữa chị này. Để chị có hoa cam hoa tím thôi. Hoa cam hoa tím thôi chị ơi, chứ có hoa đỏ này. Hoa đỏ 3X ấy, lại có 3X. Ờ có 3X này em mà em lên rồi ấy. 3X bướm ấy. Thế là chốt rồi. 19. Hai người chốt hết rồi. Rồi con này size L. Size L nha mọi người nha. Hai tà cho em này. Trời ơi. Là hai tà nha các chị ơi. Rồi con này size L eo 76 quay là mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã xanh. Bao nhiêu? 199. Xả các chị 199k lên cho em mã xanh. Xanh 199 kem điện thoại luôn cho em mã xanh. 199k lên cho em mã xanh đây. Hàng thiết kế cho em các chị ơi. Hàng thiết kế siêu đẹp, có đính đá này. Có đính đá này, theo hoa đính đá nhá. Rồi lên cho em mã xanh và kèm luôn số cho em mã 199k lên cho em mã xanh. Xanh 199 là kèm lưu số trên mặt, chốt trên mặt xanh này. Xanh 199 kèm lưu số trên mặt, chốt trên mặt xanh. 199.000 nhé. Xanh. Xả con nó cuối lai 69k. Rồi em xả cuối lai con này 69k cho em này. Xanh đá. Xanh đá con đó là size L như chị Tuyết Hàng nhá. Lấy thôi ok cho em này. Size M, size L mặc được các chị. Rồi con này size chị nào 3XL, eo chị nào có tầm 8-90 mặc vừa. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa, 69k A69 cho em. 69k A69. 69k A69 cho em ạ. À. Hoa đỏ và size 3X thì họ kiếm chị hoa đỏ size 3X hả? Bùi Thảo Nguyên. Rồi để em tìm. Rồi A69 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A69 này. Rồi A69 nha mọi người. Ừ cái đó đó, cái đó đó. Đó và size 3X nhá. Rồi đây cho em ạ A69 nha mọi người. Cho em ạ A69 này. Rồi đây. Đây chị ơi. Nói chung này sai nói chung là chỉ kích nhau một chút xíu thôi. Nên là cái này nếu mà chị lấy thì nó ghi là sai hay cái chị. Nhưng mà nói chung là nó co giãn được để từ 85 đến 90. Lấy thì ok này chị Bùi Thảo Nguyên. Đẹp, trời ơi, đẹp bé chảy luôn chị ơi. Hoa đỏ này, lấy thì ok nha chị nhá. Đây size to này, đây có tầm 2x luôn, mặc vô luôn. Còn sót đúng duy nhất con này thôi, lấy thì ok này. Lấy thì ok nha chị Bùi Thảo Nguyên ơi. Tuyết Hàng ok là lấy cái xanh đá hả? Rồi ok chị Tuyết Hàng, xanh đá chị Tuyết Hàng này. Xanh đá chị Tuyết okay, Hàng. Bùi Thảo Nguyên.
Rồi ok, Bùi Thảo Nguyên chốt cho chị luôn. Mã 69 hơn chưa thấy ai chốt à? 69 chưa thấy ai chốt này. Rồi con này size mỏ 50kg eo 72 mặc vừa con này cho em. 50kg eo 72 mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em mã vàng. 50kg eo 72 mặc vừa. Cái gì mà gì choáng à? Rồi lên cho em mã vàng. Bùi Thảo Nguyên. Rồi con này lên cho em mã vàng nha mọi người, chốt cho em mã vàng nhá. Vàng và kiếm nô số cho em mã con này size mỏ 50kg eo 72 mặc vừa lên cho em mã vàng. Mã lên vàng nhá. Lên nốt vài con đây rồi em nghĩ. Rồi con này em còn 2 size SM nhá. Rồi con này em còn 2 size SM, chị nào lấy comment cho em mã xanh kiếm size S hoặc M. Màu vàng lương trần. Rồi con này em còn 2 size SM, chị nào lấy con này chốt cho em mã xanh kiếm size S hoặc M nhá. Kiếm size S hoặc M cho em này. Em còn 2 size lên cho em mã xanh kiếm size S hoặc M. Lên cho em mã xanh kiếm size S hoặc M. Có cả size L nữa. À size L chốt bạn còn size S trên kia. Tìm em xanh 3X đi chị. Vàng ai chốt được không? Cái vàng size M có ai chốt được không? Vàng 3X hả? Xanh 3X hả? Nói chung là đây, có xem mấy cái 3X thì cho chị chọn. Xanh hả? Cuối này là cho xanh hả? Xanh M, xanh M Nguyễn Sa. Xanh M, đây là cho chị Nguyễn Sa đây, cho chị Nguyễn Sa. Rồi, con này xanh M luôn cho em nè. 50kg quay đầu eo 72. Lên cho em mà A23 kèm điện thoại luôn cho em mà xanh M. 50kg quay đầu eo 72 đổ lại là mang đẹp. Lên cho em A23 và kèm luôn số cho em A213. À vàng nào chị Nguyễn Thị Thảo ơi? Vàng đây hả? Hay vàng nào? À vàng kia hết rồi. Đây cho em A213 A213 đây. Đây ạ, 3X đây nha, hoa bị nghe. Đây, đây chị Nam Nhi này. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho em ạ. Lên cho em ạ xanh đen. Cho cho em ạ xanh đen nha, size 3XL. Chị Thảo chỗ này hả? Không. Rồi size 3XL eo chị nào 90 quay đầu mặc vừa lên cho em ạ xanh đen. Size 3XL đây chị này, họa tiết là hoa bị ngạn cho em ạ. Lên cho em ạ xanh đen và kèm lô số này. Lên cho em ạ xanh đen size 3XL. Lên cho em ạ xanh đen. Rồi con này cũng 3XL luôn này. Rồi các chị nào mà muốn dồn đơn á, xanh đen của chị Lam Nhi, muốn dồn đơn thì cứ báo size lên cho em, lên đúng size cho các chị chọn cho nhanh nè. Rồi size 3XL luôn này, chốt cho em ạ lạ, màu cực kỳ lạ. Chả, nói chung là không hề đục hàng như ai luôn á. Lên cho em ạ lạ, size 3XL lên cho em ạ lạ nhá. Size 3XL em chị nào 90 mặc vừa lên cho em ạ lạ. Size 3XL em chị nào 90 mặc vừa cho em ạ lạ này, lạ nhá. Lạ. Size M. Rồi một con tím này, size M này. Cái này size M, quả tiết chả biết gì đó. Quả tiết lè, hoa bị ngạn với lại con cá. Rồi lên cho em ạ cá nha mọi người. Size M 50kg qua đầu eo 72. 50kg eo 72 mặc vừa lên cho em ạ cá cho em này. Cho em ạ cá nha mọi người nhá. Nhìn rõ mới thấy cái hình con cá này các chị này. Lên cho em ạ cá và kiếm luôn số cho em ạ size M. 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp. Cho em ạ cá nhá. Cho chê mặc cá và kiếm luôn số chê mặc size M 50kg quay đầu. Cũng là size M à? Dạ size M. Lên chê mặc cá. Có đá nào size gì size S thì không có đâu chị Thanh Hiền ơi. Đá thì em chỉ có hàng size to thôi. Mặc cũng hết rồi. Còn mấy thôi. Rồi cái này size 4XL này em 100 mặc vừa đi. Size 4XL em chỉ nào 100 đổ lại mặc vừa đi. Lên lên sao vậy? Size 4XL em chỉ nào 100 đổ lại mặc vừa. Rồi em 100 đổ lại mặc vừa này. Để em một tí tìm mấy con size S cho các chị. Em 100 đổ lại mặc vừa cho em mặt đỏ này. Em 100 mặc vừa lên cho em mặt đỏ và kèm luôn số cho em mặt size 3XL. Em 100 đổ lại mặc vừa lên cho em mặt đỏ này. Bi hồng có size ML đó. Rồi bi hồng này em còn 2 size ML nha mọi người này. Rồi. À diện đi đám cưới rồi ok Bùi Thảo Nguyên. Rồi con này size ML cho em ạ. Size ML nha. Con này em còn 2 size ML. Chị nào lấy con này chốt cho em mặt bi kèm size M hoặc L. Lên cho em mã bi kèm size M hoặc L nhá. Rồi lên cho em mã bi kèm size M hoặc L cho em này. Con này em còn đúng 2 size M với lại L nhá. Rồi lên cho em mã bi kèm size M hoặc là L. Mã bi kèm size M L. Hình con cá size M. Hình con cá size M Hồng Trinh, Hồng Tịnh hả? Hồng Tịnh chốt hàng lên số đi chị ơi, chị chốt con đó hả? Hồng Tịnh chốt hàng lên số cho em này. Rồi đúng là size M. Rồi 4XL nhá, em 100 mặc vừa mã xanh. 4XL em 100 mặc vừa xanh cho em ạ 4XL. Em 100 mặc vừa lên cho em ạ xanh này size 4XL. Em 100 đổ lại mặc vừa lên cho em ạ xanh 4XL. Em 100 mặc vừa lên cho em ạ xanh này xanh và kèm luôn số cho em ạ. Hồng Tịnh ơi chốt hàng cho em số đi nghe đẹp ơi. Hồng Tịnh chốt hàng lên số này 213 size M chốt Nguyễn Ngọc hàng thùng. Mọi người chốt hàng kèm số điện thoại cho em với cái chị ơi. 213 như cửa mã rồi hay sao á? Đúng rồi. Lâu rồi á, 213 lâu rồi. Bây giờ em chả nhớ là cái nào đâu chị Nguyễn Ngọc hàng thùng ơi. 213 nó qua lâu rồi.
chị phải có mật mã liền cho em, chứ còn không là em cửa mã em không biết, em không biết đâu mà. Chị Hồng Tịnh còn đó chị ơi, chú Hoàng lấy số cho em nào. Rồi ok, Hồng Tịnh thấy số đây. Rồi con này size L cho chị mặc cam, eo 76 mặc vừa. Rồi lên cho em mặc cam, cho chị em mặc cam nha. 213 là cái con cũng là cách cỡ tầm mấy phút thôi ấy. Rồi con này lên cho em mặc cam nha, size L eo 76 mặc vừa lên cho em mặc cam. Size L eo 76 quay lại mặc vừa lên cho em mặc cam, siêu đẹp luôn, cho chị em mặc cam. Size L eo 76 mặc vừa lên cho em mặc cam, mặc cam. Size L eo 76 mặc vừa thì em có ghi ở dưới rồi chị ơi. 139k một áo chị này. Rồi lên cho em mặc cam. Rồi đây size S này, hình như cái này đủ size đúng không chị? SML, rồi SML, XL con này nè, hết theo rồi. Rồi con này em có đầy đủ size từ S tới 2XL. Đây S đây chị nè. Nói chung là hàng size S thì hiếm rồi chị Nam Nhi ơi, nên là nhanh tay hốt nha, nhanh tay hốt liền nè. Rồi lên cho em mã A01 kèm size. Em có từ size S tới size 2XL luôn nha. Chị nào lấy comment cho em mã A01 kèm size SML, XL và 2XL cho em nhá. Em có đầy đủ size SML, XL và 2XL. Chị nào lấy comment cho em A01. A01 kèm size SML và XL và 2XL cho em này. Lên cho em A01. Cam Nguyễn Thị Thảm lên chốt hàng lên số cho em với chị Nguyễn Thị Thảm ơi. Rồi 01M cho chị Nguyễn Phạm, Duyên Phạm. 01M cho chị Duyên Phạm. Rồi em còn nha mọi người, em còn đầy đủ size. Chị nào lấy comment cho em A01 kèm size này. A01 kèm size. Cam Nguyễn Thị Thảm, cái đó là size L mà chị nè. Cái đó size L mà chị Nguyễn Thị Thảm ơi. Rồi cái này SML, SML, XL và 2XL. Chị nào lấy comment cho em mã tím này, mã tím kèm A01. A01 kèm size, A01 kèm size. Chứ còn mà bây giờ các chị kiếm cái size S nó không còn nữa này. A01 này. A01 kèm size. A01 kèm size SML, XL và 2XL. Rồi lên cho chị đỏ size L này. Đỏ size L nha. Trời ơi, hoa đẹp chưa? Đỏ size L. 55-60kg quay đầu mặc vừa. À không, cái này có tầm 50-55, 50-54kg quay đầu mặc vừa size L. Eo 76 quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mặt đỏ này. Size L Eo 76 quay đầu mặc vừa lên cho em mặt đỏ này. Size L Eo 76 quay đầu mặc vừa cho em mặt đỏ và kèm luôn số cho em mặt size L nha. Eo 76 quay đầu mặc vừa lên cho em mặt đỏ size L này. Siêu đẹp luôn này mọi người này. Lên cho em mặt đỏ size L. Eo 76 quay đầu mặc vừa lên cho em đỏ này. Đỏ và kèm luôn số cho em mặt size L nha. Eo 76 quay đầu mặc vừa đỏ đây. Hàng si của nước Mỹ sản xuất cho Việt Nam mặc, chứ không phải đồ truyền thống gì ơi. Rồi cái này size M 50kg eo 72 mặc vừa. 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 Chứ hàng không lên số thì biết đường nào mà chốt các chị. Rồi lên trên mặt xanh, chốt trên mặt xanh. 50kg eo 72 mặc vừa xanh. Rồi lên trên mặt xanh này. Xanh. Đỏ kìa. Đỏ đang chiêu. Nguyễn Thị Thảo mấy giờ không lên số. Đỏ đang chiêu rồi. Đỏ đang chiêu rồi. Nguyễn Thị Thảo kìa. Cam L hả? Rồi ok, cam xa L Nguyễn Thị Thảo này. Cam xa L Nguyễn Thị Thảo này. Rồi xanh nào ta? Xanh đây hả? Đỏ size M hết rồi. Mình 10 cá chưa, chị 10 cá chưa? Chắc cũng cỡ đó. Mai là chị bắt buộc là chị chắc chắn là chị cọc với em rồi. Không, Duyên Phạm. À, Duyên Phạm. Chơi vô duyên. Rồi, ok chị này. Rồi, ok chị Nguyễn Thị Thảo này. Cái này nó giống như kiểu hàng thân lý, nó ngọc lại sao hết. Có thể sao? Size M hả? Size M. Cái này hàng thanh lý hợp lại nha, còn rất là mới nha. Xanh cho chị Duyên Phạm này. Size M 50kg eo 72 cho chị mã hồng đá nha mọi người. Cái này là hàng thanh lý, còn sót lại của em duy nhất một con em trả các chị 100k lên cho mã thanh lý. Rồi, 100k mã thanh lý này, nhanh tay hút liền mọi người này. Size M 50kg mặc vừa lên cho em mã thanh lý 100.000. Chú em bán thanh lý nhưng mà bây giờ em chịu qua hết hàng đi rồi. Sót lại em đó, nó nằm ở trong lô á. Thanh lý 100. Size M luôn cho em này. Ok rồi. Đây chuyển từ đây này. Ôi dồi ôi, chốt đồng mã cho em ạ. Thanh lý Duyên Phạm luôn. Size M 50kg quay đầu mặc vừa eo 72. Size 50kg quay đầu eo 72.
chị nào lấy comment cho em A294. Cho chị em A294 này mọi người, size màu 50kg, eo 72 mặc vừa. A294 kèm điện thoại luôn cho em A294 này, cho chị em A294. A294 này. Dạ vâng. Rồi cái này em xả cho các chị 40k. Thanh lý hết này. Không phải thanh lý hết đâu mà, người ta lại tự hàng cũ. Hàng mới nha, còn có một cá thôi, cách tân ngắn nè. Rồi, xả các chị 49k. A49 cho em ạ, 294 cho chị Duyên Phạm. 49k A49 này. 49k A49 cho em ạ. 50kg quay đầu mặc vừa, 49k A49. 49k A49 cho em ạ. 49k A49 cho em ạ. 49k A49 này. Hàng đá chị trước mà em. Không chị nà. Thanh lý trước đúng mã thì em mới lên chị ơi. Hồng đá. Nhưng mà các chị ghi hồng đá thì em phải nói là hàng thanh lý, các chị chấp nhận thì em mới bán chứ. Đúng mã đi ạ. Rồi con này size 2XL, L85 mặc vừa cho chị em mặc xanh đen size 2XL. L85 quay đầu mặc vừa cho chị em mặc xanh đen size 2XL. L85 mặc vừa cho chị em mặc xanh đen, xanh đen cho em ạ. Rồi kết thúc là chị ạ. Linh nha, cả áo và cả quần và áo hả chị 139k. Rồi, hẹn các chị 8 giờ sáng mai. Rồi, chào các chị nhá.